Tô Quân cười nhạt. Oanh! Xôi trào! Giọng của hắn tuy bình thản, nhưng lại như viên đá ném vào hồ nước. Nhân vật truyền kỳ trong bát đại thiên tài cấp sử thi uy tín lâu năm, cơ hồ không có tu sĩ nào chưa từng nghe qua tên của bọn họ, nhưng mà gặp được lại rất khó khăn. Tám người này đã là cường giả có thể tranh phong với thế hệ trước, chính là thần tượng của vô số tu sĩ trẻ tuổi, hiện tại chính là thời đại của bọn họ. Hiện tại một thần thoại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thì ra hắn chính là thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam Tử, Vô Hà Công Tử, quả nhiên đẹp trai tới mức yêu nghiệt. Một nữ cản thi nhân nhìn chằm chằm vào Tô Quân, cắn chặt môi. Đừng nằm mơ, Vô Hà Công Tử là một trong bát đại thiên tài cấp sử thi uy tín lâu năm, đương thời vô địch, sao có thể vừa ý nha đầu ngốc như ngươi chứ? Diêu Cát cười nói. Vô Hà Công Tử vừa đến, lập tức không thể bình tĩnh, rất nhiều tu sĩ ẩn nấp trong bóng tối xuất hiện, trong đó có không ít tu sĩ thiên mệnh cảnh. Nghe nói Vô Hà Công Tử có đại thù với Nam Cung Hồng Nhan, ngay cả ánh mắt cũng vì Nam Cung Hồng Nhan mới mù lòa, chẳng lẽ hắn tới đây giết Phong Phi Vân? Trong lòng rất nhiều người có suy nghĩ này. Rất có thể, ngay cả Vô Hà Công Tử đều đi ra, yêu ma chi tử hôm nay chạy trời không khỏi nắng. Thì ra, là công tử Vô Hà. Sắc mặt Tử Khuê trở nên tái nhợt, lúc nói đều trở nên có hơi run run. Hắn kìm lòng không đậu mà lui về phía sau hai bộ. Tô Quân chậm rãi nói. Phong Phi Vân, lần này ngươi chính là lấy hết danh tiếng. Phong Phi Vân dựa lưng vào cổ miếu tịch thần, cười nói tự nhiên phóng khoáng không câu nệ. Ta đúng là nửa phần cũng không muốn, ngươi tới vừa đúng lúc. Có lẽ nên mang đi tức thì muội muội của ngươi. Thiết kiếm trong tay nàng đã vài lần đâm trên cổ của ta, kiếm kia càng lúc càng nhanh. Ha ha, Tô Huyết, còn không mau nói một tiếng cảm ơn với Phong Phi Vân. Tô Quân cười nói. Tô Huyết mặc một bộ quần áo đen, mang theo thiết kiếm, xinh đẹp vô song đi ra từ trong cổ miếu. Nàng đi tới bên cạnh Phong Phi Vân, đôi mắt lạnh lùng liếc nhìn hắn, sau đó liền phi thân lên rơi xuống bên cạnh cỗ xe cổ xa. Phong Phi Vân thật sự cũng không lưu ý, nàng đi là tốt rồi. Những ngày qua, có nàng ở phía sau thật đúng là sinh rất nhiều điều bất tiện, hiện tại rốt cuộc thì cũng tốt rồi. Công tử Vô Hà, người có ý gì? Rốt cuộc có coi trọng Tử Minh thi động chúng ta hay không? Lý Hoàn Sinh có hơi tức giận, cho dù là thiên tài cấp bậc bát đại sử thi, hiện tại đôi mắt đã bị mù, còn có thể lợi hại được sao? Tô Quân cười nói. Đôi mắt ta đây chính là còn thật sự không nhìn thấy thi động gì hết. Thật sự là đáng ghét, công tử Vô Hà ngươi rốt cuộc có ý đồ gì? Chẳng lẽ hôm nay thật sự muốn đối địch với Tử Minh thi động chúng ta? Một tên đệ tử lớp chữ địa khác cũng có chút bất mãn. Lúc trước, Tử Minh thi động đã bị mất mặt mũi trong tay Phong Phi Vân, hiện tại lại mọc ra một công tử Vô Hà. Nếu như để cho hắn mang người đi như vậy thế thì Tử Minh thi động có muốn nổi danh tu tiên giới, quả thực chính là một chuyện cười. Tô Quân đáp, các ngươi đúng là đã nhắc nhở ta, đệ tử Tử Minh thi động các ngươi cũng dám động vào muội muội của ta. Đây chính là tử tội, mau giao kẻ chủ mưu ra đây đi. Ai là muội muội của ngươi? Sở Cực Bắc hỏi. Tô Huyết chính là muội muội. Ngón tay Tô Quân chỉ về hướng nữ nhân áo đen đang đứng bên cạnh cỗ xe cổ xa. Trời ạ, nữ nhân áo đen này lại chính là muội muội. Gương mặt Đàm Thiên và La Hoành biến thành trái khổ qua, thiếu chút nữa hai chân mềm nhũn liền tê liệt ngồi bệt ở trên mặt đất. Ánh mắt bọn họ đều đang nhìn chằm chằm vào Sở Cực Bắc, mang theo vẻ khẩn cầu. Ở đây, đệ tử thuộc lớp chữ thiên thì chỉ có Sở Cực Bắc, tất cả mọi người nghe hắn. Nếu như hắn giao ra Đàm Thiên và La Hoành, như vậy, bọn họ nhất định chỉ có một con đường chết. Sở Cực Bắc nhướng mày, nói với âm thanh lạnh lùng. Rõ ràng là yêu ma chi tử đang trêu chọc cô nương Tô Huyết, đệ tử Tử Minh thi động chúng ta ra tay tương trợ. Hiện tại lại bị đổ vấy, công tử Vô Hà, không hay là đôi mắt của ngươi bị mù nên không nhìn rõ sự thật. Những người khác đương nhiên không dám ở trước mặt Tô Quân mà đề cập chuyện hắn mù mắt. Sở Cực Bắc lại dám, bởi vì hắn đã sớm muốn khiêu chiến thiên tài cấp bậc bát đại sử thi nổi tiếng từ xưa. Mặc dù Tô Quân bị mù đôi mắt, nhưng mà tu vi lại vẫn còn, vẫn đáng giá cho hắn xuất thủ. Đúng vậy, Phong Phi Vân vốn là con quỷ đói háo sắc, hai vị giai nhân tuyệt sắc của Xâm La Điện đều bị hắn làm nhục. Vào lúc chúng ta chạy tới, hắn đã trói Tô Huyết cô nương vào cột vào. Quả thực chính là không bằng cầm thú. La Hoành nhe răng cười,
muốn khiêu khích chia rẽ Tô Quân và Phong Phi Vân, tốt nhất là khiến cho Phong Phi Vân chết ở trong tay Tô Quân. Phong Phi Vân lấy cái ghế từ trong cổ miếu mang ra ngoài rồi ngồi ở cánh cửa. Hắn tràn đầy hứng thú nhìn chăm chú, căn bản không tính toán ra tay, chỉ là đang xem kịch vui. Tô Huyết đôi môi hé mở, muốn giải thích hộ hắn. Nhưng mà thấy nụ cười gian trên mặt Phong Phi Vân thì nàng liền lại lạnh nhạt hầm hừ một tiếng, cũng không nói một câu nào. Nói như vậy, lúc ấy ngươi đã ở đây. Tô Quân cười hỏi. Đương nhiên ta ở đây, tận mắt nhìn thấy. La Hoành nói như chém đinh chặt sắt. Vậy ngươi có thể đi chết. Ngón tay Tô Quân có hơi cong lại một cái, một luồng khói xanh từ trong tử đồng lô ùa ra tràn ngập xung quanh. Nó hóa thành một đạo lửa khói xuyên thấu qua thân thể La Hoành. Dầm. La Hoành thất khiếu máu chảy, đôi mắt trợn to. Hắn không giải thích được nhìn chăm chú Tô Quân, sau đó ngửa đầu ngã trên mặt đất, sức sống trong thân thể đã hoàn toàn đoạn tuyệt. Nụ cười trên mặt Phong Phi Vân càng đậm hơn, hắn vẫn còn nháy mắt với Tô Huyết, lộ ra một hàm răng trắng lóa. Tô Huyết chỉ là mắt trợn trắng, căn bản là không nhìn đến hắn. Tất cả đệ tử Tử Minh Thi Động đều bị chọc giận, vội vàng quay sang bao vây Cổ Sa. Ngược lại bỏ mặc Phong Phi Vân sang một bên không để ý tới. Rõ ràng là yêu ma chi tử có ma tính quá đáng, làm ác trong cổ miếu. Nhưng ngươi lại giết đệ tử Tử Minh Thi Động ta. Tô Quân, ngươi có đúng cần phải giải thích cho ta không? Lý Hoàn Sinh lạnh lùng vừa giận vừa quát. Tô Quân mỉm cười. Ngươi là ai? Vì sao ta phải lý giải cho ngươi? Ngươi có tư cách đó sao? Khinh người quá đáng. Lý Hoàn Sinh ta coi như chỉ là một kẻ thuộc hạng người vô danh, cũng muốn đến đánh một trận với công tử Vô Hà nhà ngươi. Từ trong đan điền Lý Hoàn Sinh bay ra một tia chớp tím ngắt, một thanh tiểu kiếm ẩn náu trong tia chớp tím ngắt đó. Nó mang theo dòng khí sáng rực mà chém giết về phía trước. Ngươi mà cũng có tư cách đánh một trận với ta. Tô Quân ngồi ở trong xe Cổ Sa, có hơi phất một ống tay áo. Một đám hào quang trắng tinh bay ra. Nó hất cho tiểu kiếm màu tím kia bay ngược trở về, trực tiếp xuyên thấu qua mi tâm Lý Hoàn Sinh, làm cho thân thể của hắn bị đánh bay xa hơn 10 trượng, đầu bị cắm vào một cây cổ thụ ngàn năm. Máu tươi trào ra từ mi tâm, mặt mày đều là huyết hồng sắc. Lý Hoàn Sinh lại bị pháp khí bổn mạng của mình giết chết. Một người chết, tự nhiên không có tư cách đánh một trận với ta. Tô Quân nói chậm rãi. Quá cường đại, vẻn vẹn chỉ là phất một ống tay áo. Liền giết chết Lý Hoàn Sinh thuộc về loại đệ tử đứng đầu cấp bậc lớp chữ địa. Đây chính là lực lượng của thiên tài cấp bậc bát đại sử thi nổi tiếng từ xưa sao. Trên đỉnh đầu hơn 40 cỗ chiến thi đều toát ra những ánh sáng tím ngắt. Chúng gào lên một tiếng, rồi bay lên từ trên mặt đất. Những chiến thi này đều vô cùng cường đại, toàn bộ đều khoác áo giáp. Ở trên các thi thể tản ra điện mang màu tím. Bọn họ đồng thời xông ra, khí thế mãnh liệt đặc biệt kinh người. Tổng cộng 49 cỗ chiến thi, đều là mang đến từ Bắc Cương Phủ. Bọn chúng được tế luyện trên 100 năm, thân thể cứng rắn có thể so với huyền thiết. Giờ chúng tạo thành một tòa thi trận, mà giáng xuống từ trên trời. Tô Quân nhẹ nhàng khoát tay, một cái thủ ấn thật lớn hạ xuống từ đám mây, đè 49 cỗ chiến thi thành bụi. Trên mặt đất lưu lại một cái hố thủ ấn thật lớn. T. Vô số người đều lạnh toát sống lưng. Vẻn vẹn chỉ là ở trong lúc lật bàn tay liền có được lực lượng hủy thiên diệt địa. Đây là tu vi cấp bậc gì? Tu vi của Tô Quân trở nên mạnh hơn, ít nhất so sánh thời điểm hắn đại chiến với Đông Phương Kính Thủy thì cường đại hơn không ít. Trong lòng Phong Phi Vân có chút kêu lên, đồng thời với chính mình đang tiến bộ, thì những người khác cũng tiến bộ. Đặc biệt thiên tài cấp bậc sử thi thì tốc độ tu luyện đều nhanh kinh người. Nghĩ muốn đuổi kịp bọn họ, thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Ta đến đánh một trận với ngươi. Sở Cực Bắc rốt cục không nhìn được muốn xuất thủ, những người khác căn bản không có khả năng địch nổi một chiêu của Tô Quân. Những tu sĩ đứng ở xa xa đang xem cuộc chiến, rất nhiều người đều chờ mong Sở Cực Bắc xuất thủ. Đây chính là đệ tử lớp chữ thiên của Tử Minh Thi Động, tu vi cực kỳ đáng sợ, đã tu luyện qua 3 loại tà thuật cấm thế. Như vậy đủ để một chiêu giết chết một vị lão tu sĩ đã tu luyện hơn 400 năm. Hắn đã sớm muốn xuôi nam để đánh nhau với thiên tài cấp bậc sử thi, hiện tại rốt cục có khả năng đạt được tâm nguyện. Sở Cực Bắc vừa mới bước ra một bước hướng về phía trước, toàn bộ những đệ tử Tử Minh Thi Động này liền đều rút khỏi đỉnh Tịch Thần Phong, không dám dừng lại thêm một chút nào.
Bọn họ cũng đều biết vị sư huynh lớp chữ thiên này mạnh mẽ ra sao. Một khi xuất thủ, một vùng mấy chục dặm đều sẽ bị hủy diệt. Tô Huyết và Kỷ Vân Vân cũng tạm thời rút đi. Đây là một trận cường giả giao chiến, mỗi một chiêu đều sẽ kinh động lòng người. Nếu không phải trên tịch thần phong có vô số ấn ký của các bậc tiên hiền lưu lại, rất có thể nó sẽ trực tiếp sụp đổ. Trăng tròn lơ lửng giữa trời. Dưới ánh trăng, một tòa miếu cổ, một chiếc cổ xa, còn có gió lạnh và tuyết bay. Công tử Vô Hà người mặc cẩm y, ngồi ở trong xe cổ xa, đôi mắt có vẻ có hơi u buồn, tựa như một mỹ nam tử đang nhìn ngắm tuyết. Hắn kết hợp cùng cảnh đêm chung quanh thành một bức họa duy mỹ. VIPVANDAN.VN Chương 530, vô cùng hào hoa. 2. Sở Cực Bắc liền đứng ở trên mặt tuyết, đứng thẳng tắp, giống như một cọc tiêu. Ánh trăng sáng ngời kia chiếu vào trên người của hắn tạo ra một cái bóng thật dài. Đỉnh núi Tịch Thần Phong còn có người thứ ba, cũng là một người sống duy nhất còn dám ở lại đỉnh núi. Phong Phi Vân ngồi ở bên cánh cửa miếu cổ, căn bản không có ý định lùi lại. Một trận đặc sắc như vậy thì làm thế nào hắn có thể bỏ qua? Trong đầu của hắn đang suy tính, Sở Cực Bắc có thể tiếp được mấy chiêu của Tô Quân. Tất cả mọi người biết Phong Phi Vân có tốc độ nhanh đáng sợ thế nào. Ngay cả Sở Cực Bắc đều không thể đuổi kịp và vượt hắn. Cũng chỉ có hắn mới dám ở lại đỉnh núi Tịch Thần Phong để xem cuộc chiến. Xa xa, giữa trời cao mênh mông, có rất nhiều tu sĩ cường đại đều xuất hiện. Họ đều nhìn chăm chú đỉnh núi Tịch Thần Phong. Không có bất cứ một lời nói thừa nào, Sở Cực Bắc ra tay xuất thủ trước. Một đạo tà thuật cấm thế được đánh ra, những thi hài đã sớm vỡ vụn trên mặt đất trong nháy mắt đoàn tụ, trong đó vẫn còn bao gồm Diêu Kính Việt, Băng Thi, Huyết Thi, v.v., những thi tà này đều đã hóa thành cho bụi, nay lại đoàn tụ, trên thân toát ra thi hỏa hừng hực mà cùng đánh tới. Tựa như ngàn vạn ngôi sao băng từ bầu trời bên ngoài đang rơi xuống. Tô Quân vui vẻ bất động, bàn tay hướng về phía trên mà nhấn một cái. Một đạo trưởng ấn vô hình đã chấn vỡ tất cả thi tà thành vô hình. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Mà cùng lúc đó, Sở Cực Bắc đã đứng ở phía trên Tô Quân. Ngay trên đỉnh chóp của cổ xa, thân thể của hắn lại đã biến thành một khối xác ướp cổ. Xác thực mà nói, đó là thân thể của hắn và một khối xác ướp cổ ngàn năm đã dung hợp lại cùng nhau, lực lượng trở nên khủng bố vô biên vô tận. Một quyền nện xuống, đánh xuyên qua đỉnh chóp cổ xa, một cỗ lực lượng lớn lao kia nện xuống làm cho cả Tịch Thần Phong đều run lên. Những cây cổ thụ ngàn năm trên đỉnh núi đều biến thành cho bụi. Chỉ có một tòa miếu cổ kia cũng vẫn còn hoàn hảo không tổn hao gì nằm ở nơi đó. Trên mặt Tô Quân lộ ra sự không vui, hắn cũng tung ra một quyền nghênh đón. Một cỗ lực lượng rời núi lấp biển bắn về phía trên, nó đánh bay Sở Cực Bắc lên cao vài trăm thước, bẩy thẳng vào bầu trời đêm. Cùng lúc đó, Tô Quân lẫn cả cổ xa cũng bay lên, tốc độ nhanh hơn nhằm phía trời cao. Lại là một quyền đánh ra, đánh Sở Cực Bắc bay lên cao hơn nữa trên bầu trời. Ầm. Trên bầu trời tổng cộng vang lên 7 tràng tiếng nổ, Tô Quân và Sở Cực Bắc đã sớm đã không còn thấy bóng người, cũng không ai biết bay đến bầu trời cao như thế nào. Sau một hồi lâu, Tô Quân và cổ xa lại rơi xuống trở về, cứ thế nhẹ nhàng hạ xuống trên mặt đất. Tô Quân quần áo sạch sẽ, mặt vẫn tươi cười, vững vàng ngồi ở trong cổ xa. Hắn cầm lên một chén trà trên bàn, nhẹ nhàng hớp một cái. Vừa mới đại chiến, nhưng mà nước trà trên bàn lại cũng không hề bị tràn ra. Ầm. Sở Cực Bắc cũng rơi xuống trở về. Hắn tựa như một khối đá hắc thạch ngã trên mặt đất. Đất đá tung bay, thân thể của hắn tựa như một khúc cây, đầu dưới chân trên mà cắm trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Dưới ánh trăng, hiện ra một cái bóng thật dài. Vầng trăng đang lên. Trong không khí mang theo một cơn ớn lạnh thấu xương, cả thiên địa đều yên tĩnh lại. Tất cả mọi người gắt gao ngậm miệng lại, nói không ra một câu nào. Đây chính là thiên tài có tu vi cấp bậc bát đại sử thi nổi tiếng từ xưa. Trước sau tổng cộng Sở Cực Bắc cũng không tiếp được 10 chiêu, liền bại trận, ngã cắm đầu trên mặt đất. Cảnh tượng này có vẻ cực kỳ buồn cười, nhưng mà lại không người nào có thể cười được. Đệ tử Tử Minh Thi động đào đất moi Sở Cực Bắc lên, sau đó khiêng đi. Ai nấy đều có vẻ mặt sợ hãi, chỉ mong nhanh chóng thoát khỏi chỗ này. Nguyệt thực,
Có người phát ra một tiếng thét kinh hãi. Tất cả mọi người bị bừng tỉnh từ trong nỗi kinh ngạc vừa rồi, trong lúc bất chi bất giác không để ý lại đã là lúc nửa đêm. Trên bầu trời mênh mông sáng tỏ kia, một vầng trăng tròn sương mù tràn ngập, có một đạo khí tức với lực lượng khổng lồ mênh mông đang vận chuyển trên 9 tầng trời. Đúng vào lúc này, tất cả tu sĩ đều có thể cảm giác được sự đồ sộ của nó. Đó là một ngôi sao rất lớn, nó đang che đi vầng trăng, mặc dù vẻn vẹn chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng đen, nhưng mà cũng đã khá là đáng sợ. Trăng tròn đã bắt đầu khuyết. Ầm. Phía dưới, trên thánh hồ, một chiếc thần thuyền cao trăm trượng đang rẽ sóng mà đi. Thần thuyền kia chính là dùng xích ngọc chế tạo ra, có cung khuyết trôi nổi bên trên bề mặt, có hoa văn trận pháp dày đặc bên thân thuyền. Ba chiếc buồm lớn dệt từ tơ xanh sợi đồng đang phát ra âm thanh phần phật ở trong gió rét. Trên đầu thuyền, là bánh lái chế tạo từ xích thiết sắt đỏ. Một nam nhân người mặc áo giáp, ngang hông mang theo chiến đao đang đứng ở trên thần thuyền, nó đi về hướng thánh bia ở chính giữa thánh hồ. Đó là một vị thần tướng trẻ tuổi nhất trong thần vũ quân, thuộc hạ dưới cờ của Bạo Thiên Hầu, là nhân mã thuộc về gia tộc Bắc Minh. Thiên tư tuyệt đỉnh, vào năm 15 tuổi cũng đã bước chân vào cảnh giới thiên mệnh đệ nhất trọng, thiên phú bẩm sinh cực cao, sau các thiên tài cấp bậc bát đại sử thi nổi tiếng từ xưa, thì hắn và Phong Phi Vân đủ để dương cao đại kỳ của thiên tài thế hệ mới sinh. Ngọc Công Công đối với các hệ nhân mã trong triều đình thì biết rất rõ. Ngọc Công Công đã xem xét vô số người, trong số thiên tài thế hệ mới sinh thì cũng chỉ có Phong Phi Vân và Lệnh Đông Lai, mới cho lão một loại cảm giác không nhìn thấu. 15 tuổi là có thể ngồi trên ngôi vị thần tướng, xem ra không chỉ có thiên phú bẩm sinh cao, mà thông minh tài trí cũng tuyệt đối không thấp. Hắn tên gọi là gì? Công chúa La Phù hỏi. Lệnh Đông Lai. Ngọc Công Công đáp. Lệnh Đông Lai. Công chúa La Phù nhớ kỹ tên này. Phong Phi Vân và Tô Quân đều đứng ở trên đỉnh núi Tịch Thần Phong, trước vách đá dựng đứng mà nhìn sóng nước Thánh Hồ lấp lánh dưới chân núi. Gió lạnh thổi áo bào trắng tung bay. Đúng là có một loại cảm giác thần tiên. Ngươi có đối thủ? Tô Quân cười nói. Phong Phi Vân hai tay khoanh ở trước ngực, cười nói. Ta chưa bao giờ thiếu đối thủ. Lần này không giống, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Tô Quân lên tiếng nhắc nhở. Thần thuyền đi trên thánh hồ, Lệnh Đông Lai mặc dù còn khá trẻ tuổi, nhưng mà lại mạnh mẽ dị thường. Một đôi mắt sáng như điện đang gắt gao nhìn chăm chú thánh bia cao 33 trượng. Ánh mắt hắn vô cùng kiên định. Ầm. Một mảnh sóng nước thổi quét đến gần. Trong màn đêm, có hai anh tài nghịch thiên đến từ tử phủ đồng thời xông ra, ngăn cản đường đi của thần thuyền. Hai anh tài nghịch thiên đều mặc thái dương thần giáp trên người, mang theo chiến qua, giáo chính là anh tài tuyệt đỉnh tiên giáo của tử phủ, đều là cảnh giới thiên mệnh đệ nhất trọng. Lệnh Đông Lai, nếu muốn lưu danh thánh bia, trước hay cửa ải này của chúng ta. Lan thị huynh đệ mạnh mẽ xông ra, cao giọng quát điệu sư tử hống. Hai con thần sư màu vàng lao ra từ trong miệng bọn họ, hào quang vàng chói chiếu sáng thánh hồ. Chúng dương nanh múa vuốt vọt tới. Lưu danh thánh bia, không người có thể kháng cự. Lệnh Đông Lai tay xách chiến đao, hắn vung lên giữa trời. Một đạo đao mang cuốn đến, Lan thị huynh đệ liền đồng thời bị đánh bay đi ra ngoài, rơi xuống trên thánh hồ mà quỳ rạp trên mặt đất, không ngừng ho ra máu. Tướng sĩ thần vũ quân chúng ta cũng không giết loạn người vô tội, hôm nay liền lưu cho các ngươi một tính mạng. Lệnh Đông Lai thu đao vào vỏ, căn bản không có sử dụng toàn lực. Thần thuyền lại xuất phát, sóng nước cuồn cuộn rẽ đi. Khoe tài cũng không tệ lắm. Phong Phi Vân cười nói. Tô Quân bảo. Một đao vừa rồi kia, hắn chỉ dùng hai tầng tu vi. Ầm ầm ầm. Trên thánh hồ đang sinh ra một vòng xoáy cực lớn, hồ nước đang bắt đầu khởi động hào hùng như thể muốn khuấy sông lật biển, những cơn sóng cực kỳ lớn cao đến mấy chục thước. Sóng nước và vòng xoáy đã biến thành một bức thái cực thần đồ, chặn đường thần thuyền. Kỷ Phong mặc đạo bào trắng tinh đang đứng ở trung tâm vòng xoáy. Đầu đội đạo cơ, tay cầm thanh đồng phất trần, mặc dù tuổi còn trẻ nhưng hắn lại có một loại cảm giác tiên phong đạo cốt. Phất trần trong tay của hắn đang xoay tròn. Có một loại khí thế khống chế thiên địa. Thái Thanh Bát Trận Đồ. Lệnh Đông Lai đứng ở trên thần thuyền, nhìn chăm chú thiếu niên mặc đạo bào ở trung tâm vòng xoáy mà hỏi. Ngươi chính là đệ tử của Phù Trầm Tử tiền bối, Kỷ Phong. Ngươi biết được đúng là không ít.
Kỷ Phong đáp, Thái Thanh Bát Trận Đồ, chính là thuộc về tam tắc đạo môn, ba quy luật của đạo, do đạo tổ truyền lại. Nó do đệ nhất tắc đạo môn, Thái Thanh Minh Kính, gương sáng biến hóa ra, chỉ tiếc Thái Thanh Bát Trận Đồ của ngươi tựa hồ còn có một vài chỗ thiếu hụt. Lệnh Đông Lai nói, ánh mắt Kỷ Phong khựng lại, nhãn lực của Lệnh Đông Lai này cũng thật cao siêu. Thái Thanh Bát Trận Đồ của hắn đích xác có đôi chỗ thiếu hụt. Ngươi đã từng thấy Thái Thanh Bát Trận Đồ đích thực? Kỷ Phong hỏi. Đương nhiên là không, nhưng mà ta đã có may mắn chứng kiến đạo tổ tam tắc đạo môn ở trong một tòa thượng cổ bí phủ. Lệnh Đông Lai cười nói. Đạo tổ tam tắc đạo môn, mỗi một phép tắc đều có xuất xứ từ thời cực kỳ viễn cổ, trong đó phép tắc thứ ba đều đã thất truyền, hai phép tắc còn lại tất cả cũng không trọn vẹn. Mặc dù không trọn vẹn, nhưng mà vẫn là bí pháp chí cao của đạo môn. Lệnh Đông Lai lại đã từng thấy tam tắc đạo môn đầy đủ, quả thực rất làm cho lòng người kinh ngạc. Lệnh Đông Lai thật là lợi hại, vẫn còn không hề ra tay mà cũng đã khiến cho tâm tư Kỷ Phong đại loạn. Tô Quân kêu lên một câu. Kỷ Phong cũng đã vượt qua địa kiếp, đạt tới thiên mệnh đệ nhất trọng. Với thiên tư của hắn, trong cùng cảnh giới mà có thể sánh vai với hắn thì đều không tìm ra được mấy người. Phong Phi Vân và Kỷ Phong đã giao đấu, nên hiểu rõ thực lực của hắn. Mới qua thời gian mấy tháng, Kỷ Phong mượn linh thảo đã mở ra 360 tòa mệnh huyệt, bước lên con đường thiên mệnh. Kỷ gia cũng không phải đơn giản như bề ngoài vậy, vì chính là một gia tộc tầm bảo sư, nên việc không ngừng ùn ùn cung cấp linh thảo cho hắn cũng không phải việc gì khó. Tốc độ tiến bộ tu vi của hắn đương nhiên so sánh với Phong Phi Vân không có gia tộc làm chỗ dựa nên sẽ nhanh hơn. Tô Quân nói, đều là nhân tài đứng đầu thiên mệnh đệ nhất trọng, tính toán thắng bại thật đúng là khó lòng mà nói. Nguyệt Luân Thiên Nhãn của Kỷ Phong so sánh với Thái Thanh Bát Trận Đồ thì càng đáng sợ hơn. Nếu như hắn mở Nguyệt Luân Thiên Nhãn ra thì trong cùng cảnh giới, ta cũng chưa chắc chống đỡ được, tuy hắn không phải thiên tài cấp bậc sử thi, nhưng mà chiến lực cũng không thua kém gì thiên tài cấp bậc sử thi. Phong Phi Vân nói, chính là, tối nay có nguyệt thực. Tô Quân nói, Phong Phi Vân ngẩng đầu, trăng tròn trên trời cao đã chỉ còn một nửa, tựa như một chiếc thuyền ngọc đang trôi lơ lửng giữa trời cao. Đêm nguyệt thực, Lệnh Đông Lai quả nhiên đáng sợ, vẫn là một thanh chiến đao kia, vẻn vẹn phát huy ra ba đao liền phá được Thái Thanh Bát Trận Đồ, đánh lui Kỷ Phong, khiến cho hắn phải lui về trên Thánh Hồ. Vòng xoáy cực lớn kia biến mất, cả Thánh Hồ lại khôi phục sự yên tĩnh. Người tốt nhất có lẽ đóng Nguyệt Luân Thiên Nhãn lại, tối nay nguyệt thực, Nguyệt Luân Thiên Nhãn căn bản không phát huy được uy lực đích thực. Ngay cả một đao của ta đều không ngăn được. Lệnh Đông Lai nói. Hai tay Kỷ Phong lúc trước đã đặt trên huyệt Thái Dương, hắn muốn mở Nguyệt Luân Thiên Nhãn ra. Nhưng mà sau khi thấy trên trời cao không có mặt trăng thì cuối cùng lại liền buông hai tay xuống. Được rồi, tối nay liền không tranh chấp cùng ngươi. Kỷ Phong nói. Lệnh Đông Lai cười nói. Ta đến quận Tam Thánh này, chính là để bắt yêu ma chi tử Phong Phi Vân, còn việc lưu danh thánh bia chẳng qua cũng chỉ là thuận đường thôi. Ngươi đã giao đấu cùng hắn. Ngươi cho rằng ta và hắn ai mạnh hơn? Ngươi muốn bắt hắn? Kỷ Phong hỏi. Phong Phi Vân giả mạo thiên phu trưởng thần vũ quân ta làm sằng làm bậy, chuyên làm những việc lừa nam cướp nữ, làm bẩn danh tiếng của thần vũ quân ta. Ta vâng mệnh phụng thiên hầu đặc biệt đến bắt hắn về thần đô. Lệnh Đông Lai nói năng ngời ngời chính nghĩa. Kỷ Phong lập tức cười. Vậy thì đúng lúc, ác ôn Phong Phi Vân này đang ở đây, ngươi có thể đi bắt hắn. Ở đâu? Lệnh Đông Lai vội vàng hỏi. Kỷ Phong chỉ một ngón tay về hướng đỉnh núi Tịch Thần Phong, cười nói. Đang ở trên núi. Một cỗ chiến ý trên người Lệnh Đông Lai bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Hắn ngẩng đầu lên, một đôi mắt sắc bén đang nhìn chằm chằm vào đám mây trên đỉnh núi, lại vẻn vẹn chỉ thấy được Tô Quân áo quần trắng tinh, nào có còn bóng dáng của Phong Phi Vân. Phong Phi Vân đã bay đến chân trời, như cầu vồng tỏa sáng lung linh. Phong Phi Vân. Ngươi chạy đi đâu? Lệnh Đông Lai quát một tiếng chói tai. Người khác thì không thấy gì, nhưng mà Lệnh Đông Lai lại thấy được. Thân thể vừa động liền kiên quyết vọt lên, hắn hóa thành một làn khói xanh dài, đuổi theo ra ngoài vòng trời. Lệnh Đông Lai lại cũng không để ý việc lưu danh thánh bia chút nào. Bởi hắn xem ra, đuổi bắt Phong Phi Vân thì việc này càng quan trọng hơn. Chỉ thoáng chớp mắt, bóng dáng Lệnh Đông Lai cũng mất tiêu. Giờ phút này, vầng trăng trên trời cao trở nên càng cong hơn, tựa như một lưỡi câu trắng lóa. Ầm, ầm,
ầm, ầm, ầm, ầm. Lại có ba chiếc thần thuyền hiện ra, cũng có cao thủ tuyệt đỉnh tọa trấn trên đó. Chúng bơi về hướng thánh bia ở giữa hồ, giờ khắc này cuộc tranh đấu trở nên càng kịch liệt hơn. Không chỉ có bảo khí bị đâm cháy mà rơi vào trong hồ, còn có linh khí được tế xuất ra. Chúng chiếu rọi tứ phương, nên cho hồ nước bốc lên như biển. Lúc tối nhất đã sắp sửa đến, thần tiên từ mọi hướng đều đã hiện thân, bay về hướng thánh bia, rồi đánh cho bầu trời đen kịt. Một chiếc đỉnh cổ sáu chân được tế xuất ra. Đây là một kiện linh khí, nắm giữ ở trong tay một vị thiếu chủ tiên giáo. Nó chấn áp một chốn, đánh cho ba tên tu sĩ cường đại trong nháy mắt trở thành đám huyết vụ. Một con ngân lang tu vi 700 năm lao ra từ trong cánh đồng tuyết, so sánh với voi thì đều phải lớn hơn mấy lần. Lớp lông sói trên người màu bạc, giữa hồ nước ánh sáng lung linh mà gầm dài một tiếng, cả thiên địa đều phát âm thanh những vụ nổ vang động. Một người thiếu nữ mặc Phật y, liền cưỡi trên lưng ngân lang, phía sau còn có một đám dị thú đi theo. Nàng đánh cho các tu sĩ khác đột phá vào bị thất điên bát đảo. Đây là truyền nhân của ngự thú trai Phật môn, lần đầu tiên hiện thân. Một đạo hào quang trắng toát rơi xuống đỉnh núi Tịch Thần Phong, đứng ở bên cạnh Tô Quân, đúng là Phong Phi Vân. Thoát được rồi à? Tô Quân hỏi. Trong thế hệ trẻ tuổi thì người có thể đuổi kịp và vượt ta cũng không nhiều. Phong Phi Vân cười nói. Từ phía chân trời, một đạo chiến quang như thiên lôi đang cuốn lại đây. Nó mang theo âm thanh của lệnh Đông Lai. Phong Phi Vân, ngươi không trốn thoát đâu. Phong Phi Vân có hơi nhủ chí vuốt vuốt chán, thật đúng là âm hồn không tiêu tan. Như vậy cũng không thể bỏ rơi hắn. Tô Quân nở nụ cười, nói. Đi thôi, chúng ta cũng đi gặp các vị tiên hiền trên thánh bia một chuyến. Phong Phi Vân cười cười. Ta cũng đang có ý đó. Hai đạo hào quang trắng xóa bay xuống từ trên đỉnh núi. Chúng đạp sóng mà đi, thẳng hướng tới trung tâm thánh hồ. Xích xích xích. Thánh hồ vô biên vô tận như biển, sóng xanh vạn lớp, sóng nước quay cuồng, hào quang phóng lên cao, khiến cho chín tầng trời rối loạn. Một cái đỉnh cổ sáu chân hóa thành một quả núi nhỏ xoay tròn trên thánh hồ. Nó vội vã bay về thánh bia ở chính giữa hồ. Phàm là tu sĩ dám tới gần đều sẽ bị lực lượng linh khí ép cho văng đi, miệng phun đầy huyết. Vị thiếu chủ tiên giáo, đứng ở trên đỉnh cổ, dáng người khôi ngô cao lớn, tựa như một vị trích tiên. Tại một phương hướng khác, vị Phật môn nữ nhân của ngự thú trai đứng ở trên đầu ngân lang, càng là khí thế kinh người. Những ngón tay ngọc mảnh rẻ nắm một chuỗi bạch ngọc Phật châu, trong miệng niệm xuất ra chữ Phật kim quang lấp lánh. Chúng xé rách ra một con đường, một mực kéo dài đến dưới thánh bia. Hiu, hiu. Phong Phi Vân và Tô Quân có tốc độ đều giống như sao băng, hai đạo hào quang trắng bay qua trên mặt hồ, căn bản không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản bọn họ chỉ một khoảnh khắc. Ầm, 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 ầm. Một cái đỉnh cổ sáu chân từ phía trên nện xuống phía dưới, đầy trời giáng lành rực rỡ. Linh khí thượng cổ trận kích động ra, ngăn cản bước tiến hai người. Phong Phi Vân nhếch miệng cười một tiếng, vung tay lên. Miểu quỷ ban chỉ liền từ trên ngón tay bay ra, đánh về hướng chiếc đỉnh cổ sáu chân làm phát ra một tiếng nổ như trời long đất lở, mực nước cả thánh hồ đều bị phân thành hai. Hay thật, yêu ma chi tử. Vị thiếu chủ tiên giáo, bàn tay bắt đầu vận dụng một mảnh linh mang màu xanh, lại lần nữa tế ra đỉnh cổ sáu chân để đánh xuống, không muốn cho Phong Phi Vân tiếp cận thánh bia. Tô Quân, đã lâu không gặp. Hôm nay coi như không đi lưu danh thánh bia, cũng muốn đánh một trận cùng ngươi. Một âm thanh quả cảm vang lên từ trên cao, nện cho mọi người ở đây đều ù tai. Một cây bạch yến đà thương phá rách tầng mây, tựa như một cây cây cột trống trời màu trắng, ẩn chứa vô cùng linh uy nối liền bầu trời và mặt hồ, nện cho vô số tu sĩ đều bị bắn văng đi ra ngoài. Yến Tử Vũ. Tô Quân nói. Yến Tử Vũ chính là cùng thế hệ thiên kiêu với Tô Quân. Sau khi bước vào hàng ngũ thiên tài cấp bậc sử thi thì hắn hận không thể khiêu chiến tất cả thiên tài cấp bậc bát đại sử thi nổi tiếng từ xưa. Nếu không hắn vĩnh viễn cũng không thể sánh ngang hàng cùng thiên tài cấp bậc bát đại sử thi. Yến Tử Vũ và Tô Quân đều là nhân vật cực kỳ tài ba hàng đầu, xếp hạng thứ nhất bách tháp bảng, đương nhiên là không chỉ có được hư danh. Vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, hắn liền đánh nhau hơn 10 chiêu với Tô Quân, mỗi một chiêu đều kinh động lòng người. Có rất nhiều tu sĩ bị chiến uy của bọn họ đánh cho trọng thương. Hai người không hẹn mà cùng bay đi, hóa thành hai đạo cầu vồng, chỉ trong một cái hô hấp đã đến ngoài mấy trăm dặm.
đó là nơi hai người bọn họ chiến đấu. Sau khi Yến Tử Vũ và Tô Quân đi rồi, trên Thánh Hồ lại lần nữa lâm vào trong cuộc truy đuổi điên cuồng. Càng ngày càng có nhiều tu sĩ xông vào, trở nên càng hỗn loạn hơn. Phong Phi Vân, đánh một trận cùng ta. Nếu như ngươi chiến bại, bó tay chịu trói, cùng ta về Thần Đô đền tội. Lệnh Đông Lai truy theo về Thánh Hồ, thân mặc chiến giáp màu đen, trên người có một cỗ chính khí dâng trào bốc thẳng tới 9 tầng trời, đã đạt tới cảnh giới khí tiếp vân hà. Hiện tại, không rảnh đánh một trận với ngươi. Phong Phi Vân thu hồi miểu quỷ ban chỉ, triển khai luân hồi tật tốc, bước đi trở nên vô cùng quỷ dị, tốc độ nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Một dòng chữ Phật màu vàng bay tới, bắn cho một mảnh hư không trước người Phong Phi Vân đều vỡ vụn, phá tan luân hồi tật tốc nên một lần nữa hắn phải ngừng lại. Phong Phi Vân quay đầu vừa nhìn, người mới ra tay đúng là nữ nhân Phật môn từ Ngự Thú Trai, gương mặt khuynh thành, thánh khiết vô song. Trên người có một cỗ khí chất vô trần không dính bụi bẩm, nhưng mà xuất thủ lại cực kỳ lợi hại, trong thế hệ trẻ tuổi, số người có thể cưỡng lại được với nàng cực kỳ ít ỏi đến đáng thương. Nàng chỉ là thản nhiên liếc mắt nhìn Phong Phi Vân, sau đó liền cưỡi ngân lang, vững vàng bay vọt đi theo ánh trăng, cách thánh bia chỉ có mấy trăm thước. Ai cũng đừng nghĩ chuyện tới gần thánh bia. Vị thiếu chủ tiên giáo, trên lưng triển khai một đôi thiết rực xòe rộng quanh thân hơn 10 trượng. Hắn đánh ra chiếc đỉnh cổ 6 chân, đẩy lui nữ nhân Phật môn Ngự Thú Trai kia. Đây là một hồi đại hỗn chiến, căn bản không có đối thủ đích thực, bởi vì, phàm là người nào dám tiếp cận thánh bia liền đều là kẻ địch, tất cả mọi người sẽ khởi xướng công kích đối với hắn. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Công chúa La Phù khống chế bát bộ long xa, khí thế hào hùng, có long khí xoay quanh trên xe, lao xuống từ đỉnh núi. Nàng trực tiếp mở ra một con đường, phàm là người nào dám chắn đường nàng, đều bị lực lượng long xa đánh bay, hài cốt không còn tồn tại. Ba tên cường giả vô song thiên mệnh đệ nhất trọng đều trong nháy mắt bị nàng nghiền nát, máu bắn lên, không có nửa phần hoài niệm. Công chúa, dừng lại. Diêu Cát dáng người xinh đẹp, bay xuống từ giữa đám mây, trên người sáng bóng lấp lánh rất giống Lăng Ba tiên tử xuống phàm trần. Nàng vẻn vẹn chỉ là kêu một câu như vậy, không thể ngăn cản bát bộ long xa, nhưng lại thật sự miễn cưỡng ngừng lại. Càng xe thật lớn chuyển động trong nước, nhưng mà bát bộ long xa lại cũng không có tiến được thêm nửa bước. Nàng kêu dừng lại, không ngờ liền thật sự ngừng lại. Âm hư thi động, cản thi nữ. Công chúa La Phù nói. Âm hư thi động, cũng là một trong mấy thi động tối cao nhất truyền thừa từ thuở xa xưa ở phủ Bắc Cương, trong thi động toàn bộ đều là nữ nhân. Hơn nữa chiến thì bọn họ tế luyện lại toàn bộ đều là tuyệt đại mỹ nhân khuynh thành nhất mỗi một thời đại. Mỗi một thời đại, thi thể nữ nhân đẹp nhất cơ hồ đều sẽ bị bọn họ đào đi, tỉ mỉ bảo tồn, rồi tế luyện thành diễm thi có chiến lực đáng sợ. Âm hư thi động, còn có một tên hiệu mỹ nhân sát thủ. Mỗi một thời đại, đều sẽ phát sinh một số sự kiện mỹ nhân tuyệt đẹp đương thời thần bí chết đi, ngay cả thi thể đều biến mất không còn thấy dấu vết đâu nữa. Những chuyện bí mật giết người lấy thây này phần lớn đều là do cao thủ tiền bối âm hư thi động gây nên. Mà ngay cả một số công chúa và thần phi thần tấn vương triều, đều từng ly kỳ tử vong, xác chết bị tặc đạo trộm đi. Tiểu nữ tử Diêu Cát, ra mắt công chúa điện hạ. Diêu Cát hạ xuống bên cạnh bát bộ long xa, mang theo nụ cười vui vẻ như vậy. Âm hư thi động liền không có tiểu nữ tử. Âm thanh của công chúa La Phù mang theo một vẻ cao ngạo và lạnh lùng như vậy. Từ trong bát bộ long xa lao ra 8 con long hồn vàng chói, mỗi một con cũng dài có hơn 100 thước. Chúng ngửa đầu giống dài, long thanh chấn động thế gian. Phía dưới bát bộ long xa, hai cỗ chiến thi bị kéo ra ngoài, hai tay của hai cỗ chiến thi siết chặt đáy của long xa. Giờ phút này, chúng bị đánh bay đi ra ngoài, biến thành phấn vụn. Bát bộ long xa lại lần nữa lăn bánh bắt đầu di động với tốc độ nhanh hơn. Công chúa, dừng lại. Diêu Cát mặt mày vui vẻ, nàng đứng ở phía sau, lại lần nữa gọi một tiếng. Bát bộ long xa lại dừng lại lần nữa, mà ngay cả 8 con long hồn đều không thể kéo nó chuyển động. Phía dưới long xa, trong hồ nước, thi khí bắt đầu khởi động. Mấy trăm cỗ chiến thì đồng thời kéo lại bát bộ long xa, khiến cho công chúa La Phù vô phương trước tiến thêm một bước. Dám khiêu khích bổn công chúa, lá gan của ngươi không nhỏ. Công chúa La Phù xuất hậu lệnh ra. Diêu Cát cười nói, tiểu nữ tử, nào dám khiêu khích công chúa điện hạ, chỉ là đến đây nói cho công chúa điện hạ một việc.
Nhưng công chúa Điện Hạ lại luôn không chịu nghe lời nói của ta, ta cũng chỉ có thể xin công chúa Điện Hạ ngừng lại. Chuyện gì? Công chúa La Phù hỏi. Âm hư thi động chúng ta cố ý trợ công chúa Điện Hạ lưu danh thánh bia. Diêu Cát nói nghiêm túc. Công chúa La Phù liếc mắt nhìn nàng, sau đó thu hậu lệnh lại. Diêu Cát mặc dù vẻn vẹn chỉ là nói một câu như vậy, nhưng mà công chúa La Phù thông minh như thế nào, há có thể không biết ý tứ mà nàng muốn nói ra. Âm hư thi động đây là muốn ủng hộ nàng bước lên địa vị nữ đế. Một nữ nhân khống chế thiên hạ, đối với âm hư thi động mà nói, là một chuyện có ý nghĩa không phải tầm thường. Muốn trợ công chúa La Phù bước lên địa vị nữ đế, như vậy tự nhiên là trước hết trợ giúp nàng lưu danh trên thánh bia. Lúc tối nhất đã đến. Ánh trăng đã hoàn toàn biến mất, cả thiên địa đều trở nên đen ngòm, giơ tay không thấy được năm ngón. Một cỗ âm hàn khí, quanh quẩn ở trên thánh hồ. Mà ngay cả thánh bia hào quang lấp lánh kia thì giờ phút này đều lờ mờ thất sắc. Tên của những vị tiên hiền trên thánh bia cũng thu bớt ánh sáng, không hề cường thịnh như vậy nữa. Vào lúc tối nhất, lực lượng trên thánh bia sẽ giảm xuống một nửa. Lúc này, lực lượng của những tiên hiền lưu lại tên cũng bị trở nên yếu đi một nửa, chính là thời cơ tốt nhất để lưu danh thánh bia. Soạt, soạt, soạt. Tất cả tu sĩ đều xuất ra toàn lực, hóa thành từng đạo ánh sáng lung linh, bay về hướng thánh bia, khiến cho dấu vết những vị tiên hiền trên thánh bia đều bộc phát ra hào quang của lực lượng. Nữ đế Long Khương Linh, ba chữ của cái tên từ thuở xa xưa này đột ngột xuất ra một đạo hào quang. Rồi hiện ra bóng dáng nữ đế, phong thái khiếp người, có một cỗ long hoàng khí của bậc đế vương. Nữ đế xuất thủ, không người nào địch nổi một chiêu của nàng, toàn bộ bỏ mạng, đều không ngoại lệ. Gia chủ đời thứ nhất của Nạp Lan gia tộc Nạp Lan Hồng Đào, bốn chữ này của cái tên từ thuở xa xưa cũng là bắn ra linh mang, biến thành một bóng người cực kỳ uy nghiêm. Một trường đánh ra, làm bảy vị tu sĩ tuyệt đỉnh cấp bậc thần cơ đại viên mãn đều bị bắn bay, toàn bộ trọng thương, trên người máu chảy ròng ròng. Phật Tam Tử, cũng hiện ra, chính là nhân vật thần thoại của Phật môn. Hư ảnh của Phật có vẻ đặc biệt hiền lành và trang nghiêm, đánh nhau cúng ngài chính là một người thần bí, cực kỳ cường đại. Đánh nhau được 12 chiêu, cuối cùng bại trận mà chạy. Mỗi một cảnh giới cũng có tiên hiền coi ải, chỉ có đánh bại những vị tiên hiền này thì mới có thể đi vào trong vầng sáng bảo vệ thánh bia. Người giữ ải thần cơ đỉnh cao chính là Long Khương Linh. Bởi vì Long Khương Linh chính là tại cảnh giới thần cơ đỉnh cao đã lưu lại tên trên thánh bia. Người giữ ải thần cơ đại viên mãn chính là Nạp Lan Hồng Đào. Nạp Lan Hồng Đào chính là vào lúc thần cơ đại viên mãn, đã lưu lại tên trên thánh bia. Phật Tam Tử chính là người giữ ải thiên mệnh đệ tam trọng. Cảnh giới khác, đều có tiên hiền bảo vệ, đều là nhân vật thần thoại ghi chép trong sách cổ, vô địch suốt một thời đại. Nếu muốn trong cùng cảnh giới đánh bại bất cứ người nào trong bọn họ, cơ hồ đều là chuyện không có khả năng. Vào lúc tối nhất, chính là cơ hội duy nhất, khi mà lực lượng dấu vết bọn họ lưu lại sẽ giảm xuống một nửa. Chỉ cần tại cùng cảnh giới, có thể đạt tới một nửa tu vi của bọn họ liền có cơ hội lưu lại tên trên thánh bia. Mặc dù là lực lượng của bọn họ giảm xuống một nửa, người có thể ngăn cản bọn họ suốt một chiêu vẫn cứ cực kỳ ít ỏi đến đáng thương. Phong Phi Vân có hơi kêu lên. Phong Phi Vân hiện tại chính là cảnh giới thần cơ đại viên mãn, đối thủ sẽ là hư ảnh của Nạp Lan Hồng Đào. Nạp Lan Hồng Đào, gia chủ đời thứ nhất của gia tộc Nạp Lan, tên của lão đã được khắc vào trên thánh bia hơn một vạn năm. Hơn một vạn năm này, không biết ra bao nhiêu thiên tài cấp bậc sử thi, cơ hồ mỗi một người đều đã đến đây khiêu chiến hư ảnh của lão trên thánh bia. Nhưng mà không có một ai có thể đánh bại lão, thay thế tên của lão. Mặc dù chỉ là đánh bại một nửa tu vi của lão, cũng không có một người nào. Phong Phi Vân nếu như có thể tại cùng cảnh giới đánh bại lão, như vậy nhất định phải làm kinh ngạc thiên hạ, trở thành thiên tài hàng đầu hơn một vạn năm qua của thần cơ vương triều này. Gấu ăn trăng nguyệt thực, chỉ có kéo dài một canh giờ, mỗi người đều phải tranh thủ lúc này. Nếu muốn nổi danh vạn năm, đúng là vào lúc này. Nếu muốn xưng hùng một thời đại, cũng vào lúc này. Nếu muốn lưu danh muôn đời, ghi vào sử sách, chính là vào lúc này. Các tu sĩ đến từ mỗi đại thế lực tu tiên như thiêu thân lao đầu vào lửa. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên, trong lòng có một dục vọng mãnh liệt. Chỉ cần có thể lưu lại tên trên thánh bia, là có thể trở thành người quyền thế rất mạnh trong cả thần tấn vương triều.
nhưng mà người có thể tiếp được một chiêu do những vị tiên hiền này xuất ra đều cực kỳ ít ỏi đến đáng thương. Vị thiếu chủ tiên giáo đánh nhau 5 chiêu cùng một vị tiên hiền với vầng hào quang trên đỉnh đầu đã bị trọng thương, sau đó bại trận đành rút lui khỏi bờ Thánh Hồ. Vị thiếu nữ Phật môn ngự thú trai, cũng là tu vi thiên mệnh đệ nhất trọng, đánh nhau 6 chiêu cùng một vị tiên hiền với vầng hào quang trên đỉnh đầu kia cũng đã bị thương nặng. Ngay cả ngân lang nàng cưỡi đều bị sét đánh thủng một lỗ thật lớn phun đầy máu, thiếu chút nữa bị xẻ thành hai nửa. Vị thiếu nữ Phật môn này cũng bại lui. Soạt. Phong Phi Vân bay về hướng thánh bia, hắn xuất ra bạch thạch chiến đao dùng lực lượng toàn thân, từ giữa trời bổ một đao ra ngoài. Một đạo long hình đao mang bay ra, bạch long bay lướt qua lên không mà gợn nước gợn đều bị xẻ bay tứ tán. Ầm, 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 ầm. Nhưng mà, một đạo đao mang này lại bị lệnh Đông Lai phá vỡ, nên cũng không tiếp xúc đến thánh bia. Phong Phi Vân, bó tay chịu trói đi, cùng ta trở về phục mệnh. Lệnh Đông Lai cũng mang theo chiến đao kia chính là rèn bằng sắt chu tước, nặng tới 1.6 vạn cân. Có ánh lửa phủ khắp trên thân đao, soi đỏ hồng cả một vùng nước rộng. Muội a, đừng chắn lối ta. Phong Phi Vân triển khai luân hồi tật tốc, hắn muốn vòng qua lệnh Đông Lai. Tốc độ của Phong Phi Vân mặc dù cực nhanh, nhưng mà linh giác của lệnh Đông Lai lại cao hơn, lại có thể sớm biết trước hướng đi của Phong Phi Vân. Phong Phi Vân còn chưa chuyển động thì hắn liền đã chém ra đao quyết, chắn đường Phong Phi Vân định đi. Phong Phi Vân đích thật là cho tới bây giờ đều không hề gặp phải đối thủ như vậy, hắn có một loại cảm giác không biện pháp nào đánh được. Tuổi của lệnh Đông Lai và Phong Phi Vân tương tự, nhưng mà hắn lại cực kỳ nghiêm túc, điềm tĩnh, kín đáo, kiên nghị, quả cảm, nhìn xa trông rộng. Hắn mặc áo giáp trông như một vị lão tướng dày dạn kinh nghiệm xa trường. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Ngón tay lệnh Đông Lai chuyển động, thiên địa xoay tròn, phong tỏa tứ phương, cơ hồ đã biến nửa Thánh Hồ thành Thái Cực Thần Đồ. Hồ nước kia chia làm hai phương hướng mà chuyển động, có ánh sáng hai màu hắc bạch từ trong nước phóng lên cao. Đây là Thái Thanh Bát Trận Đồ. Lệnh Đông Lai chính là một người có mạng lớn, đã qua trải qua một tầng thượng cổ bí phủ, thấy được tam tắc đạo môn do đạo tổ truyền lại. Thái Thanh Bát Trận Đồ của hắn càng đáng sợ hơn. So sánh với bát trận đồ không hoàn thiện của Kỷ Phong thì cường đại hơn nhiều lắm. Có bóng dáng một vị đạo ảnh thật lớn đang chậm rãi nổi lên từ phía sau hắn. Đây là hình ảnh một vị lão đạo cao 10 trượng, da rẻ hồng hào, tiên phong đạo cốt, rất giống như tượng đạo tổ trong truyền thuyết. Từ xa xa, Kỷ Phong gắt gao nhìn chăm chú cảnh tượng này, trong miệng thì thào tự nói. Thái Thanh Minh Kính, đạo tổ kính tượng, đây là nguồn gốc đích thực của đệ nhất tắc đạo ngôn. Gặp phải ngươi, thật đúng là không may. Phong Phi Vân lắc đầu, thân thể vừa động, liền bay ngược về hướng phía sau. Đồng thời lúc đó, Thái Cực Thần Đồ trong Thánh Hồ, dựng lên ngất trời. Những cột nước ngập trời cao chừng trăm trượng, trực tiếp nện thẳng về phía trước vào người Phong Phi Vân. Cái này mới thật sự là Thái Thanh Bát Trận Đồ. Luân hồi tật tốc cực nhanh như thế nào? Nó đã bay đến hơn 200 dặm nhưng vẫn bị Thái Thanh Bát Trận Đồ đuổi kịp và vượt. Từ cách hơn 200 dặm phát ra một tiếng nổ thật lớn, một đám rừng cây cổ thụ đều bị nghiền nát, sức sống hoàn toàn biến mất. Những tu sĩ đã bại trận đành lui về bờ Thánh Hồ thì lúc này đều hai mặt nhìn nhau, lệnh Đông Lai này cường đại đến có hơi khủng bố. Vẻn vẹn chỉ là dựa vào một chiêu Thái Thanh Bát Trận Đồ này, ắt đủ cho hắn đứng vững vàng hàng đầu trong bảng xếp hạng cao thủ đứng đầu thế hệ trẻ tuổi. Yêu ma chi tử, tuy rằng vô địch trong cùng cảnh giới, nhưng dù sao vẫn còn chưa vượt qua địa kiếp. Nếu muốn tiếp được một chiêu này, cơ hồ là không có khả năng làm được. Rất nhiều người đều đang suy đoán, một chiêu này của lệnh Đông Lai có thể nện Phong Phi Vân thành mảnh vụn hay không. Lệnh Đông Lai từ ngoài 200 dặm bay trở về Thánh Hồ, rơi trên mặt nước Thánh Hồ, sắc mặt cũng khá nặng trịch. Hắn không hề tìm được thi thể của Phong Phi Vân, chỉ nhìn thấy một hố thật lớn, trong hố khói đen cuồn cuộn, một mẩu xương cũng không có. Chẳng lẽ yêu ma chi tử thật sự đã biến thành phấn vụn? Không đúng. Linh giác của lệnh Đông Lai bỗng giật thột một cái. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về hướng đỉnh núi Tịch Thần Phong. Trên đỉnh núi cao 8.000 thước, một người thiếu niên áo trắng đang đứng ở nơi đó, tràn đầy hứng thú nhìn hắn. Không phải Phong Phi Vân thì là ai? Rất có tính khiêu chiến. Lệnh Đông Lai nở nụ cười, cười đến kích động không thôi, đột nhiên hắn thốt ra một câu. Phong Phi Vân, người bị mắc mưu rồi. Nguyệt thực,
sắp sửa sẽ trôi qua. Hiện tại cách khi kết thúc lúc tối nhất, chỉ còn thời gian hai lần hô hấp. Lệnh Đông Lai thì đứng ở trong thánh hồ, gần trong gang tấc với thánh bia nên hắn còn có một cơ hội ra tay cuối cùng. Nhưng mà Phong Phi Vân ở cách quá xa, ngay cả một cơ hội ra tay cuối cùng này cũng không có. Soạt. Lệnh Đông Lai là tu vi thiên mệnh đệ nhất trọng, vẻn vẹn chỉ là một khoảnh khắc cũng đã xuất hiện ở trước thánh bia. Hắn đánh nhau cùng vị tiên hiền có vầng hào quang trên đỉnh đầu. Vị tiên hiền này cũng là một nhân vật thần thoại, tên gọi Tử Ngọ, đã xuất hiện vào thời gian quá mức xa xưa, trên sách cổ cũng chỉ có ghi chép linh tinh vớ vẩn cực kỳ mơ hồ. Có người phân tích ra, rất có thể ông ta chính là một trong mấy vị sáng lập ra Vạn Tượng Tháp. Tử Ngọ chính là người giữ ải thiên mệnh đệ nhất trọng, vừa rồi nhiều vô số kẻ tu sĩ đã đánh nhau cùng ông ta. Trong đó cường đại nhất chỉ có hai người, đó là thiếu chủ tiên giáo xuất ra được đỉnh cổ sáu chân, và nữ Phật tu ngự thú trai đứng ở trên đỉnh đầu ngân lang kia. Thiếu chủ tiên giáo tiếp được 5 chiêu của Tử Ngọ. Ngự thú trai nữ Phật tu, tiếp được 6 chiêu của Tử Ngọ. Thời gian còn lại cho Lệnh Đông Lai vẻn vẹn chỉ đủ cho hai lần hô hấp. Nhưng mà Lệnh Đông Lai cảm giác được, thế này đã là đủ rồi. Âm thanh đánh nhau liên tiếp vang lên, cả thánh hồ đều long trời lở đất, lửa chiến bao phủ hết thảy, lấp kín trời cao. Có rất ít người có thể thấy rõ bóng dáng của Lệnh Đông Lai, thậm chí đều không nhìn rõ cảnh tượng trong thánh hồ. Lệnh Đông Lai cho rằng Phong Phi Vân bị mắc mưu hắn, mất đi cơ hội ra tay cuối cùng. Nhưng mà hắn có lẽ xem thường tốc độ của Phong Phi Vân. Nếu như Phong Phi Vân muốn đi tiến hành một lần đánh cược cuối cùng, thì với luân hồi tật tốc, hắn hoàn toàn có khả năng đồng thời tới dưới thánh bia cùng Lệnh Đông Lai. Nhưng mà Phong Phi Vân lại không hề làm như vậy, bởi vì chiến lực của hắn đích xác còn không bằng Lệnh Đông Lai. Đây là sự thật không cần tranh cãi. Dù sao thấp hơn một đại cảnh giới, căn bản hắn không có khả năng giống như đánh bại các tu sĩ thiên mệnh đệ nhất trọng khác, để có thể đánh bại Lệnh Đông Lai. Phong Phi Vân suy đoán, Lệnh Đông Lai hẳn là đã đạt tới hàng ngũ thiên tài cấp bậc sử thi. Chỉ là hắn che giấu rất sâu, còn không bị người ngoài biết được thôi. Đúng là bởi vì Lệnh Đông Lai cường đại, hắn đánh một trận với hư ảnh của Tử Ngọ, nhất định sẽ là trời long đất lở, rồi đều hủy diệt tất cả chung quanh. Cho nên Phong Phi Vân không hề ra tay. Trong thiên hạ, căn bản không có bất cứ một người tu sĩ thần cơ đại viên mãn nào có khả năng sống sót ra khỏi vòng chiến giữa Lệnh Đông Lai và Tử Ngọ. Mặc dù là Nạp Lan Hồng Đào tại cảnh giới thần cơ đại viên mãn, cũng không có khả năng tiếp nhận được một chiêu do Tử Ngọ có cảnh giới thiên mệnh đệ nhất trọng xuất ra. Bọn họ là hai nhân vật chí cường sống tại hai thời đại khác nhau. Nếu cùng cảnh giới, bọn họ ai mạnh ai yếu có lẽ không ai biết. Nhưng mà người cao hơn một cảnh giới, nhất định có thể thắng được người thấp hơn một cảnh giới kia. Đây không phải chênh lệch về thiên phú bẩm sinh, đây là chênh lệch về cảnh giới. Trên thánh hồ, tất cả mọi mây khói đều tan đi. Lệnh Đông Lai lại rút lui trở về, vẫn đứng nổi bật ở bờ thánh hồ, đôi mắt vẫn kiên nghị mà trí tuệ, hắn nhìn chăm chú thánh bia nguy nga ở giữa hồ. Cùng lúc đó, trên bầu trời lộ ra một ánh trăng, vầng trăng sáng lại lần nữa hiện ra. Lúc tối nhất đã trôi qua. Lệnh Đông Lai không hề tiến vào nổi vầng sáng bảo vệ của thánh bia, hắn đã bị Tử Ngọ đánh lui trở về. Lệnh Đông Lai thật là lợi hại, chính là người thứ nhất có thể đánh đến hư ảnh của Tử Ngọ. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi hai lần hô hấp đã đánh nhau hơn 400 chiêu. Chỉ tiếc nhưng cuối cùng vẫn bị Tử Ngọ đánh bại. Một vị đại nhân vật thế hệ trước thấy rõ trận quyết đấu vừa rồi trong thánh hồ, trong lòng kêu lên không thôi. Dấu vết của Tử Ngọ bị Lệnh Đông Lai đánh nát một mảng, nhưng mà đến lúc ánh trăng hiện ra thì nó liền lại đã hoàn toàn khôi phục. Cũng chỉ có những người nhãn lực cao siêu nhất mới phát hiện ra được điểm này. Phong Phi Vân tự nhiên cũng thấy được, nếu đã có thể đánh sứt mẻ dấu vết của tiên hiền, vậy thì khoảng cách đến đánh bại tiên hiền liền đã chỉ còn cách qua một bước chân. Đánh vỡ tan dấu vết, mới có thể khắc lên được dấu vết của chính mình. Mặc dù Lệnh Đông Lai bại lui trở về, nhưng mà lại vẫn làm kinh ngạc tất cả mọi người. Sau ngày hôm nay, ba chữ Lệnh Đông Lai này nhất định vang danh thiên hạ, thiên tài cấp bậc sử thi đã là không nghi ngờ. Thiên phú bẩm sinh hay là thiên tài cấp bậc bát đại sử thi nổi tiếng từ xưa. Lệnh Đông Lai quá cường đại, thần tấn vương triều đã thật lâu không hề xuất hiện thiên tài có thể đánh nát dấu vết của tiên hiền. Sau ngày hôm nay,
Danh tiếng của Lệnh Đông Lai rất có thể sẽ vượt qua thiên tài cấp bậc bát đại sử thi nổi tiếng từ xưa. Cái đó cũng không nhất thiết, thiên tài cấp bậc bát đại sử thi nổi tiếng từ xưa, xây dựng ảnh hưởng đã lâu, rất khó bị dung chuyển. Huống hồ trong 8 vị nhân tài này, có mấy vị cũng còn chưa xông vào thánh bia, thiên phú bẩm sinh của bọn họ chưa chắc liền kém hơn Lệnh Đông Lai. Nói cũng phải, Lệnh Đông Lai có thiên phú bẩm sinh tuy mạnh, nhưng mà muốn trong vòng 10 năm đuổi kịp và vượt thiên tài cấp bậc bát đại sử thi nổi tiếng từ xưa, thì vẫn là một việc khó. Điều đáng tiếc nhất vẫn là yêu ma chi tử, tại cảnh giới thần cơ đại viên mãn có thể nói vô địch. Nhưng mà lại bị Lệnh Đông Lai làm cho vô phương đến gần thánh bia. Đích thật là đáng tiếc, tại trong số thiên tài thế hệ mới sinh cũng chỉ có Song Ma Phong gia là đáng sợ nhất, có lực lượng và địa vị ngang nhau với Lệnh Đông Lai. Chỉ tiếc tiểu tà ma tuổi quá nhỏ, tu vi tăng quá nhanh, cùng cảnh giới chưa chắc có thể vô địch. Cũng chỉ có yêu ma chi tử có khả năng đánh bại Nạp Lan Hồng Đào tu vi chỉ còn một nửa, chỉ là... Ai, đáng tiếc. Rất nhiều người, đều cảm giác tiếc rẻ cho Phong Phi Vân, cảm giác hắn chính là bị Lệnh Đông Lai dùng mưu để hại nên mới không thể đánh một trận với Thánh Bia, mất đi cơ hội tuyệt hảo này. Xông vào lúc tối nhất, thì có bản lĩnh gì? Coi như có thể tại lưu danh trên Thánh Bia, cũng chỉ là đánh bại một nửa lực lượng tiên hiền mà thôi. Muốn xông vào thì cứ chọn lúc tu vi tiên hiền cường thịnh nhất. Như vậy đánh bại tiên hiền, lưu lại tên thì mới xem như bản lĩnh. Phong Phi Vân đứng ở đỉnh núi Tịch Thần Phong, âm thanh hào hùng, có một cỗ khí thế uy phong hơn tứ phương. Lời này vừa nói ra, tất cả những ai có mặt kinh ngạc, hắn muốn cái gì? Thời gian gấu ăn trăng nguyệt thực đã trôi qua, vầng trăng lại tròn vành vạnh giữa trời. Phong Phi Vân tựa như một chim trắng to bay từ đỉnh núi xuống. Hắn lao về hướng thánh bia, có vẻ đặc biệt sáng lòa chói mắt. Lệnh Đông Lai liền đứng ở bờ thánh hồ, nhưng lại không hề ra tay ngăn cản. Vừa rồi hắn đánh một trận cùng với hư ảnh của tiên hiền nên đã bị thương không nhẹ, lúc này hắn đang khôi phục lực lượng. Ầm, 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 ầm. Trên người Phong Phi Vân có một cỗ khí thế làm cho thánh hồ đều bắt đầu sôi sùng sục, tên húy của vị tiên hiền kia trên thánh bia đều đã lờ mờ thất sắc. Nạp Lan Hồng Đào, bốn chữ cổ này đang di chuyển trên thánh bia, nay bị khí thế của Phong Phi Vân đột phá vào mà bộc phát ra một mảnh hào quang trắng lóa. Một bóng dáng nam nhân tư thế oai hùng nổi bật, đi ra từ trong hào quang, thân thể bán trong suốt, nhưng mà lại có vẻ cực kỳ cao lớn, làm cho người ta thấy một sự uy nghiêm không thể chiến thắng nổi. Phong Phi Vân liền đứng ở trên thánh hồ, Long Mã Hà Đồ lao ra từ trong thân thể, một dòng tiên hà con sông tiên, sương khói mịt mờ mênh mông vô tận trôi nổi lên đỉnh đầu. Có Long Mã ngẩng đầu từ trong tiên hà nhìn lên trời cao, 360 quang điểm trên người đều bắt đầu vận chuyển. Đây chính là hình ảnh thần đồ hóa. Không ngờ yêu ma chi tử lại muốn đánh nhau với Nạp Lan Hồng Đào trong thời kỳ toàn thịnh. Tất cả mọi người không thể bình tĩnh, có người cảm giác Phong Phi Vân quá mức mơ tưởng ngông cuồng, cũng có người cảm giác được hắn can đảm và quyết đoán hơn người. Lệnh Đông Lai đứng ở bờ thánh hồ, gắt gao nhìn chăm chú hồ thánh bia ở trung tâm hồ. Không ngờ ngay cả phục hồi chỗ bị thương đều quăng sang một bên, hắn muốn trước hết được xem cuộc chiến. Khá lắm Phong Phi Vân. Kỷ Phong cũng đứng ở bờ thánh hồ, mới rồi hắn cũng xuất thủ nhưng mà cũng vẫn kết thúc bằng thất bại. Thiếu nữ Phật Môn Ngự Thú Trai đứng ở trên đỉnh đầu Ngân Lang, dáng người uyển chuyển, thánh khiết trang nghiêm, quanh thân có Phật Quang, sau lưng có vô số dị thú bảo vệ. Còn đám Thao Thiết, Kỳ Ngưu, Kim Sư, v.v. giờ phút này trái lại đều đang ngồi chồm hổm trên mặt đất mà nhìn về phía trung tâm thánh hồ. Còn một vị thiếu chủ tiên giáo kia đang ngồi ở trên một chiếc thần thuyền, ánh mắt khẽ nhướn lên, khóe miệng thấp thoáng nụ cười. Cản thi nữ của Âm Hư Thi Động, ai nấy đều mắt nhung không ngừng giàn giụa, con người phóng ra ánh sáng khác thường mà cũng cảm thấy khá hứng thú nhìn một màn này. Đây là giao chiến vượt qua vạn năm, thiên tư của Phong Phi Vân thì đúng là lão phu xưa nay mới thấy, có lẽ có thực lực chống lại Nạp Lan Hồng Đào năm đó. Ngọc Công Công lão mắt nhíu lại, nhẹ nhàng gật đầu. Hừ, một tiểu tử thúi không biết trời cao đất rộng cũng dám khiêu chiến Nạp Lan Hồng Đào thời kỳ toàn thịnh, quả thực chính là đang tìm chết. Diêu Cát đứng ở bên cạnh Bát Bộ Long Xa, mắt nhung mỉm cười, có hơi liếc nhìn công chúa La Phù sau bức màn xe. Công chúa La Phù không nói một lời, lần đầu tiên không có chê bai Phong Phi Vân, cũng không biết trong lòng nghĩ đến cái gì. Ầm, 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 ầm. Phong Phi Vân rốt cục khởi xướng công kích.
Hắn vừa công kích một cái, Nạp Lan Hồng Đào liền bành trướng khí thế. So với hắn thì ra tay xuất thủ còn nhanh hơn, liền quấn lấy hắn vào trong vòng xoáy. Đây là do vòng xoáy do chiến uy tạo thành, căn bản vô phương bỏ chạy. Tại cùng cảnh giới, Nạp Lan Hồng Đào so sánh bất kỳ đối thủ nào mà Phong Phi Vân từng gặp phải trong dĩ vãng thì đều đáng sợ hơn. Đây là đại biểu của một thời đại thần thoại, chưa từng có bị bại. Phong Phi Vân vừa ra tay, nương theo đó đánh ra tất cả thủ đoạn. Miểu quỷ ban chỉ, bạch thạch cự đao, thậm chí cả thanh đồng linh chu đều xuất ra hết. Giao chiến cùng đối thủ như Nạp Lan Hồng Đào, căn bản cũng không thể giữ lại nửa phần. Âm âm âm, âm âm âm, âm âm âm. Uy lực của linh khí mặc dù bị lực lượng thánh bia áp chế, nhưng mà lại vẫn không thể coi thường. Sáu bức thần đồ trên miểu quỷ ban chỉ triển khai toàn bộ, mỗi một bức thần đồ đều giống như một tiểu thế giới. Bạch thạch cự đao khai triển hóa long hoàng đao quyết, lúc nào cũng đều có trên trăm con bạch long được chém ra, chúng dài chừng mấy chục trượng chiếm cứ cả thánh hồ, có khí thế quần long công thành, không ngừng phát ra âm thanh long ngâm. Thanh đồng linh chu dài đến trăm thước, mang phong cách tang thương cổ xưa với uy năng không lường được. Mặc dù nó không hề dẫn động lực lượng nguồn gốc bản nguyên cao nhất, nhưng mà vẫn khá đáng sợ, nên đánh cho thành thánh hồ đều phải tan vỡ. Thần kinh Phong Phi Vân đều đã hoàn toàn căng thẳng, không dám buông lỏng nửa phần. Chỉ mỗi một sai lầm nhỏ nhất, đều có thể dẫn đến kết cục bỏ mạng đạo tiêu. Nạp Lan Hồng Đào vào lúc lưu danh thánh bia cũng là cảnh giới thần cơ đại viên mãn, nhưng mà cũng đã tu luyện ra rất nhiều linh thông nghịch thiên. Trong đó còn có bí pháp do hắn tự nghĩ ra, trở thành nền tảng để Nạp Lan gia tộc sau này xưng hùng thiên hạ. Một dòng nước lũ đánh ra từ trong tay Nạp Lan Hồng Đào, cuốn cho sáu bức thần đồ trên miểu quỷ ban chỉ đều bị trôi mất đi, biến thành sáu chữ cổ mà rơi xuống trên miểu quỷ ban chỉ. Nhưng mà Phong Phi Vân lại mạnh mẽ dẫn động miểu quỷ ban chỉ, lại lần nữa nện ầm ầm ra ngoài. Bạch thạch cự đao và thanh đồng linh chu đều bị đánh bay mấy lần. Nhưng mà lại đều trong vòng thời gian cực kỳ ngắn ngủi được Phong Phi Vân triệu hoán trở về, lại lần nữa khởi xướng công kích. Đây là một hồi cuộc chiến vô cùng sôi nổi, ra ngoài dự liệu tất cả ở đây. Dù sao Nạp Lan Hồng Đào chính là thời kỳ toàn thịnh. Bọn họ đều cho là, Phong Phi Vân sẽ bị Nạp Lan Hồng Đào xuất một chiêu giết chết. Coi như không bị Nạp Lan Hồng Đào xuất một chiêu giết chết, cũng tuyệt đối sẽ nhanh chóng bị bại. Không ngờ, không ngờ đã đánh nhau hơn 40 chiêu, tên, cái, tên yêu ma chi tử này. Một vị tu sĩ thiên mệnh thế hệ trước vốn ẩn náu trong bóng tối, giờ phút này cũng không nhịn được đi ra, trên mặt hiện lên sự kinh ngạc nói không ra lời. Mở miệng cũng có chút phát run. Điều này đích thật là rất kinh ngạc, đây chính là Nạp Lan Hồng Đào thời kỳ toàn thịnh A. Phong Phi Vân tự nhiên cũng không dễ dàng, có 7 lần đều thiếu chút nữa sẽ chết ở trong tay Nạp Lan Hồng Đào. May là hắn có luân hồi tật tốc nên mới tránh né được trong đường tơ kẽ tóc, tránh được tử kiếp. Mặc dù là Nạp Lan Hồng Đào sức mạnh vô song, tu vi đạt cảnh giới thần cơ đại viên mãn. Nhưng tốc độ của hắn cũng không có khả năng theo kịp Phong Phi Vân. Tiểu diễn thuật Chu Thiên Hám Tiên Trùy. Phong Phi Vân ngừng lại, lấy thanh đồng linh chu, bạch thạch cự đao, miểu quỷ ban chỉ bảo vệ bản thân. Hắn ngưng tụ 40 đạo thần thức, khai triển tiểu diễn thuật mà ngưng tụ thành một thanh cự trùy đen nhánh. Đây là Chu Thiên Hám Tiên Trùy thần thoại trong truyền thuyết. Trong rất nhiều sách cổ cũng có ghi chép, Phong Phi Vân lại lần nữa triệu hoán ra hư ảnh của nó, hung hãn nện về hướng trên thánh bia. Cùng lúc đó, thanh đồng linh chu nối đuôi bay theo ở phía sau, bạch thạch cự đao, miểu quỷ ban chỉ cũng hợp thành một chuỗi, Phong Phi Vân đi theo cuối cùng. Đây là hắn muốn khởi xướng một kích mạnh mẽ dữ dội nhất. Có thể đánh bại Nạp Lan Hồng Đào hay không, liền nhìn một kích này. Các tu sĩ chung quanh thánh hồ đều đã giống như hóa đá, ánh mắt cũng không dám chấp một cái mà đều nhìn một màn này. Cảnh tượng này nhất định sẽ là một màn ghi vào sử sách. Phong Phi Vân truy theo phía sau miểu quỷ ban chỉ, trong lòng vô cùng bình tĩnh, trong mắt chỉ có một đối thủ Nạp Lan Hồng Đào này. Cả thế giới đều tựa hồ biến thành bóng tối hắc ám, chỉ có trên người Nạp Lan Hồng Đào vẫn còn tỏa ra ánh sáng. Hiện tại hắn sẽ đi đánh nát vầng ánh sáng này. Ầm, 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 ầm. Chu Thiên Hám Tiên Trùy nện xuống trước hết, đánh cho thánh bia đều run lên. Nhưng cuối cùng vẫn còn bị Nạp Lan Hồng Đào nện một quyền đánh nát, biến thành khói đen. Ầm, 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 ầm. Thanh đồng linh chu ngay sau đó đã đâm tới, nhưng mà cũng bị đánh cho bay ngang. Ầm, ầm,
ầm, ầm, ầm, ầm. Bạch thạch cự đao phát ra một tràng đao reo, Long Hoàng bay lên 9 tầng trời, liên tiếp 9 đao hạ xuống, nhưng đều bị phá vỡ. Nạp Lan Hồng Đào nện một quyền vào trên đao phong, cự đao cũng bị bay đi ra ngoài. Ầm, 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 ầm. Miểu Quỷ Ban chỉ cũng không thể đón nhận nổi quyền kình của Nạp Lan Hồng Đào, đành rơi vào trong thánh hồ. Tất cả điều này đều phát sinh trong khoảnh khắc nhanh như chớp giật, các linh khí liên tục tiến lên, không có khoảng cách thời gian ít ỏi nào. Quyền của Phong Phi Vân lần đầu tiên đối đầu với quyền của Nạp Lan Hồng Đào, phát ra âm thanh sắt thép va vào nhau. Sóng nước cả thánh hồ đều bị hất bay lên, trên bầu trời cũng có không khí đang nổ vang. Phong Phi Vân hoàn thành hoán huyết lần thứ tư, cường độ thân thể có thể so với Phượng Hoàng con. Lần giao chiến này đây cũng không hề duy trì liên tục bao lâu, quyền va chạm nhau 18 lần thì cánh tay Nạp Lan Hồng Đào bị Phong Phi Vân nện cho vỡ, hư ảnh xuất hiện sự không trọn vẹn. Nhưng mà Phong Phi Vân lại toàn thân đều là máu tươi, da đều bị rách văng tung tóe, đầu khớp xương cánh tay đều bị vỡ vài đoạn. Trong một lần giao chiến cuối cùng, thân thể hắn bị Nạp Lan Hồng Đào đánh, trực tiếp nện cho Phong Phi Vân bay đi ra ngoài, máu tươi rơi khắp thánh hồ. Cuối cùng hắn rơi xuống bờ thánh hồ, sau đó lấy tay chống đỡ, nửa quỳ trên mặt đất. Phong Phi Vân rốt cuộc vẫn còn kém một chút, bị Nạp Lan Hồng Đào đánh cho trọng thương mà lui trở về. Thế nhưng hắn lại vẫn cắn chặt hàm răng, ánh mắt kiên nghị, không bị ngã xuống. Miểu Quỷ Ban Chỉ, Bạch Thạch Cự Đao, Thanh Đồng Linh Chu đều vội vàng bay trở về, đều là lờ mờ không ánh sáng. Phong Phi Vân thua ở trong tay Nạp Lan Hồng Đào cùng cảnh giới, nhưng mà nhưng không ai dám nói ra nửa câu chào phúng. Bởi vì đây là Nạp Lan Hồng Đào đang trong thời khắc tu vi tối cao nhất. Chỉ có rung động. Phong Phi Vân đánh nát một đoạn cánh tay Nạp Lan Hồng Đào, xem như đập vỡ một khối dấu vết. Đây chính là Nạp Lan Hồng Đào vào lúc cường thịnh nhất a. Nếu như vào lúc tối nhất, tu vi Nạp Lan Hồng Đào giảm xuống một nửa, Phong Phi Vân rất có thể sẽ đánh bại hắn. Thiên tư của Phong Phi Vân đã hơn Lệnh Đông Lai, đã được xem như thiên tài hàng đầu của thời đại này, cùng cảnh giới không người có thể so sánh với hắn. Lệnh Đông Lai, Kỷ Phong, Diêu Cát, thiếu nữ Phật Môn Ngự Thú Trai, thiếu chủ tiên giáo kia. Những người này giờ phút này trong lòng đều có một loại tâm tình không sao diễn tả nổi, có một loại cảm giác thất bại. Coi như vô địch trong cùng cảnh giới thì tính sao? Chỉ là nếu không được lưu danh trên thánh bia, thì vẫn không coi là cái gì, căn bản không chiếm được thánh bia chiếu cố số mệnh, không có khả năng xưng hùng thời đại này. Vị thiếu chủ tiên giáo hừ lạnh một tiếng. Hắn nói cũng không có sai. Những người này sở dĩ đều muốn tại lưu danh trên thánh bia, cũng không phải muốn nổi danh. Đối với bọn họ mà nói thì bọn họ có tiếng tăm đã đủ lớn, thứ mà bọn họ đích thực muốn có được chính là số mệnh trên thánh bia. Từ cổ chí kim, chỉ cần có thể có được số mệnh trên thánh bia, là có thể xưng hùng một thời đại, chèn ép cho các thiên tài cấp bậc sử thi khác phải lờ mờ thất sắc. Phong Phi Vân còn có thể chờ lần nguyệt thực kế tiếp sau nửa năm. Với thiên phú bẩm sinh của hắn, chỉ cần lực lượng Nạp Lan Hồng Đào giảm xuống một nửa, hắn rất có khả năng đánh bại Nạp Lan Hồng Đào. Có người nói, buồn cười, sau khi tin tức hôm nay truyền ra, nhất định sẽ làm kinh động thiên hạ. Không ai sẽ nguyện ý thấy Phong Phi Vân lưu danh trên thánh bia, sẽ có vô số người đến đây loại trừ hắn, thậm chí cự kình đều sẽ xuất thủ. Đừng nói nửa năm, Phong Phi Vân có thể sống quá nửa tháng hay không, đều xem như đã mừng lắm rồi. Ai, gỗ tốt trong rừng. Tất bị chặt. Phong Phi Vân đương nhiên biết rõ ràng đạo lý này, nhưng mà những người này cũng không biết, Phong Phi Vân hiện tại mới mở được 216 mệnh huyệt thôi, hắn tịnh không hề đạt tới thần cơ đại viên mãn đứng đầu. Nếu như có thể luyện hóa 3 gốc linh thảo còn lại trên người, là tu vi có thể lại tăng lên một nấc quan trọng. Khi đó căn bản là không cần chờ đến sau nửa năm mà vẫn có thể đánh bại Nạp Lan Hồng Đào, lưu danh trên thánh bia. Chỉ cần lưu danh trên thánh bia là có thể lại được thánh bia chiếu cố số mệnh. Có người muốn giết hắn, thì cũng không là một chuyện dễ dàng. Hiện tại mấu chốt nhất chính là, làm thế nào chống đỡ qua được mấy ngày này. Giờ phút này, cũng đã có người dục dịch, muốn nhanh chóng loại trừ Phong Phi Vân, không muốn thấy hắn sống đến sau nửa năm. Phong Phi Vân đang bị thương nặng, hiện tại, chính là thời khắc tốt nhất để giết hắn. Trên bờ Thánh Hồ, tu sĩ đông đảo, rất nhiều người có tu vi cường đại. Họ đều nhìn ra lực lượng của Phong Phi Vân và Nạp Lan Hồng Đào có chênh lệch không lớn, chỉ phải chờ tới lần nguyệt thực sau nửa năm,
thì có 7 phần có thể đánh bại Nạp Lan Hồng Đào, lưu lại tên trên thánh bia, muôn đời không hủy hoại. Thiên tư của Phong Phi Vân đã khiến cho rất nhiều người cảm thấy bất an. Một lưỡi huyết nhận đỏ đậm bay ra từ chỗ sâu trong cánh đồng tuyết, một mảnh sóng huyết cuồn cuộn nện về hướng chính giữa lưng Phong Phi Vân. Âm thầm, đã có người xuất thủ. Người này sợ hãi thần vương trả thù, nên cũng không có hiện thân. Dù sao Phong Phi Vân chính là truyền nhân của thần vương, người mà dám công khai ra tay đối với hắn cũng không nhiều. Rầm, một thanh thiết kiếm ngang trời bay ra, nó đánh bay lưỡi huyết nhận đỏ đậm kia. Thân hình Tô Huyết chợt lóe lên, liền rơi xuống bên cạnh Phong Phi Vân, thiết kiếm trong tay nàng ngự kiếm bay ra, bay vào trong cánh đồng tuyết. Bên trong truyền đến một tiếng kêu thảm. Thiết kiếm mang theo vết máu bay trở về, rơi xuống trong tay nàng. Phong Phi Vân khóe miệng có vết máu, nhưng mà lại cười cười. Không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, người lại sẽ ra tay tương trợ. Tô Huyết cũng không buồn liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú tứ phương. Người cứu ta một lần, ta cứu ngươi một lần, chúng ta thanh toán xong. Thanh toán xong, thanh toán xong. Phong Phi Vân đang âm thầm phục hồi chỗ bị thương, nhưng mà trên mặt cũng không quên nở nụ cười. Hắn cảm giác rằng Tô Huyết cũng không phải lạnh lùng như ở bề ngoài vậy. Ý định giết người lén lút xuất hiện từ phía, rất nhiều người đều đã dục dịch. Ít nhất có hơn 10 đạo sát khí cường thịnh, trong đó còn có tu sĩ thế hệ trước. Soạt, một đạo hào quang trắng xé gió bay đến, rơi xuống bên bờ Thánh Hồ. Người mới tới ống tay áo đu đưa trong gió, tư thế oai hùng khắp cổ kim, không phải Tô Quân thì là ai? Hắn lại cười nói, ta không có trở về chậm chứ. Ha ha, nếu Tô Huynh đã trở về thì cái mạng của ta đây, hôm nay xem như đứng vững được. Phong Phi Vân cười nói, Tô Quân vốn là đang đánh một trận với Yến Tử Vũ, nhưng mà sau khi nhận được tin tức của Tô Huyết, liền vội vàng chạy trở về. Sau khi Tô Quân xuất hiện, tu sĩ thế hệ trẻ tuổi ở đây liền đều thu hồi sát khí, nghĩ đến giết người trước mặt Tô Quân thì bọn họ còn không có bản lĩnh này. Từng đạo ngọc phi phù bay trên màn trời đi khắp tứ phía. Những tu sĩ thế hệ trẻ tuổi này đang truyền tin tức đi ra ngoài. Đỉnh núi Tịch Thần Phong. Trong miếu cổ, một ngọn đèn Phật đăng đang cháy bất diệt. Phong Phi Vân liền ngồi xếp bằng phía dưới tượng một vị Phật ngủ, thân thể được linh quang bao bọc. Hắn đã uống đan dược chữa thương, hiện tại cấp tốc phục hồi chỗ bị thương. Những người khác chịu tổn thương nặng như vậy, nếu không có nửa tháng tĩnh dưỡng thì căn bản không có khả năng khỏi hẳn. Nhưng mà Phong Phi Vân lại vẻn vẹn tốn hao 3 canh giờ liền đã hoàn hảo không tổn hao gì, khôi phục đến trạng thái đỉnh cao. Đây chính là chỗ lợi hại của bất tử Phượng Hoàng Thân. Phong Huynh, hôm nay thật đúng là đại triển thần uy, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên hạ của thần Tấn Vương Triều. Tô Quân đi đến, trong âm thanh bình thản mang theo nụ cười. Kỷ Vân Vân đứng ở bên cạnh hắn, yên lặng không tiếng động. Tô Huyết ôm thiết kiếm, đi theo ở phía sau. Nhưng nàng đứng ở cửa miếu, chứ không có đi vào. Phong Phi Vân sắc mặt nghiêm trang mà nói. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, không người nào dám xưng đệ nhất. Tô Quân tán dương gật đầu. Ngươi có thể hiểu rõ ràng điểm này, ta đây cũng yên tâm hơn nhiều. Vết thương của ngươi khôi phục cũng quá nhanh, ta cảm giác khí tức của ngươi đầy đủ, huyết khí tràn đầy. Chẳng lẽ ngắn ngủi mấy canh giờ liền khôi phục được 3 thành tu vi? Đã khôi phục trạng thái đỉnh cao. Phong Phi Vân không có giấu giếm chút nào. Ngay cả Tô Huyết đứng ở cửa đều có hơi chấn động, tốc độ phục hồi chỗ bị thương thế này quả thực quá nhanh. Khóe miệng nàng giật giật, không biết nói một câu cái gì đó, nhưng cũng không một ai nghe rõ. Tô Quân dừng một chút, lại nói. Cứ mau chóng rời khỏi nơi này, những tu sĩ thế hệ trẻ tuổi này đã truyền tin tức đi ra ngoài, chả mấy chốc sẽ có tu sĩ thế hệ trước chạy tới. Nhất định có rất nhiều người muốn lấy tính mệnh của ngươi. Đi đâu? Phong Phi Vân hỏi. Đi đâu cũng được, chỉ cần bọn họ không tìm được ngươi, đợi đêm nguyệt thực sau nửa năm, ngươi xông qua thánh bia, khắc tên lên đó. Có thánh bia chiếu cố số mệnh, bọn họ có muốn giết ngươi liền không được dễ dàng. Tô Quân đáp. Phong Phi Vân lắc đầu, nói. Vô dụng, đợi được đêm nguyệt thực sau nửa năm, bên bờ Thánh Hồ nhất định có nhiều cường giả phục kích giết ta hơn. Căn bản sẽ không cho ta cơ hội lưu danh trên thánh bia. Tô Quân tự nhiên cũng nghĩ tới điểm này, hắn nói. Đến lúc đó có lẽ có khả năng xin thần vương ra mặt. Phong Phi Vân lắc đầu. Trên đường quay về Vạn Tượng Tháp,
nhất định là có vô số cường giả đang đợi ta nạp mạng. Căn bản là không quay về vạn tượng tháp được, mà sẽ chết ở nửa đường. Tô Quân hỏi, vậy ngươi tính toán như thế nào? Cho ta thời gian 2 ngày, ta nắm chắc có thể đánh bại Nạp Lan Hồng Đào, lưu lại tên trên thánh bia. Phong Phi Vân đáp với vẻ vô cùng tự tin. Tô Quân gắt gao nhìn chăm chú Phong Phi Vân, hai mắt của hắn mặc dù đã mù, nhưng mà đôi mắt kia lại vẫn có thể truyền thần. Sau một hồi lâu hắn mới nói. Hảo, thời gian 2 ngày này, không có bất luận kẻ nào có thể đi vào miếu cổ một bước. Âm thanh của hắn vô cùng kiên định. Tô Quân biết, tu vi của Phong Phi Vân còn có chỗ để tăng lên. Vậy hắn khẳng định là tính toán mượn thời gian 2 ngày này để khiến cho tu vi của chính mình lại tăng lên một nấc mới. Thời gian 2 ngày này, số lớn cao thủ còn chưa kịp chạy tới Thánh Hồ, xem như một khoảng thời gian còn chưa nguy hiểm. Đây là cơ hội duy nhất để Phong Phi Vân có thể lưu danh trên Thánh Bia hay không. Trong miếu cổ, chỉ còn Phong Phi Vân ngồi một mình, hắn lấy ra 3 gốc linh thảo còn lại cuối cùng, có khả năng trợ giúp hắn mở ra 30 tòa mệnh huyệt. Hiện tại đã mở ra 216 tòa mệnh huyệt. Số lượng linh thảo vẫn quá ít, nếu như Phong Phi Vân có được linh thảo vô tận, như vậy là có thể trực tiếp đột phá đến thần cơ đại viên mãn tối cao nhất, khi đó chuyện nắm chắc đánh bại Nạp Lan Hồng Đào liền càng lớn hơn. Trời đã sáng. Mặt trời mới lên, đuổi hắc ám đi, nghênh đón một ngày mới. Bên bờ Thánh Hồ sóng gió mãnh liệt, có đại sự trời long đất lở phát sinh. Mà ở trong Thiên Hoa Cổ Thành, đêm qua so sánh Thánh Hồ cũng là càng náo nhiệt hơn. 7 vị yêu nữ Xâm La Điện được mang ra đấu giá tại Ngân Câu Phường, cơ hồ toàn bộ cường giả Tà Tông Xâm La Thập Điện có mặt ở đây, muốn mua 7 vị yêu nữ trở về. Đây vốn là Thiên Toán Thư Sinh và Đông Phương Nhất Dạ mưu tính tốt. Mục đích chính của Thiên Toán Thư Sinh là phải khống chế cao thủ Tà Tông, làm cho lúc các anh tài kiệt xuất vạn tượng tháp có thể xông vào thánh bia thì sẽ không gặp phải kình địch như các vị điện hạ của Xâm La Điện. Mục đích của Đông Phương Nhất Dạ tự nhiên là muốn kiếm nhiều tiền. Lại bán 7 vị yêu nữ trở về Xâm La Thập Điện, chuyện này vốn chính là kế hoạch ban đầu đã chủ tính tốt lắm. Nhưng mà, lại xảy ra biến số. Một người trẻ tuổi gọi là Nam Cung Hồng Bích, đêm qua trong Ngân Câu Phường đã tiêu tiền như nước. Hội đấu giá vốn là chuẩn bị cho cao thủ Tà Tông của Xâm La Thập Điện, tình thế lại đều bị nàng bẻ queo đi. Cuối cùng 7 vị yêu nữ cao thủ Tà Tông đều được bán ra với cái giá trên trời, bị Nam Cung Hồng Bích mua mất, làm cho cao thủ Xâm La Thập Điện tức đến thổ huyết. Bị mất mặt ở trước mặt Nam Cung Hồng Bích, quả thực so sánh mất mặt ở trước mặt Phong Phi Vân thì còn lớn hơn nữa. Xâm La Thập Điện liền điều động ra cao thủ đi chặn giết, muốn âm thầm giết chết Nam Cung Hồng Bích. Như vậy là có thể không cần uổng một gốc cây linh thảo mà đã đoạt lại được 7 vị yêu nữ. Nhưng mà cao thủ Xâm La Thập Điện điều động ra, lại đều một đi không còn quay về nữa. Cuối cùng, ngay cả Nam Cung Hồng Bích và 7 vị yêu nữ Tà Tông đều biến mất không còn thấy dấu vết đâu nữa, giống như đã bốc hơi từ nhân gian. Chuyện này đã lan truyền ầm ĩ xôn xao tại Thiên Hoa Cổ Thành, huyên náo dư luận sôi nổi. Tại Thiên Hoa Cổ Thành, trong một tòa phủ đệ, vạn mai nở rộ, hồng đua với đỗ quyên. Ở chỗ sâu trong rừng mai, có một tòa trúc đình từ thuở xa xưa. Từ trong đình truyền đến tiếng đàn tranh nhẹ nhàng, nghe tiếng nhạc trong tuyết bay có vẻ cực kỳ hư ảo. Nam Cung Hồng Nhan ngồi ở trong đình, dáng người như thần tiên, trên mặt phủ một tầng lụa trắng, che đi một đôi mắt nhung cùng dung nhan tuyệt trần làm kinh động thế gian. Mái tóc dài đen nhánh như nước đang tung bay trong bão tuyết, ngón tay mảnh khảnh của nàng lướt nhanh trên dây đàn. Đột nhiên, tiếng đàn tranh im bặt, ngón tay nàng nhẹ nhàng khẽ nâng lên. Trong rừng mai, huyết vũ đạp qua lớp tuyết rơi mà đến. Khi đi đến bên ngoài đình, nàng chống một cái ô cán gốm sứ mà cười nói. Tỷ tỷ, tỷ vẫn còn có tâm tình gảy khúc đàn mạch thượng tuyết. Nam Cung Hồng Nhan dùng lụa trắng nhẹ nhàng xoa xoa ngón tay, từ từ cười hỏi. Những người đó của Xâm La Điện vẫn còn tìm chúng ta. Huyết vũ gật đầu, đáp. Bọn họ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ, chúng ta sẽ ở trong mai trang viên của công chúa La Phù. Kỳ thật, ta một mực không nghĩ ra, vì sao tỷ tỷ phải trả giá trên trời, để mua trở lại cả 7 yêu nữ kia, căn bản không đáng. Đáng giá? Nam Cung Hồng Nhan đáp. Người của Xâm La Thập Điện, cũng dám hạ tất sát lệnh đối với Phong Phi Vân, khiến cho bọn họ một lần mất mặt, đều đã thấy nhẹ nhõm đi. Trên mặt huyết vũ mang theo vẻ lo lắng. Không đồng ý với cung cách của Nam Cung Hồng Nhan.
bởi như vậy sẽ thành đắc tội với cả Xâm La Điện, như thế rất không đáng. Nhưng mà nàng lại không dám nói ra khỏi miệng, đành bảo. Vậy bảy yêu nữ này thì xử lý như thế nào, giữ lại chúng cũng là một mối tai họa. Nam Cung Hồng Nhan cười nói. Bọn họ đều đã đội huyết cấm huyền trạc, từ đó liền là người hầu của ta. Nếu muốn làm nghịch ý ta, như vậy chính là một con đường chết. Thả bọn họ trở về đi thôi. Tốt lắm, ta đây liền thả bọn họ đi. Trên mặt Huyết Vũ mang theo nụ cười sáng tỏ, nàng đã hiểu được dụng ý của Nam Cung Hồng Nhan. Dừng một chút, nàng nói nghiêm túc. Có một việc, có lẽ tỷ tỷ còn không biết. Nam Cung Hồng Nhan đặt ngón tay trên dây đàn, lơ đễnh hỏi. Chuyện gì? Đêm qua bên bờ Thánh Hồ, Phong Phi Vân thiếu chút nữa đánh bại Nạp Lan Hồng Đào ở thời kỳ toàn thịnh, trở thành người xứng đáng với cái danh thiên tài hàng đầu của Thần Tấn Vương Triều. Huyết Vũ đáp. Nam Cung Hồng Nhan hít một hơi thật sâu, trái tim khó lòng bình tĩnh, nàng cười nói. Đây là việc vui lớn nhất mà ta được nghe hôm nay. Nam Cung Hồng Nhan đột nhiên nhướng mày lên, trong mắt nhung sinh ra một vẻ lo lắng mà nói. Không đúng, đây không phải việc vui. Nam Cung Hồng Nhan thông minh như thế nào, chỉ thoáng chớp mắt liền phân tích ra chỗ nguy hiểm trong đó. Sắc mặt Huyết Vũ cũng bối rối, nàng nói. Đích xác không phải việc vui, hiện tại tất cả tu sĩ đều đang chạy về hướng Thánh Hồ. Có người phân tích ra, Phong Phi Vân đang đột phá cảnh giới, trong vòng 2 ngày sẽ lại xông vào Thánh Bia. Điều này đối với tỷ tỷ mà nói là việc vui cực lớn. Nhưng mà đối với rất nhiều người mà nói, đây là chuyện xấu cực lớn. Rất nhiều người đều muốn ra tay trong vòng 2 ngày để loại trừ Phong Phi Vân, sẽ không cho hắn cơ hội lưu danh Thánh Bia. Ai dám động thủ, kẻ đó chết. Nam Cung Hồng Nhan lạnh lùng quát một tiếng, một cỗ sát khí bắt đầu xuất hiện từ trên người của nàng, khiến cho Huyết Vũ ở bên ngoài đình đều phải dùng mình một cái theo. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy sát khí trên người Nam Cung Hồng Nhan vốn vẫn lạnh lùng như vậy. Đỉnh núi Tịch Thần Phong, gió lạnh như đao. Một chiếc cổ xa trắng tinh bay tới, nó được 2 con đại trùng lân kéo bay xuyên trời cao. Khi bay lên đỉnh núi thì hạ xuống bên ngoài ngôi miếu cổ. Nạp Lan Tuyết Tiên đi ra từ trong xe cổ xa. Nàng mặc Phật y trắng tinh, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn có vẻ đặc biệt ngượng nghịu, nhưng mà trong sự ngượng nghịu đó lại tiết lộ một vẻ thánh khiết vượt khỏi đời thường. Sư tỷ, thật sự không cần muội thay tỷ giáo dục hỗn đản Phong Phi Vân kia. Nạp Lan Tuyết Tiên môi hồng răng trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn có vẻ hơi tức giận. Không cần, ta đã là người xuất gia, việc hồng trần đã sớm quên mất. Sư muội, nếu như muội phiền lòng vì chuyện của ta, như vậy như Tuyết Phật Tâm sẽ chọn đời không được an bình. Một người nữ nhân da trắng như mỹ ngọc, thò đầu ra từ trong xe cổ xa để lộ nửa gương mặt tiên nhan. Mặt mũi xinh xắn, da không tì vết, đặc biệt một đôi mắt nhung đen huyền kia quả thực so sánh hắc chân châu đều đẹp hơn. Thiên hạ cũng rất khó tìm ra người đẹp thứ hai như vậy nữa. Đúng là Bạch Như Tuyết. Hiện nay Bạch Như Tuyết mặc Phật y, tu luyện thánh pháp của Phật môn nên trên da có được ánh sáng Phật mang lấp lánh, có một loại cảm giác xinh đẹp nói không ra lời. Nạp Lan Tuyết Tiên dậm chân trên mặt tuyết mà nói. Hôm nay thời gian đặc thù, ta tạm tha cho hắn. Lần sau dứt khoát phải giáo huấn hắn thật tốt một phen. Tức chết ta, chuyên làm việc hạ lưu. Nạp Lan Tuyết Tiên cắn hàm răng, gắng nuốt xuống cơn tức giận kia mà bước về hướng miếu cổ trên đỉnh Tịch Thần. Ngươi là ai a? Cút ngay câu bổn tiểu thư. Nạp Lan Tuyết Tiên lên tiếng trách mắng. Tô Huyết xuất ra thiết kiếm chặn đường Nạp Lan Tuyết Tiên, không cho nàng tiến vào miếu cổ. Phải đợi Phong Phi Vân mở miệng thì nàng mới cho đi vào. Nạp Lan Tuyết Tiên đi vào miếu cổ, thấy Phong Phi Vân ngồi xếp bằng trên mặt đất, lại nghĩ tới cảnh ngộ của Bạch Như Tuyết, một ngọn lửa vô danh liền bốc lên từ trong lòng. Nhưng mà nghĩ đến bây giờ thời cuộc khẩn cấp, nàng liền lại mạnh mẽ đè nén cơn tức giận xuống. Tuyết Tiên, sao ngươi lại tới đây? Phong Phi Vân cười hỏi. Hắn đã luyện hóa một gốc cây linh thảo, trong thân thể ánh sáng thần thánh vạn trượng, mở ra 226 tòa mệnh huyệt. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được tu vi lại tăng lên một phân. Lúc trước Đại Hòa Thượng muốn mang ta đi ngự thú trai, nhưng mà trên đường nghe nói chuyện của ngươi, ta liền vừa khóc vừa cầu ngài mang ta trở về. Ngài vốn là không thuận theo, nói ngươi là một kẻ bại hoại, chuyên bắt nạt nữ hài tử. Nhưng ta cũng không thuận theo, ngài không mang theo ta trở về, ta liền cắn lưỡi tự vận, ta mượn đao đâm vào tim. Cuối cùng,
ngài thật sự không có biện pháp, đành đồng ý để cho ta tới gặp ngươi một lần cuối cùng. Phì, hừ, nói cái gì thì nói đi. Nạp Lan Tuyết Tiên vốn là mang theo tức giận đi tới đây, nhưng mà giờ phút này cũng là không thấy nửa phần cơn giận nào được tung ra ngoài. Phong Phi Vân có hơi cảm động. Ngươi thật sự là rất ngốc nghếch. Nạp Lan Tuyết Tiên nhét một cái ngọc hạp hộp ngọc dài một thước vào trong lòng Phong Phi Vân rồi nói. Đó cũng là thứ ta sống chết cầu xin từ Đại Hòa Thượng, đối với ngươi có lẽ có trợ giúp. Phong Phi Vân mở ngọc hạp ra, bên trong tỏa ra màu xanh thần hóa, một cỗ thanh tỉnh chi khí khí làm tỉnh táo, liền tràn ngập ra, tràn ngập cả miếu cổ. Đây là một khối đan linh thạch. Đan linh thạch, trong 18 chủng loại linh thạch xếp hạng thứ 16, cực kỳ hiếm có. Chỉ cần là luyện chế đan dược tam phẩm trở lên, liền nhất định phải thêm vào chút ít đan linh thạch. Một quả đan linh thạch bằng 10 miếng ngũ cốc linh thạch bằng 100 miếng chân diệu linh thạch. Một gốc cây linh thảo giá trị bằng 10 miếng chân diệu linh thạch. Cho nên, năng lượng của một quả đan linh thạch có thể so với 10 gốc linh thảo, giá trị đâu chỉ ngàn vạn đống vàng. Có một quả đan linh thạch này tương trợ, Phong Phi Vân có thể trực tiếp mở ra 100 tòa mệnh huyệt. Hơn nữa đan linh thạch rất loãng nên tốc độ hấp thu so sánh 10 gốc linh thảo thì nhanh hơn. Đôi mắt Nạp Lan Tuyết Tiên chớp chớp, nàng hỏi với vẻ rất là căng thẳng. Cái này, rốt cuộc đối với ngươi là có trợ giúp hay không? Trong lòng Phong Phi Vân càng cảm động hơn, hắn đậy ngọc hạp lại, rồi nói. Thật sự là có trợ giúp rất lớn, Tuyết Tiên, vì sao ngươi phải đưa ta vật quý giá như thế? Hàng mi của Nạp Lan Tuyết Tiên nhẹ nhàng rung động. Khuôn mặt đỏ lên mà nói. Ta làm sao biết, không thèm nghe ngươi nói nữa, Đại Hòa Thượng khẳng định sắp đuổi theo. Đuổi theo tới đây, rốt cuộc chuyện đáng để ý đến thế sao? Phong Phi Vân bật thốt lên. Nạp Lan Tuyết Tiên đã xoay người chạy đi ra ngoài, tốc độ lao đi so sánh con thỏ còn nhanh hơn. Bên ngoài miếu cổ vọng vào tiếng mắng của Tử Nhục Hòa Thượng. Nhà đầu. Ngươi ăn trộm đan linh thạch của ta đi đưa cho tên vương bát cao tử Phong Phi Vân kia sao? Ngươi không cần xen vào. Nạp Lan Tuyết Tiên đáp. Đây chính là đan linh thạch của ta, làm thế nào mà ta lại không được xen vào? Tử Nhục Hòa Thượng hỏi. Nếu như ngươi mà muốn thu hồi đan linh thạch, vậy ngươi trước cứ giết ta đi. Nạp Lan Tuyết Tiên nói. Cái này, thôi, hiện tại người cũng đã gặp, bảo bối cũng tặng. Đúng là lúc cùng ta đi ngự thú trai. Tử Nhục Hòa Thượng vô phương tức giận đối với Nạp Lan Tuyết Tiên, cuối cùng thỏa hiệp. Nạp Lan Tuyết Tiên nước mắt rưng rưng, quay về hướng cổ miếu nhìn thoáng qua một lần cuối cùng. Lần từ biệt này, không biết bao lâu mới có thể gặp lại. Dẫu không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn phải rời đi. Nhìn cỗ xe cổ xa trắng tinh kia bay xa, Tô Huyết hừ lạnh một tiếng. Không nghĩ tới Phong Phi Vân bại hoại như vậy. Mà lại còn có nữ hài tử thích hắn giống như thế này, thật sự là mắt bị mù. Tô Quân đứng ở cách đó không xa, khóe miệng lộ ra nụ cười. Xích! Một màn nước đột nhiên hiện ra phía trên miếu cổ. Sóng nước lấp lánh, có những vòng rung động. Một cây thiết thụ bay ra từ trong màn nước, nó mang theo một cỗ sát khí có tính hủy diệt. Đây là một kiện linh khí. Có người đã xuất ra linh khí, từ cách mấy trăm dặm, khởi xướng công kích đối với miếu cổ. Rốt cục có người không nhịn được đã xuất thủ. Tô Quân đánh ra một trường, 6 con long hổ khổng lồ bay ra từ trong tay của hắn. Hổ ảnh hùng dũng, khí thế động trời. Nó đánh cho linh khí thiết thụ kia phải bay trở về trong màn nước. 6 con kỳ ngưu lọt vào trong màn nước. Ở ngoài mấy trăm dặm phát ra một tiếng kêu thật lớn, tiếp theo vang lên 2 tiếng kêu thảm. 2 bóng người rơi xuống từ giữa không trung. Màn nước trên không trung miếu cổ lập tức biến mất không còn thấy dấu vết đâu nữa. Nhưng mà lại cũng còn chưa yên tĩnh trở lại, thì đã có người xuất thủ, lần này càng mạnh mẽ cường thịnh hơn. Một cái thi phù màu tím dài chừng trăm thước bao trùm cả đất trời, nó hướng về Tịch Thần Phong mà đè nén chấn áp lại đây, tựa hồ phải nện đổ cả ngọn núi. Đây là năm ông lão ở Tử Minh Thi Động đang liên thủ xuất ra thi phù, uy lực không phải chuyện đùa. Năm ông lão đều là tóc hoa dâm. Ánh mắt sâu lắng đứng ở giữa không trung xa xa. Hai tay héo quát đều giơ lên đỉnh đầu, để phát lực cho thi phù. Công tử Vô Hà đứng ở trước miếu cổ, bạch y trên người chìm vào lớp thiết bố vải sắt một trưởng liền đánh nát thi phù. Thân thể hắn như tia chớp bay vút đi ra ngoài, lượn một vòng giữa năm lão già rồi liền quay trở về đỉnh núi Tịch Thần Phong.
dầm, 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 dầm. Toàn bộ năm vị cao thủ tiền bối Tử Minh Thi Động nổ tan xác mà chết, trên không trung tạo thành năm đám mây máu. Công tử Vô Hà, ngươi cho là chỉ dựa vào một mình ngươi là có thể ngăn cản mọi người chúng ta sao? Một âm thanh lạnh lẽo truyền đến từ trên tầng mây, sóng âm tựa như sóng nước từ trên trời mà rơi xuống. Phốc! Không có nói lời dư thừa, Tô Quân duỗi tay ra. Một cỗ thiên trảo lợi hại bay lên tầng mây, bắt luôn người mới vừa lên tiếng nói chuyện kia rồi trực tiếp bóp nát thân thể. Máu tươi từ phía trên trời rơi xuống. Phong Phi Vân, tuyệt đối không thể để sống sót. Tô Quân, một người không ngăn được. Người này còn chưa nói hết câu liền bị thần thức của Tô Quân tìm ra. Một chỉ xuất ra, một đạo chỉ quang dài trăm thước liền đã xuyên thủng thân thể tu sĩ tiền bối thiên mệnh đệ nhị trọng ẩn thân ở cách hơn 30 dặm, thây hắn phơi trên mặt đất. Trong miếu cổ, từng đạo hào quang lao ra, có vô số linh khí tụ tập về hướng trong miếu cổ. Phong Phi Vân đã luyện hóa ba gốc linh thảo, mở ra 246 tòa mệnh huyệt, tu vi lại tăng lên một bậc nhỏ. Hiện tại hắn bắt đầu luyện hóa đan linh thạch. Chỉ cần có thể luyện hóa xong đan linh thạch, là có thể mở 346 tòa mệnh huyệt, tu vi là có thể tăng lên một bậc lớn, việc nắm chắc chiến thắng Nạp Lan Hồng Đào liền càng lớn hơn. Đó cũng là thời khắc mấu chốt nhất, nhưng mà không có ai muốn thấy phát sinh chuyện như vậy. Phong Phi Vân bắt đầu luyện hóa đan linh thạch, hai tay hắn nâng linh thạch, ngưng tụ tại vị trí đan điền rồi bắt đầu toàn lực hấp thu năng lượng của đan linh thạch. Mệnh huyệt trên thân thể đang không ngừng bùng nổ mở ra. Bên ngoài miếu cổ, ý định giết người càng ngày càng nhiều hơn hẳn. Càng ngày càng có nhiều cường giả chạy tới, trong đó cũng không thiếu một chút tu sĩ thế hệ trước. Trong thời gian mới được nửa ngày cũng đã có 12 người tập kích, đều bị Tô Quân sớm phát giác rồi mạnh mẽ loại trừ. Không có người nào có thể uy hiếp đến Phong Phi Vân trong miếu cổ. Trên ống tay áo Tô Quân đều đã nhiễm đầy vết máu, đó là máu của kẻ địch. Sau lúc trời tối, sẽ càng thêm nguy hiểm. Tô Huyết ngươi và Vân Nhi tiến vào trong miếu cổ, bên ngoài liền giao cho ta. Tô Quân đứng trong gió rét, đặc biệt thê lương. Trên làn da của hắn linh quang mờ mịt. Nó mang theo một khí tức cường giả vô địch, ai có thể nhìn ra hắn là một người đui. Tô Huyết vốn là không muốn tiến vào miếu cổ, nàng muốn lưu lại để giúp Tô Quân, nhưng mà lại bị Tô Quân đánh một chưởng bay vào miếu cổ. Mà cùng lúc đó một đám mây đen xì từ chân trời bay tới, tà khí đan xen, sát khí ngút trời. Người của Xâm La Điện rốt cục đến. Một cái thần buồm đen tuyền bay ra từ Hắc Vân, trên bề mặt có hoa văn núi non sông ngòi, từng cột khói màu đen bốc lên. Trực tiếp biến cả Tịch Thần Phong thành một chốn tà địa. Tiết Thường Thiếu liền đứng ở trên thần buồm, mặc áo đen, sắc mặt tái nhợt tựa như cương thi. Ầm, 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 ầm. Một tòa cung điện màu đen cũng bay ra, khí thế hào hùng, hoa văn rực rỡ lượn lờ, có khí thế nện sụp đổ cả quả núi cao. Lão Tam giơ cung điện màu đen, cười một tiếng dài. Tô Quân, chúng ta lại gặp mặt. Tô Quân đứng ở trên đỉnh núi cười nói. Thì ra là đệ tam điện hạ và đệ tứ điện hạ của Xâm La Điện đến, khó trách sát khí cường thịnh như thế, thật đúng là vẫn còn có chút làm cho người ta sợ hãi. Ha ha, Tô Quân, ta biết tu vi của ngươi cường đại, với hai người chúng ta thì cũng không phải là đối thủ của ngươi. Tiếng cười của lão Tam càng nham hiểm hơn. Lão đã từng giao đấu cùng Tô Quân, ba chiêu bại trận, cho nên đối với tu vi của Tô Quân thì khá hiểu rõ. Có thể ngăn cản Tô Quân suốt một chiêu mà không chết người thì đều cực kỳ ít ỏi đến đáng thương. Lão Tam có thể ngăn cản hắn ba chiêu, mà có thể chạy trối chết, từ đó có thể thấy được Điện Hạ Xâm La Điện đều là nhân tài siêu quần xuất chúng. Vậy mà các ngươi vẫn còn đi tìm cái chết. Tô Quân nói. Hừ, Xâm La Thập Điện chúng ta có 7 vị Điện Hạ đến đây. Tô Quân, ngươi vẫn còn chống đỡ được sao? Lại có 5 tên Điện Hạ Tà Tông bay ra từ trong mây đen. Mọi người đều là nhân vật nổi bật, là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi mỗi một điện. 7 vị điện hạ trôi nổi tại 7 phương hướng, vây quanh Tô Quân ở chính giữa. Mỗi một người bọn họ đều mang theo một kiện linh khí, có một loại khí thế muốn giết hại thiên tài cấp bậc sử thi. Xâm La Điện là đứng đầu tà tông, truyền thừa từ rất xưa, nếu tìm hiểu đến ngọn nguồn thời kỳ đại nạn thì mỗi một điện đều có nền tảng từ thuở xa xưa. Bồi dưỡng ra được anh tài vô song nên tự nhiên càng là bộc lộ năng lực rõ mồn một. Các vị điện hạ của Xâm La Thập Điện đã đến đây 7 vị, mỗi một vị đều là nhân vật cấp bậc xưng vương trong thế hệ trẻ tuổi,
đủ sức làm cho trong thế hệ trẻ tuổi không người không sợ hãi. Từ bảy phương vị cũng có linh khí nổi lên, phong tỏa trời cao, có thần buồm đen tuyền, có cung điện khổng lồ, có huyết kỳ khiếp người. Đây là một hình ảnh rầm rầm rộ rộ, bảy món linh khí đồng thời xuất hiện ở trên một vùng trời rộng lớn. Các tu sĩ chung quanh đều bị lực lượng linh khí ép tới vô phương hai chân đứng thẳng. Phong Phi Vân giờ phút này đã tiến vào cảnh giới vong ngã quên hết mọi thứ. Tất cả tâm thần đều bắt đầu thu lại để toàn lực hấp thu năng lượng của đan linh thạch, chỉ có hấp thu đan linh thạch càng nhanh hơn thì hắn mới có thể xuất quan trước khi càng nhiều cường giả chạy tới đây. Hắn không muốn bởi vì chính mình, mà liên lụy bằng hữu. Tô Quân, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, lui một bên đi thôi. Lực lượng của một người dù sao có hạn, người không ngăn được chúng ta. Thần buồm trong tay Tiết Trường Tiếu đã che một nửa bầu trời. Tô Quân đứng ở trước miếu cổ, tựa như đã đóng đinh ở trên mặt đất, vững như bàn thạch, không có nửa phần ý định rời khỏi chỗ này. Vậy có thêm ta nữa cũng đủ rồi chứ? Trong màn trời đêm truyền đến một âm thanh cực kỳ mạnh mẽ. Một cây bạch yến đà thương đã xuyên thủng mây đen trên trời cao. Yến Tử Vũ mang theo trường thương, bay xuống trên đỉnh miếu cổ, một đôi mắt hổ quét nhìn chung quanh. Bảy vị điện hạ Xâm La Điện đều có hơi sao động. Cao thủ đệ nhất thế hệ trẻ tuổi của Vạn Tượng Tháp lại đã đến đây. Tu vi của Yến Tử Vũ không kém gì Tô Quân. Yến Tử Vũ, lần này không liên quan chuyện của ngươi. Điện hạ đệ thập điện của Xâm La Điện lạnh lùng quát một tiếng. Yến Tử Vũ kiêu ngạo đứng ở chỗ cao, hắn nói. Phong Phi Vân chính là học viên Vạn Tượng Tháp ta. Chúng ta chính là đi cùng, làm thế nào lại nói cũng không quan chuyện của ta. Nói thật hay. Vạn Tượng Tháp và Tà Tông đã sớm hẹn rõ ràng muốn đánh một trận tại bờ Thánh Hồ. Đêm qua, Tà Tông điện hạ các ngươi không đến, tối nay vừa lúc đánh đến long trời lở đất đi. Công chúa La Phù khống chế bát bộ long xa xông qua phong tỏa của bảy vị điện hạ Xâm La Điện, long xa hạ xuống đỉnh núi Tịch Thần Phong, có long hoàng khí xoay quanh cổ xa. Nằm ngoài dữ liệu của mọi người, công chúa La Phù lại xuất hiện đúng vào lúc này. Meo meo, meo meo. Vài tiếng mèo kêu vang lên. Một tiểu cô nương trắng nõn mũm mĩm ôm con bạch miêu nhi đang đi trên quỷ tiên kiều đến, trên mặt vẫn giữ nụ cười mỉm, bàn tay nhỏ bé đang vuốt ve con miêu nhi. Tiểu tà ma cũng đi lên Tịch Thần Phong, nó ngồi ở trên ngưỡng cửa miếu cổ, hai ngón tay đang nắm cái tai rất dài của miêu nhi. Mấy người đạt trình độ cao nhất trong thế hệ trẻ tuổi của Vạn Tượng Tháp lại đồng loạt xuất hiện. Tình thế chợt thay đổi, có mấy người này ở đây, đội hình cường đại như thế. Cho dù là 10 vị điện hạ của Xâm La Điện đều xuất hiện thì cũng không nhất thiết có thể đủ sức giành được kết quả tốt đẹp. Lúc này không ra tay thì còn đợi khi nào? Tô Quân hai tay chắp tay trước ngực, một đạo thất thải hà quang bay ra từ lòng bàn tay của hắn, biến thành một vòng chiến thật lớn, đồng thời cuốn Tiết Trường Tiếu và Lão Tam vào trong vòng chiến. Lấy một địch hai, lại vẫn hoàn toàn áp chế hai người. Yến Tử Vũ xuất ra bạch yến đà thương, một cột sáng trắng lóa chiếu thẳng hướng trời cao. Nó đồng thời đối đầu với ba món linh khí, có ba vị điện hạ Xâm La Điện đồng thời đánh nhau với hắn. Còn lại hai vị điện hạ, chia nhau xuất ra huyết kỳ và thiết hoàn. Hai món linh khí này, một thứ công phạt sắc bén, một cái phòng thủ kiên cố. Chúng đang muốn đánh lén Phong Phi Vân trong miếu cổ. Chỉ cần uy lực chết chóc của một đạo linh khí là có thể đem giờ phút này giết được Phong Phi Vân. Nhưng mà hai kiện linh khí này lại bị tiểu tà ma đón tiếp. Thiết hoàn kia vốn cao chừng 7 thước, trên bề mặt có những đường linh vân trong truyền thuyết, trong phong ấn có thú hồn khí linh. Nhưng mà nó lại bị bàn tay nhỏ bé của tiểu tà ma dễ dàng bắt lấy, rồi đè ở trên mặt đất. Linh mang trên thiết hoàn bị nó hủy hoại, biến thành bát bạc áng chừng chỉ to bằng một nắm tay. Nó ném cho con miêu nhi đạm đạm. Nhìn ý định của nó thì muốn lấy cái bát bạc này làm thứ đựng đồ ăn cho con đạm đạm. Mà một lá huyết kỳ kia cũng bị nó bắt được. Nó bóp nát linh mang trên bề mặt, rồi không nương tay chút nào mà đút vào trong lòng mình, thật giống như đó vốn là món đồ của nó. Hai vị điện hạ Xâm La Điện kia bị tức tối đến trên đầu bốc khói xanh. Bọn họ sớm đã nghe nói tiểu tà ma kia cực kỳ quái dị. Nhưng mà bọn họ xem ra một tiểu nha đầu mới 11, 12 tuổi, coi như là quái dị tới đâu thì cũng chỉ có lớn hơn một chút như vậy, có thể lợi hại được đến đâu. Nhưng mà giờ phút này nó vừa ra tay. Liền thu mất hai kiện linh khí, khiến cho tất cả mọi người được mở rộng tầm mắt. Nàng tu luyện một loại phép cấm,
có thể cướp đi linh khí của người khác, chẳng lẽ là trích tinh thuật? Xa xa, không ngừng có ánh sáng lung linh bay tới, số tu sĩ tụ tập càng ngày càng nhiều. Rất nhiều người là đến đây xem náo nhiệt, đương nhiên cũng có một bộ phận đến đây để loại trừ Phong Phi Vân, chính lúc đang chờ đợi thời cơ. Tiểu nha đầu Phong gia, tốt nhất trả lại đây Độ Thế Bát. Nếu không ta diệt cả nhà Phong gia của ngươi. Điện hạ đệ ngũ điện của Sâm La Điện, gương mặt đều méo mó khi nhìn thấy linh khí của mình bị một con tiểu miêu đặt dưới móng vuốt của nó. Quả thực hắn tức tối đến mặt mày méo sạch. Tiểu tà ma, mau trả lại Vương Phong Kỳ, ta có thể thả cho ngươi một con đường sống. Vị điện hạ đệ bát điện của Sâm La Điện cũng thấy khó lòng nói được nổi. Hắn thấy trong lòng tiểu tà ma kia có một góc huyết kỳ lộ ra thì các cơ trên mặt liền không nhịn được mà giật giật. Nàng cũng quá tùy tiện. Tiểu tà ma ngây thơ đến động người nhìn chăm chú hai vị này, đôi mắt tím trợn thật lớn. Các ngươi muốn cướp đồ. Phốc. Hai vị điện hạ Sâm La Điện đều phải thổ huyết, rốt cuộc ai mới là kẻ đoạt đồ của người khác đây? Mèo mèo. Miêu Nhi đạm đạm biến thành một đạo bóng trắng, từ trong không khí lắc mình lóe lên, tốc độ của nó cũng nhanh vô cùng. Tức thì nó ngoạm nứt một vành tai của vị điện hạ đệ ngũ điện Sâm La Điện, đặt ở trong chén bạc rồi lại trở xuống dưới chân tiểu tà ma. Vành tai máu chảy đầm đìa bị Miêu Nhi cứ thế trực tiếp ăn. Công chúa La Phù có hơi kinh ngạc, con miêu này rốt cuộc có lai lịch gì? Nó lại có thể một kích cắn nứt vành tai của vị điện hạ đệ ngũ điện Sâm La Điện. Loại bản lĩnh này thì coi như là nàng, cũng chưa chắc có thể làm được. Vị điện hạ đệ ngũ điện Sâm La Điện nổi cơn thịnh nộ, hắn ôm vành tai đang không ngừng tuôn máu xuống má phải của mình, đôi mắt tựa như biến thành điện lôi, trực tiếp đánh tới trước đại môn miếu cổ. Hắn thể phải đánh chết tiểu tà ma và con miêu chết tiệt kia. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Một trận linh quang nổ mạnh, có bóng người xuyên qua không gian. Sau một hồi lâu, vị điện hạ đệ ngũ điện Sâm La Điện bị đánh bay đi ra ngoài, thân thể bay ngược mấy ngàn thước mới đứng vững lại được. Trông hắn có vẻ chật vật không chịu nổi, trang phục rách tung tóe, trên da đầy vết mèo cào, những giọt máu đang không ngừng lăn xuống. Trên mặt của hắn vẫn còn để lại dấu vết một bàn tay, chính là bị tiểu tà ma tát bay đi. Ai u, đau quá a, đau chết mất. Tiểu tà ma bưng bàn tay nhỏ bé máu chảy đầm đìa, đang không ngừng kêu đau, đau đến mức nó liền ngồi bệt ở trên mặt đất. Vị điện hạ đệ bát điện Sâm La Điện cũng xuất thủ, nhưng mà còn chưa kịp bước lên tịch thần phong, liền bị công chúa La Phù xuất ra hậu lệnh đánh bay. Hắn đã mất đi linh khí, nên căn bản là không ngăn được lực lượng của hậu lệnh. Soạt, Tô Quân hạ xuống trở về trước miếu. Hắn đã đánh bại Tiết Trường Tiếu và Lão Tam, đánh cho trọng thương. Cũng không lâu lắm, Yến Tử Vũ cũng mang theo trường thương máu chảy đầm đìa, bộ nho y trắng tinh trên người đều dính những giọt máu bắn vào. Hắn lại đứng ở trên đỉnh miếu cổ. Sâm La Điện cũng chỉ đến như vậy, nếu muốn so với Vạn Tượng Tháp chúng ta thì còn kém quá xa. Công chúa La Phù nói với vẻ lạnh buốt. Bảy vị điện hạ Sâm La Điện đều bị đánh cho đến vô cùng mất mặt, mỗi một người đều hoặc nhiều hoặc ít bị thương. Nếu muốn đánh cho bọn họ bị thương thì dễ dàng. Nhưng mà muốn giết chết bọn họ thì lại cực kỳ gian nan. Coi như là Tô Quân và Yến Tử Vũ, cũng phải trả giá rất lớn thì mới có thể giết chết bọn họ. Sắc mặt Tiết Trường Tiếu càng tái nhợt hơn, khóe miệng có vết máu, trầm giọng nói. Trong Sâm La Thập Điện, hai vị điện hạ cường đại nhất cũng không đến. Nếu như là bọn họ đến đây, các ngươi chưa chắc có thể chống đỡ được. Không sai, nếu như điện hạ đệ nhất điện xuất quan. Coi như là Yến Tử Vũ và Tô Quân thêm vào cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Một vị điện hạ Sâm La Điện khác lạnh giọng nói. Các ngươi chờ xem, không lâu sau, sẽ có đại nhân vật thế hệ trước đến đây. Phong Phi Vân là không có khả năng lưu danh trên thánh bia. Một vị bán bộ cự kình của Sâm La Điện chúng ta đã đang trên đường chạy tới đây, trước giữa ngày mai thì sẽ đến. Bảy vị điện hạ Sâm La Điện đều bị thương, nên cũng không lại ra tay công kích. Nhưng mà lại tỉnh không hề rời khỏi thánh hồ, chỉ thối lui đến một chỗ xa xa dưỡng thương. Lại có một vị bán bộ cự kình muốn đuổi đến. Sắc mặt Tô Quân và Yến Tử Vũ đều trở nên bắt đầu nghiêm túc. Bọn họ mặc dù có thể vô địch với thế hệ trẻ tuổi, nhưng mà so cùng bán bộ cự kình thì vẫn có chênh lệch không nhỏ. Mặc dù tu tiên giới có văn bản quy định rõ ràng, tu sĩ thế hệ trước không thể chủ động ra tay đối với tu sĩ thế hệ trẻ tuổi, nhưng đó là trong tình huống thông thường. Lưu danh thánh bia, chuyện này uy hiếp thật sự quá lớn,
đã đủ để dẫn tới tu sĩ thế hệ trước không tuân theo quy củ để nhanh chóng loại trừ hắn. Trong miếu cổ, linh khí càng ngày càng đậm đặc, toàn thân Phong Phi Vân đều bị linh khí bao bọc, khí tức trên người càng ngày càng cường đại. Từng đạo mệnh huyệt đang không ngừng nổ tung, bắn ra từng đạo hào quang. Dầm, dầm, dầm. Tòa mệnh huyệt thứ 281, mệnh huyệt thứ 282, mệnh huyệt thứ 283. Mỗi một tòa mệnh huyệt mở ra, lực lượng trên người liền cường đại hơn một phần. Đến lúc ánh bình minh xuất hiện, trên người của hắn đã có 300 đạo hào quang đang nở rộ, ánh sáng lóng lánh chói mắt tỏa ra từ trong miếu cổ, chiếu rọi bốn phương tám hướng. Có mấy vị cường giả tuyệt đỉnh Tô Quân và Vạn Tượng Tháp bảo vệ, một đêm này căn bản không có bất luận kẻ nào dám xông lên Tịch Thần Phong. Tất cả tu sĩ muốn loại trừ Phong Phi Vân cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Họ bị khí tức của tứ đại cường giả làm kinh động sợ hãi. Nhưng mà một cỗ nguy cơ kia lại tĩnh không hề biến mất, ngược lại càng ngày lại gần, khiến cho rất nhiều người đều có cảm giác bất an. Đến đúng giữa trưa, linh mang trong miếu cổ càng cường thịnh hơn, từng đợt linh khí bay lượn vần quanh, ùa vào tuôn ra trong thân thể Phong Phi Vân. Đan linh thạch trong hai tay Phong Phi Vân cũng đã bị hấp thu hơn phân nửa, thể tích của linh thạch từ to bằng nắm tay trở nên chỉ còn áng chừng bằng trứng chim bồ câu. Trong thân thể Phong Phi Vân đã mở ra 330 mệnh huyệt, trên đầu, ngực, hai tay, hai chân, lưng, dưới chân, lòng bàn tay cũng có mệnh huyệt được mở ra, toàn thân đều là đốm sáng. Có đại đạo thiên âm ngân nga ở trong thân thể Phong Phi Vân, vang vọng cả Tịch Thần Phong. Lại có âm thanh phượng hoàng gáy rõ ràng truyền ra, có một đám hỏa vân ngưng tụ trong không trung miếu cổ làm cho người ta có được cảm giác thần kỳ vô hạn. Trời hiện dị tượng. Hỏa vân và phượng hoàng gáy làm bạn, điều này khiến cho một mảnh xứ sở này đều sẽ phát sinh sự thay đổi đáng sợ. Chung quanh Thánh Hồ có không ít thiên tài tuấn kiệt, họ đều bị những gì chứng kiến tận mắt và nghe thấy làm cho kinh ngạc. Bọn họ có một loại dự cảm nếu như để cho Phong Phi Vân đột phá cảnh giới, rất có thể sẽ đánh bại Nạp Lan Hồng Đào, lưu danh trên Thánh Bia. Một khắc này tuyệt đối là có tính lịch sử, sẽ được ghi nhớ vào trong sách cổ. Ba chữ Phong Phi Vân này sẽ giống như đám người nữ đế và Phật Tàm Tử, muôn đời bất diệt. Lúc này đã là giữa trưa ngày hôm sau, tu sĩ đến càng ngày càng nhiều. Giáng lành chiếu khắp nơi, dị thú rít gào, hình như đã biến nơi đây thành một chốn thánh địa tu tiên phồn vinh. Một cỗ khí tức mênh mông cuồn cuộn không sao diễn tả nổi từ bầu trời phía nam thổi lại đây. Trên nửa bầu trời đều ngưng tụ những vòng xoáy linh khí, một bóng người mặc hắc bào hiện ra trên màn trời bên ngoài. Tô Quân, Yến Tử Vũ và Tiểu Tà Ma đều đã sớm phát giác ra người này. Có thể cảm nhận được trên người đối phương uy thế hào hùng, quả nhiên là một vị bán bộ cự kình. Cũng chỉ có bán bộ cự kình mới có được uy năng như thế. Đây sẽ là vị bán bộ cự kình nào của Xâm La Điện, chẳng lẽ đại nhân vật thế hệ trước cũng muốn xuất thủ? Tà khí trên người quá nồng nặc, nhất định là một vị lợi hại nào đó của Xâm La Điện, nhưng mà sợ hãi lọt vào sự trả thù của thần vương. Nên căn bản hắn không dám xuất hiện ra chân thân. Cũng không biết công tử Vô Hà, Yến Tử Vũ bọn họ, có thể ngăn cản công kích của cấp bậc bán bộ cự kình hay không. Khó khăn a, có thể tu luyện tới cảnh giới bán bộ cự kình, người nào không phải anh tài trong thế hệ, có trên trăm năm khổ tu, chỉ trong nháy mắt là có thể phá hủy thành trì. Một vị bán bộ cự kình của Xâm La Điện đã tìm đến, đứng ở trời cao ngoài mấy chục dặm. Một đôi mắt lạnh lẽo xuyên thấu qua màn sương mù, hắn phát giác ra dị tượng trên miếu cổ. Tu vi của Phong Phi Vân trở nên càng cường đại hơn. Hắn liền không hề nửa phần chần chờ nữa, một đạo hủy diệt chi quang đen nhánh được đánh ra. Đây là đại nhân vật cấp bậc bán bộ cự kình đang ra tay, không phải chuyện đùa. Nó làm cho người ta có một loại cảm giác trận hồng thủy vỗ vào làm vỡ đê, vẻn vẹn chỉ là một đạo hủy diệt chi quang mà đã có lực lượng hủy diệt tất cả. Yến Tử Vũ và Tô Quân cơ hồ đồng thời xuất thủ, hai người đều xuất ra pháp khí bổn mạng của mình, hai luồng linh mang bay thẳng về hướng lên bầu trời. Pháp khí bổn mạng của Tô Quân chính là một cái cung thất thải lưu ly, nó tản ra thất thải hào quang. Cây cung lớn tự động bị trương ra thành hình trăng tròn, phát ra âm thanh rộp rộp. Một mũi tên thất thải tự động sinh ra trên dây cung, nó kéo theo một cái đuôi dài hơn 10 trượng mà bay đi ra ngoài. Soạt! Thất thải mũi tên bắn ra hủy diệt chi quang. Pháp khí bổn mạng của Yến Tử Vũ đích xác là một khối ngọc thô trắng toát, hình dáng mũi rùi giống như một quả núi trắng nho nhỏ có ba đỉnh núi. Hai người đều là anh tài đứng đầu thế hệ trẻ tuổi,
hợp lực của hai người mới đủ sức chặn một đạo quầng sáng sát khí của bán bộ cự kình. Thật đúng là hậu sanh khảo ý, lại có thể ngăn cản một kích của ta. Nhưng mà các ngươi vẫn còn rất trẻ tuổi. Vị bán bộ cự kình cưỡi trên đám mây đen mênh mông chợt quát lớn. Các ngươi không ngăn được ta, tốt nhất hãy tránh sang một bên, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Bán bộ cự kình chợt quát một tiếng, âm thanh tựa như thiên lôi nổ vang ở trong không khí, nện cho rất nhiều tu sĩ đều bị chấn động mà ngã xuống đất. Tu sĩ thế hệ trước lại ra tay đối với thiên tài thế hệ trẻ tuổi, chẳng lẽ cũng không sợ vạn tượng tháp trả thù. Yến Tử Vũ đứng nổi bật không sợ hãi, nhìn chăm chú vị bán bộ cự kình trên trời cao. Hừ, các ngươi quá ngây thơ rồi. Phong Phi Vân hiện tại có giá trị đã vượt qua một vị cự kình. Chỉ cần có thể giết chết hắn, coi như bồi thường tính mạng một vị cự kình đều là đáng giá. Vị bán bộ cự kình nói với giọng mỉa mai. Vị bán bộ cự kình nói những lời cũng không có nửa phần giả dối. Thiên phú bẩm sinh của Phong Phi Vân thật sự rất đáng sợ, rất có thể đã cao hơn Nạp Lan Hồng Đào một vạn năm, thành tựu trong tương lai quả thực vô phương lường được. Nhất định phải loại trừ hắn từ trong nôi. Nếu không mấy chục năm sau, một vị cao thủ vô địch sẽ xưng vương một thời đại, không ai có thể đủ sức ngẩng đầu lên ở trước mặt của hắn. Rất nhiều thế lực tu tiên cũng không nguyện thấy phát sinh chuyện như vậy. Dầm, dầm, dầm. Ở trong miếu cổ, trên người Phong Phi Vân lại có thêm ba tòa mệnh huyệt được đột phá vào. Đột ngột xuất hiện thêm ba đạo hào quang, khí tức trên người càng cường thịnh hơn. Đã mở ra 335 tòa mệnh huyệt. Khi đi bước một dảo bước tiến lên về hướng đỉnh núi, mỗi một bước đều đi khá gian nan. Không đủ sức cũng phải cố. Vị bán bộ cự kình này xuất ra một cây thanh đồng bán nguyệt nha dài chừng hơn 10 trượng. Nó quay tít ở trong không khí đánh bay thất thải lưu ly cung và ngọc thô linh sơn. Yến Tử Vũ và Tô Quân đều bị đánh đến bay ngược trở về, sắc mặt trở nên trắng bệch. Bán bộ cự kình lại xuất thêm ngay cả linh khí. Căn bản không phải tu sĩ thế hệ trẻ tuổi bọn họ có khả năng chống đỡ được. Thanh đồng bán nguyệt nha bay qua bên người bọn họ, phóng về hướng miếu cổ. Tiểu tà ma muốn lấy trích tinh thuật đoạt lại đây, nhưng mà lực lượng trên thanh đồng bán nguyệt nha thật sự quá mạnh mẽ, khiến cho trên tay nàng bị cắt ra một vết rách chảy máu, đau đến mức nàng ngồi trên mặt đất, nước mắt chảy ra ròng ròng. Soạt! Công chúa La Phù bay ra từ trong bát bộ long xa. Nàng đứng ở trước cửa miếu cổ. Cầm trong tay hậu lệnh. Người mặc kim y giống như một vị nữ đế, hồi lâu bất động. Rồi nàng vung tay lên, hậu lệnh bộc phát ra một cơn gió giật màu vàng, nó đánh bay thanh đồng bán nguyệt nha đi ra ngoài. Dầm! Lực lượng của thanh đồng bán nguyệt nha đều đã bị ba người phía trước triệt tiêu hơn phân nửa, nên công chúa La Phù mới có thể ngăn cản nó. Bằng không cho dù có hậu lệnh trong tay thì nàng cũng chưa chắc có thể chống đỡ được một kích của bán bộ cự kình. Công chúa La Phù! Làm như vậy đối với ngươi không có lợi. Bán bộ cự kình lên tiếng có hơi kiêng kỵ. Thân phận của công chúa La Phù thật sự rất cao, coi như là nhân vật cấp bậc bán bộ cự kình đều không muốn đắc tội nàng. Đắc tội nàng chính là đắc tội Tấn Đế, thử hỏi tại thần Tấn Vương Triều lại có mấy người dám đắc tội Tấn Đế. Ai nói cho ngươi đối với ta không có lợi? Công chúa La Phù khí thế ép người, nàng vốn có long hoàng khí. Quả thực so sánh khí thế bán bộ cự kình thì còn muốn bá đạo hơn. Công chúa La Phù đứng ở trước miếu cổ, làm cho người ta e sợ ném chuột vỡ đồ. Giết Phong Phi Vân thì có khả năng, nhưng mà nếu như đả thương công chúa La Phù, trách nhiệm này là quá lớn. Ngay cả điện chủ Xâm La Điện đến đây thì đều phải cẩn thận suy nghĩ một phen. Ầm, 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 ầm. Một quả ấn hình bàn chân thật lớn từ phía trên tầng mây hạ xuống. Bóng đen khổng lồ tựa như một quả núi cao. Một cái trưởng ấn hình bàn chân này tới rất đột nhiên, hơn nữa khí tức rất chính trực. Nó mang theo khí lạnh, từng đạo khí lưu bắt đầu khởi động thổi xuống. Lại có vị bán bộ cự kình thứ hai xuất thủ. Vị bán bộ cự kình thứ hai này lại là đến từ một chốn nào? Âm thầm thì rốt cuộc có bao nhiêu hung nhân thế hệ trước? Có vị cự kình thứ hai xuất thủ, cũng rất có thể sẽ có cự kình thứ ba, vị cự kình thứ tư. Trừ phi thần vương chạy tới, Phong Phi Vân hôm nay rất khó giữ được mạng sống. Người xuất thủ thật sự rất đột nhiên, đánh cho người ta không hề đề phòng. Mái ngói của miếu cổ đều bắt đầu lăn xuống, rơi loảng xoảng xuống trên mặt đất. Những dấu vết do tiên hiền lưu lại hình như đều bị một quả ấn hình bàn chân thật lớn đè vỡ vụn. Liền tại lúc tất cả mọi người cho là Phong Phi Vân hẳn phải chết không nghi ngờ,
quả ấn hình bàn chân thật lớn trên màn trời kia bị người ta đánh nát. Dầm! Cũng không phải bất cứ người nào trong số Tô Quân, Yến Tử Vũ, công chúa La Phù, tiểu tà ma xuất thủ. Không ai thấy rõ rốt cuộc là người nào đã phá vỡ một kích của bán bộ cự kình. Có thể phá vỡ một kích của bán bộ cự kình, xác định vững chắc chính là cường giả tuyệt đỉnh. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ trên bầu trời truyền đến. Là ngươi! Phịch! Khí tức bán bộ cự kình như thủy triều chợt biến mất. Trong một trận mưa máu, một khối thi thể bán bộ cự kình rơi từ bầu trời, nện xuống ở trên mặt đất đã đập vỡ một tảng đá lớn ngàn cân. Có người đã giết chết một vị bán bộ cự kình, thế này. Quả thực rất khó có thể tin nổi. Rốt cuộc là người phương nào ra tay, chẳng lẽ thật sự là thần vương chạy đến? Không! Không có khả năng là thần vương. Thần vương là cỡ nhân vật thế nào? Nếu như chạy tới, nhất định sẽ mạnh mẽ ra mặt, không có khả năng giấu đầu lòi đuôi giống như hiện tại. Yến Tử Vũ và công chúa La Phù liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đã có suy đoán, chẳng lẽ là nàng? Vị bán bộ cự kình bị chết này, lại là lão nhân của gia tộc Bắc Minh. Yến Tử Vũ ngồi xổm người xuống, lấy từ trên người một khối tử thi ra thiết lệnh của gia tộc Bắc Minh. Bán bộ cự kình lại đều chết ngay tại chỗ, bị nhân vật thần bí giết chết. Theo tình hình xem ra, là có cao thủ đang bảo vệ Phong Phi Vân. Trong miếu cổ linh mang càng thêm dày đặc, nhiều nhất còn cần một canh giờ là Phong Phi Vân liền có thể hấp thu hoàn đan linh thạch. Cho dù là ai, hôm nay đều không ngăn cản được Phong Phi Vân đi xuống Hoàng Tuyền Lộ. Vị bán bộ cự kình của Sâm La Điện lại ngưng tụ thanh đồng bán nguyệt nha lần nữa, ngưng tụ lực lượng toàn thân rồi hung hãn đánh ra. Lực lượng linh khí bị hoàn toàn dẫn động, nửa bầu trời đều ánh thành màu xanh, trực tiếp đánh về hướng Tịch Thần Phong, muốn nện sụp đổ cả quả núi cao. Ầm, 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 ầm. Một bóng người toàn thân bị hỏa diễm bao bọc xuất hiện ở giữa không trung, hắn vươn một bàn tay hỏa diễm thật lớn đánh bay thanh đồng bán nguyệt nha trở về, nện cho vị bán bộ cự kình Sâm La Điện đều đột nhiên lui về phía sau vài trăm thước. Người thần bí kia rốt cục hiện thân, là Nam Cung Hồng Nhan. Một người giật mình la lên thành tiếng. Hồng Loan Hỏa Thường chính là dấu hiệu của Nam Cung Hồng Nhan. Hỏa Thường xuất hiện, như vậy người bị bao bọc trong hỏa diễm liền nhất định là đệ nhất thiên hạ mỹ nhân Nam Cung Hỏa Diễm. Mặc dù không ai có thể thấy rõ tiên nhan tuyệt thế trong hỏa diễm, nhưng mà lại có thể tưởng tượng, mỹ nhân đệ nhất thiên hạ tuyệt đối không phải chỉ có được hư danh. Phong Phi Vân muốn xông vào thánh bia, không nghĩ tới lại thu hút cả mỹ nhân đệ nhất thiên hạ đến đây. Ngươi biết cái gì, Phong Phi Vân có nguy nan, Nam Cung Hồng Nhan không có khả năng không xuất hiện. Người đời đều lan truyền nàng chính là một nữ nhân máu lạnh tàn nhẫn, nhưng mà đối với Phong Phi Vân cũng là nặng tình nặng nghĩa. Ầm, 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 ầm. Trong miếu cổ, một đạo bóng trắng phóng lên cao, mang theo một âm thanh gầm rú vang lên đi xa ngàn dặm. Phong Phi Vân tư thế oai hùng rắn giỏi, trên người có 341 tòa mệnh huyệt được mở rộng. Hắn đứng ở trên đỉnh núi cao nhất, chắp hai tay sau lưng, mái tóc dài trên đầu xõa xuống vai, hai mắt giống như biển rộng không lường được. Sau khi hoàn toàn luyện hóa đan linh thạch, hắn đã xuất quan. Một con sông thiên hà trôi nổi trên đỉnh đầu ầm ầm sóng dậy. Những cơn sóng thần không dứt, rất giống sông Hằng Hà kết từ 10 ức vì sao trên màn trời. Lại có một con long mã ở trong thiên hà đang nhìn trời mà rít gào. Trên bờ thánh hồ tu sĩ quá nhiều. Ai nấy đều nhìn về phía vị trí trên đỉnh núi mà rung động không sao diễn tả nổi. Khí thế này quả thực rất khổng lồ, chẳng lẽ Phong Phi Vân vẫn còn là cảnh giới thần cơ đại viên mãn sao? Ánh mắt Phong Phi Vân nhìn về thánh bia ở trung tâm thánh hồ, hắn mang theo một cỗ chiến ý hừng hực, lưu danh thánh bia đã là cái gì? Chẳng qua chỉ là chiếm được một chút số mệnh thôi. Bởi Phong Phi Vân xem ra, chiến thắng loại nhân vật thần thoại như Nạp Lan Hồng Đào này, ý nghĩa càng quan trọng hơn. Phong Phi Vân rốt cục xuất quan, hắn còn chưa bước vào trong thánh hồ, liền lại có hai vị chính là nhân vật cấp bậc bán bộ cự kình xuất thủ, chỉ muốn tại thời khắc cuối cùng thì loại trừ được hắn. Đây là hai lão thi người mặc tử bào, trên đỉnh đầu trôi nổi thi phù màu tím, đều là có chiến lực có thể so với bán bộ cự kình. Chúng đều muốn triển khai sát phạt mạnh nhất trước khi Phong Phi Vân xông vào thánh bia. Vị bán bộ cự kình của Sâm La Điện cũng xuất thủ, thanh đồng bán nguyệt nha lại lần nữa xuất ra. Đồng thời khởi xướng công kích về hướng Phong Phi Vân. Lực lượng của ba vị cự kình này làm cỏ cây đều bị chấn áp thành phấn vụn, khiến đá tảng đều bị nghiền nát.
trên mặt đất đều bốc lên ngọn lửa hừng hực, đặc biệt dọa người. Nhưng mà ba người lại đều bị một đám hỏa diễm ngăn cản. Một người toàn thân đều bị hỏa diễm bao trùm kia đã đánh nhau cùng ba vị bán bộ cự kình, mọi người bay lên tầng mây, biến mất giữa trời cao. Phong Phi Vân biết thời gian khẩn cấp, thân hình vừa động liền trực tiếp biến mất đỉnh núi Tịch Thần Phong, xuất hiện ở dưới thánh bia. Cùng lúc đó, trên thánh bia tỏa ra hào quang vạn đạo, bốn chữ cổ nạp lan hồng đào di chuyển trên thân bia xuất ra ánh sáng lóng lánh chói mắt, rồi biến thành bóng người cao lớn nguy nga kia. Tất cả tu sĩ giờ phút này đều bắt đầu hết sức chăm chú. Mặc dù rất nhiều người đều không mong muốn Phong Phi Vân đánh bại nạp lan hồng đào, nhưng mà trong lòng đã có một tia chờ mong. Dù sao ai đều muốn chứng kiến thời khắc lịch sử sinh ra. Phong Phi Vân đứng trên mặt hồ, tâm tình cực kỳ bình tĩnh, trong mắt hiện rõ sự sắc sảo, có một sự tự tin đã đánh là thắng. Nhưng mà hắn cũng không hề vội vã xuất thủ, mà đang âm thầm tích lực, làm tăng lên chiến ý trên người. Giao chiến với một đối thủ như Nạp Lan Hồng Đào, nhất định phải để cho chính mình đạt tới trạng thái đỉnh cao nhất. Chỉ hơi có sai lầm thì sẽ bị thua, thậm chí mất mạng. Phong Phi Vân ra tay trước, không có bất cứ màu mè gì, nện trực tiếp chính là công kích mạnh nhất. Tất cả thủ đoạn đều cơ hồ đánh ra trong cùng một lúc. Pháp thuật như nước lũ, bao trùm cả thánh hồ. Một đạo dấu vết của Nạp Lan Hồng Đào kia cũng đánh ra lực lượng mạnh nhất. Vừa mới khai chiến, cũng đã tiến vào trạng thái quyết liệt, toàn bộ đều là lực lượng mạnh nhất va chạm nhau. Ngay cả đánh nhau có tính chất thăm dò thì đều không cần, hiện tại thứ mà bọn họ muốn chỉ là thắng bại. Mặc dù bán bộ cự kình giao chiến càng khủng bố và hùng tráng hơn, nhưng mà hiện tại tất cả tu sĩ lại đều đưa ánh mắt chú ý tới trung tâm thánh hồ. Sóng nước trong thánh hồ hóa thành băng, rồi lại bị luyện hóa thành hơi nước. Rốt cuộc Phong Phi Vân có thể đánh bại Nạp Lan Hồng Đào cùng cảnh giới hay không? Ánh mắt mỗi người cũng không dám chấp lấy một phen, chỉ sợ chấp một cái là sẽ bỏ qua cuộc tranh giành đặc sắc nhất. Phá cho ta! Một tiếng giống to của Phong Phi Vân truyền đến từ vị trí trung tâm thánh hồ. Xèo xèo! Những tiếng xé rách do bị lực lượng đột phá vào vang lên, hào quang trắng lóa chói mắt như muốn đều phải chọc mù con mắt người ta. Bóng dáng Nạp Lan Hồng Đào cuối cùng vỡ vụn. Tựa như thần tượng thật lớn kia bị người đánh bại. Từng đạo vết dạn xé nát thân thể, mây khói quanh thân đều tan đi. Trên thánh bia, cái tên cứng cáp mạnh mẽ kia bắt đầu trở nên mơ hồ, dấu vết trở nên mờ nhạt đi, cuối cùng biến mất trên thánh bia. Phong Phi Vân, không ngờ có thể đánh bại Nạp Lan Hồng Đào, tại cùng cảnh giới đánh bại một nhân vật thần thoại. Mặc dù rất nhiều người đều dự cảm điều sẽ phát sinh, nhưng mà thật sự đúng lúc phát sinh thì lại đều kích động đến run rẩy. Dù sao ý nghĩa đại biểu phía sau thật sự quá lớn, loại lực rung động này không thua gì vị thần trong lòng mình bị đánh bại. Chỉ cần Phong Phi Vân khắc được tên húy của mình trên thánh bia là có thể sẽ được thánh bia chiếu cố số mệnh, trở thành là kiêu hùng tối cao thời đại này hắn chính là vai chính, không người có khả năng nghĩ đến việc so sánh với hắn. Thánh bia cao chừng 33 trượng tựa như một tòa núi nhỏ. Bên ngoài có một tầng hộ quang bao bọc. Nếu như không thể đánh bại dấu vết của tiên hiền trên thánh bia, thì cho dù là cự kình đều không thể phá vỡ vầng sáng bảo vệ. Đứng ở phía dưới thánh bia, trong lòng Phong Phi Vân suy nghĩ lại thực sự không phải là đi khắc tên mình trên thánh bia. Bởi hắn xem ra rốt cuộc có một loại cảm giác lập bia cho mình. Hắn càng quan tâm hơn chính là mối liên lạc giữa những hoa văn trên đỉnh chóp thánh bia này và ở tế đàn từ thuở xa xưa trên đỉnh núi Bán Đạp Sơn. Hoa văn trên đỉnh chóp thánh bia tại chỗ cao thì vô phương thấy rõ, nó bị vầng sáng bảo vệ che mất. Có lẽ phải đi vào bên trong vầng sáng bảo vệ thì mới có thể tìm ra một chút đầu mối. Ầm ầm ầm. Trên vầng sáng bảo vệ thánh bia có một kẽ nứt đang mở ra, tựa như một khe cửa chật hẹp. Như thể vừa mới mở ra liền lại muốn lập tức bế quan. Nhất định phải xông vào đó trước khi thánh bia bế quan. Phong Phi Vân vừa định xông vào, đột nhiên một đạo xé gió lợi hại từ phía sau truyền đến, tốc độ quả thực nhanh hơn một phân. Mặc dù là Phong Phi Vân thi triển ra luân hồi tật tốc thì vẫn thiếu chút nữa bị chèn ép. Ầm ầm ầm. Một đạo hào quang vàng chói lướt qua bên người Phong Phi Vân, nó đụng vào Phong Phi Vân là hắn bay ra hơn 10 trượng. Là một chiếc cổ xa. Không, là bát bộ long xa. Phong Phi Vân, ngươi cho là bổn công chúa thật tâm giúp ngươi như vậy sao? Chẳng qua chỉ là đang lợi dụng ngươi.
cho dù là ngươi chiến thắng Nạp Lan Hồng Đào thì đã làm sao? Chẳng qua chỉ là làm áo cưới cho ta mà thôi. Công chúa La Phủ khống chế bát bộ long xa, nàng đang quất 8 con long hồn màu vàng phóng tới. Trong nháy mắt cũng đã lọt vào trong vầng sáng bảo vệ thánh bia. Trong thiên hạ, cũng chỉ có tốc độ của bát bộ long xa mới nhanh như vậy. Một ngày là có thể chạy ngang dọc cả thần tấn vương triều, coi như là cự kình đều không đuổi kịp bát bộ long xa. Cũng chính bởi vì vậy, nên công chúa La Phù mới có thể trong khoảnh khắc nháy mắt vầng sáng bảo vệ mở ra đã đoạt được tiên cơ mà xông đi vào. Mẹ, nữ nhân ti tiện, người còn chưa lấy chồng mà đã dám mặc áo cưới của ta. Phong Phi Vân bị chọc tức đến ma huyết sôi sùng sục, bóng dáng vừa động thì trước một khắc khi mà hồ quang hé ra bế quan, đã kịp thoát hiểm trong đường tơ kẽ tóc mà xông đi vào. Tu sĩ ở bên ngoài xem ra, sau khi xông vào vầng sáng bảo vệ thánh bia, bát bộ long xa và Phong Phi Vân liền biến mất không thấy tăm tích đâu nữa. Căn bản không thấy được bóng hình của bọn họ. Công chúa La Phù suy tính thật sự sâu, chỉ cần vầng sáng bảo vệ thánh bia mở ra, thì nàng đều có thể khống chế bát bộ long xa xông vào trước một bước. Nàng lợi dụng cũng không phải một mình Phong Phi Vân, mà tất cả tu sĩ ở đây đều bị nàng lợi dụng. Hẳn đây là nàng muốn lưu danh trên thánh bia, sẽ được thánh bia chiếu cố số mệnh, sau này đi lên địa vị nữ đế liền càng cực kỳ hợp lệ hơn. Chỉ tiếc Phong Phi Vân liều chết liều sống chiến thắng Nạp Lan Hồng Đào, lại là làm áo cưới cho người khác. Tất cả tu sĩ bên bờ thánh hồ đều vây quanh lại đây. Mọi người đứng ở bờ thánh hồ, nhìn thánh bia ở trung tâm hồ, ai nấy đều đang chờ đợi kết quả. Xem hai người Phong Phi Vân và công chúa La Phù đều xông vào vầng sáng bảo vệ thánh bia, rốt cuộc ai có thể lưu danh trên thánh bia. Công chúa La Phù xông vào trước một bước, hơn nữa tu vi của nàng so sánh Phong Phi Vân thì mạnh hơn, cho nên cơ hội của nàng hẳn là phải lớn hơn nhiều lắm. Phong Phi Vân xông vào vầng sáng bảo vệ, thánh bia trước mắt và thánh bia nhìn từ bên ngoài có khác biệt rất lớn. Đây là một không gian độc lập, không gian thuộc về thánh bia. Thánh bia vốn cao gần 33 trượng, hiện tại trở nên càng cao lớn hơn. So sánh với quả núi cao vạn thước thì đều phải khổng lồ hơn. Nó có một cỗ khí tức khiếp người, cứ tự nhiên mà phát tán ra ngoài, làm cho người ta không nhịn được phải vái lại thánh thần. Cái này căn bản chính là một quả núi thật lớn màu trắng. Vách núi có những độ cao không giống nhau, nó có những bóng người trôi nổi, trên người tỏa ra hào quang trắng lóa hoàn toàn bất động, trông có vẻ thần thánh mà trang nghiêm. Bọn họ đều là những người bảo vệ ngọn núi này. Dưới chân núi, trong một vùng đá tảng ngổn ngang, có một đồng tử môi hồng răng trắng đang trôi nổi tại một nơi cao 3 thước, trông hắn tựa như tiên đồng đi ta từ bên trong bức họa. Thân thể hư ảo, ánh mắt thành kính ngoan đạo nhìn chăm chú đỉnh chóp quả núi. Phong Phi Vân tâm tình nặng nề, hắn nhìn bóng người nửa trong suốt này. Hắn còn nhớ đây là đích xác người giữ ải linh dẫn sơ kỳ của thánh bia, tên gọi là Kỳ Tát Lãnh. Kỳ Tát Lãnh đã lưu lại tên húy trên thánh bia vào lúc linh dẫn sơ kỳ, cũng từng là một thiên kiêu, người thời Hán gọi thiền vu của Hung Nô là thiên kiêu vô thượng của thời đại. Nhưng mà ánh mắt của hắn giờ phút này, cũng không biểu hiện ra sự kiêu căng ngạo mạn giống như trên thánh bia. Ngược lại còn bị một cỗ lực lượng áp chế được nên trông có vẻ cực kỳ khiêm tốn. Tiếp tục đi về hướng phía trước, cũng không lâu lắm liền gặp phải người giữ ải linh dẫn trung kỳ. Đây là một tiểu nữ đồng, bé gái, nếu so sánh tiểu tà ma thì tuổi đều phải nhỏ hơn. Nàng cũng từng lưu danh trên thánh bia, tên gọi là Hoa Thanh Giao. Ánh mắt của nàng cũng tựa như Kỳ Tát Lãnh, đều là mặt hướng lên đỉnh núi, cực kỳ khiêm tốn giống như kẻ hành hương. Tiếp tục đi về hướng phía trước, liền gặp được người giữ ải tại các ải linh dẫn đỉnh cao, tiên căn sơ kỳ, tiên căn trung kỳ, tiên căn đỉnh cao, thần cơ sơ kỳ, thần cơ trung kỳ. Mỗi một người đều chính là nhân vật vang dội cổ kim, có tên trên thánh bia bất diệt, được ghi vào sử sách. Nhưng mà Phong Phi Vân lại không thấy được một tia nhuệ khí trên người của bọn họ, ngược lại có một loại cảm giác đó là người hầu bị người ta thuần phục. Loại cảm giác này khiến cho Phong Phi Vân cảm thấy hơi khó có thể tin nổi, cũng có chút e dè và sợ hãi. Không phải chứ, nhất định sẽ không. Bọn họ đều là những người ưu tú nhất tại mỗi một cảnh giới, kiêu ngạo bẩm sinh, thiên tư đáng kinh ngạc. Không có khả năng có người có thể đều khuất phục tất cả bọn họ. Phong Phi Vân cảm giác rằng chính mình đang sinh ra ảo giác. Tiếp tục tiến lên, dưới một vách núi hắn gặp người giữ ải thần cơ đỉnh cao, Long Khương Linh. Đây chính là một vị nữ đế duy nhất từ lúc thần tấn vương triều khai triều tới nay, vô địch một thời đại.
Tại thời đại đó, thánh uy của nàng áp chế làm cho quần hùng phải quỳ mọp vái lạy. Nữ đế là nhân vật như vậy, mấy ngàn năm cũng không chắc xuất hiện một người thứ hai. Phong Phi Vân thấy hư ảnh của Long Khương Linh, thân thể bán trong suốt, đang đứng ở dưới vách núi, vẫn không nhúc nhích, cũng không có nửa phần uy áp và đế vương khí. Bát bộ Long Xa cũng dừng ở bên cạnh nữ đế, công chúa La Phù vẻ mặt đờ đẫn đang đứng ở bên cạnh nữ đế, vô phương đón nhận sự thật nhìn thấy trước mắt. Phong Phi Vân cũng không cách nào đón nhận, một đời nữ đế, chính là nhân vật vang dội cổ kim như thế nào, không ngờ nay lại cũng thành kính ngoan đạo nhìn về phương hướng đỉnh núi, điều đó làm cho người ta cảm giác, phảng phất nàng đều sắp phải quỳ xuống. Đây là một loại cảm giác bị lường gạt, làm cho không người nào có thể đón nhận. Ha ha! Công chúa La Phù nở nụ cười cay đắng. Tên lường gạt, tên lường gạt. Phong Phi Vân đứng ở phía dưới cách đó không xa, liền nói. Muốn có được thánh bia chiếu cố số mệnh, luôn cần phải trả giá đắt, trời cao nào bỗng đột ngột có chuyện nhân bánh rơi xuống. Ngươi có ý gì? Công chúa La Phù trên mặt vẫn dùng một cái khăn màu vàng che đi, trong mắt tràn đầy vẻ uy nghiêm, trên người mặc kim bào lộng lẫy, ung dung đẹp đẽ quý giá. Rõ ràng nàng mới chỉ có 19 tuổi, nhưng lại làm cho người ta có một loại kinh nghiệm đã từng trải lão luyện. Nếu muốn lưu danh trên thánh bia, phải lưu lại đó một tia linh hồn của chính mình. Phong Phi Vân nói với ánh mắt nghiêm trang. Tri thức Phong Phi Vân thu được qua sự từng trải rộng như thế nào, xưa nay hắn đã chứng kiến vô số chuyện quỷ dị, nhưng giờ phút này cũng không tránh nổi có hơi băn khoăn. Lưu lại một tia linh hồn. Công chúa La Phù lầu bầu nói. Chẳng lẽ vì lưu danh thánh bia, chính là lưu lại một tia linh hồn, tương tự chính mình bán đứng một tia linh hồn cho thánh bia, do đó chiếm được sự chiếu cố số mệnh của thánh bia, trở thành một anh tài tối cao của thời đại. Điều này mặc dù có vẻ rất khó có thể tin nổi, nhưng mà cũng là giải thích duy nhất. Kỳ thật, giờ này khắc này làm phức tạp trong lòng Phong Phi Vân và công chúa La Phù nghi hoặc lớn nhất là vẻn vẹn chỉ là thánh bia sao. Phong Phi Vân nhìn chăm chú công chúa La Phù mà hỏi. Ngươi còn muốn lưu danh trên thánh bia? Trong mắt của công chúa La Phù hiện lên một sự giằng co, đây là một loại lựa chọn gian nan. Lưu danh thánh bia dễ như trở bàn tay, nhưng mà sau khi lưu danh thì lại phải dâng lên một tia linh hồn. Đối với những người khác mà nói, đừng nói là dâng lên một tia linh hồn, coi như là trao hết tính mạng đều cũng nguyện ý. Có điều là đối với nữ nhân kiêu ngạo như công chúa La Phù mà nói, cái này cũng là sánh ngang với việc muốn lấy mạng của nàng, nên còn phải gian nan. Có khả năng tưởng tượng, những người đã đạt tới danh xưng tiên hiền đó, vào lúc đưa ra sự lựa chọn như vậy, e rằng tâm tình cũng giống như công chúa La Phù giờ phút này. Bởi cũng không ai biết, sau khi gửi một tia linh hồn ở lại chỗ này, tương lai sẽ gặp phải ách khó khăn như thế nào. Đối với cường giả chân chính mà nói, đều không mong muốn giao tánh mạng của mình để cho người khác nắm giữ ở trong tay. Công chúa La Phù cắn chặt hàm răng rồi nói. Thế giới này vốn là một tòa kim tự tháp, mỗi người đều nhất định có chỗ để dựa vào, không có khả năng hoàn toàn dựa vào một người là có thể tranh được cả thiên hạ. Lưu một tia linh hồn ở chỗ này, cũng không phải là làm hỏng. Phong Phi Vân từ chối cho ý kiến mà chỉ hỏi. Ngươi đã quyết định, chỉ cần có thể lưu danh trên thánh bia, là có thể có được số mệnh của thánh bia, càng có thể có được vô số người ủng hộ. Khi đó việc đi lên địa vị nữ đế sẽ là ở trong tầm tay. Mắt nhung của công chúa La Phù cũng gần giống đôi mắt của Nam Cung Hồng Nhan, đều rất đẹp. Chỉ là trong ánh mắt của nàng lại sinh ra sát ý. Phong Phi Vân tự nhiên nắm bắt được sát ý trong mắt của nàng. Đây không phải là nàng sợ Phong Phi Vân tranh giành sự lưu danh trên thánh bia, mà là ý nghĩ muốn giết người diệt khẩu. Nàng không muốn cho bất luận kẻ nào biết được tình cảnh thật sự trong thánh bia, chỉ cần loại trừ Phong Phi Vân ở chỗ này. Như vậy người đời sẽ không thể biết nàng đã dâng hiến một tia linh hồn cho thánh bia. Chuyện này, đối với tương lai đăng cơ nữ đế của nàng có quan hệ rất lớn. Nàng không cho phép phát sinh chút xíu lỗi lầm. Soạt, Phong Phi Vân triển khai luân hồi tật tốc, trong tích tắc đã lướt ngang đến hơn trăm trượng. Còn vị trí hắn vừa mới đứng bị một đạo linh mang đánh thành một cái hố to. Thoát được rất nhanh. Công chúa La Phù mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng mà Tịnh không để ý quan tâm đến. Bởi nàng cho rằng muốn giết chết Phong Phi Vân cũng không phải một việc khó. Nàng lại ra tay lần nữa, liên tiếp đánh ra 9 chưởng với lực lượng long hổ. Nhưng mà lại cũng vẫn không hề đánh trúng Phong Phi Vân. Tốc độ của hắn,
so sánh với trong tưởng tượng của nàng thì nhanh hơn nhiều. Bóng dáng của Phong Phi Vân đã biến thành làn gió, coi như với thị lực của công chúa La Phù thì cũng chỉ có thể thấy được một hình ảnh mờ nhạt của hắn. Tốc độ quả thực so sánh tốc độ của nàng thì còn nhanh hơn nhiều. Công chúa Điện Hạ, đối với ta thì việc ai làm chủ nhân tương lai của thần tấn vương triều, đều cũng không có hứng thú chút nào. Đối với ta ngươi có địch ý quá lớn. Âm thanh của Phong Phi Vân cực kỳ mờ ảo, tựa như tiếng gió lưu động trong không khí. Công chúa La Phù đứng ở nơi đó, yểu điệu mà nghiêm trang thần thánh, thật giống như một vị nữ vương nghìn đời. Nàng cười lạnh nói, trừ phi ngươi chết, nếu không trong lòng ta trọn đời sẽ khó an tâm. Nhưng mà ngươi hôm nay lại nhất định không giết được ta. Phong Phi Vân cười lạnh nói, tốc độ của Bát Bộ Long Xa đương nhiên đủ truy theo được Phong Phi Vân. Nhưng mà, do có thánh bia áp chế nên linh khí căn bản không phát huy ra được uy lực. Bát Bộ Long Xa cũng là linh khí, tốc độ cũng bị áp chế, nên căn bản không đuổi kịp luân hồi tật tốc của Phong Phi Vân. Công chúa La Phù tự nhiên cũng biết điểm này. Hừ, Phong Phi Vân, nếu như ngươi dám đi ra bên ngoài nói lung tung, ta dám cam đoan, ngươi không sống quá 3 ngày. Công chúa La Phù hừ lạnh một tiếng, sau đó đi lên Bát Bộ Long Xa. Nàng cưỡi Long Xa liền đã lao nhanh xuống núi, bay ra khỏi vầng sáng bảo vệ của thánh bia. Bóng dáng Phong Phi Vân hiện ra, ánh mắt sâu lắng nhìn theo phương hướng công chúa La Phù rời đi, khóe miệng hiện lên nụ cười. Hắn hơi liếc mắt nhìn về vách đá cách đó không xa. Một người nữ nhân uyển chuyển mặc áo vàng đang trôi nổi ở nơi này, thân thể bán trong suốt. Đây là công chúa La Phù lưu lại một tia linh hồn. Lúc này vẫn là Phong Phi Vân lần đầu tiên tận mắt đánh giá dáng người của công chúa La Phù. Không hổ là mỹ nhân xếp hạng trong 5 bậc hàng đầu của thần tấn vương triều, trước lồi sau vểnh, vòng eo mảnh mai. Nàng vẫn còn cực kỳ trẻ tuổi, trên vành tai trắng nõn có đeo một chuỗi tua rua hoa tai màu bạc. Vẻ duyên dáng làm cho người ta mê muội, cái cổ tinh tế mà trắng nõn, như một con thiên nga trắng kiêu ngạo. Có một vẻ gian xảo và tùy hứng của thiên nữ hoàng gia, nhưng nhiều hơn cũng là một loại thông minh nhìn xa trông rộng. Nó cho người ta một loại cảm giác sâu không lường được. Một cảm giác vô phương hiểu rõ. Nhưng mà giờ phút này, một tia linh hồn này lại cũng giống như linh hồn của các tiên hiền khác, đều đã mất đi sự kiêu ngạo và thần sắc. Thứ được lưu lại chỉ có một vẻ khiêm tốn, khi nhìn lên vị trí đỉnh chóp bia. Vận mệnh hẳn là nắm giữ ở trong tay chính mình, ta cũng muốn nhìn rốt cuộc là một dạng lực lượng gì mà muốn khống chế vận mệnh của người khác. Trong ánh mắt của Phong Phi Vân mang theo một vẻ kiên định, hắn nhìn ra đỉnh thánh bia xa xa. Nhưng mà trong ánh mắt của hắn lại cũng vẫn có vẻ quả cảm và bất khuất. Hắn đi bước một về hướng tới đỉnh thánh bia. Các tu sĩ tụ tập ở bên thánh hồ, toàn bộ nhìn về phương hướng thánh bia đang chờ đợi kết quả. Trên thánh bia, một mảnh hào quang vàng rực chói mắt lóe ra. Có 3 chữ cổ lóng lánh tựa như vì sao trên bầu trời đã xuất hiện ở trên thánh bia Long La Phù. Ầm. Toàn thể mọi người sôi sùng sục. Trời ạ, công chúa La Phù đã lưu danh trên thánh bia. Công chúa La Phù cuối cùng vẫn cứ cướp đi thành quả thắng lợi của Phong Phi Vân, trở thành tiên hiền muôn đời lưu danh. Buồn thay cho Phong Phi Vân a, đáng thương a. Nghe nói sau khi lưu danh thánh bia, tu vi sẽ tăng lên một nấc rất lớn. Không biết công chúa La Phù sẽ tăng lên tới cái dạng cấp bậc gì. Dạng cảnh giới gì thì không ai có thể biết được, nhưng mà nàng đã khẳng định được số mệnh thánh bia. Được tấn chức xếp vào hàng thiên tài cấp bậc sử thi. Ầm ầm ầm. Vầng sáng bảo vệ thánh bia mở ra, Bát Bộ Long Xa lao nhanh ra từ bên trong, bay đến trên bầu trời. 8 long hồn trôi nổi giữa trời cao, dương nanh múa vuốt rít gào. Chúc mừng công chúa lưu danh thánh bia, sau ngày hôm nay, cả thần tấn vương triều đều phải run rẩy dưới chân công chúa điện hạ. Ngọc Công Công sắc mặt vui mừng, vội vàng nghênh đón. Lão trực tiếp quỳ gối trước mặt công chúa La Phù. Với thân phận của Ngọc Công Công, trước kia căn bản là không cần quỳ xuống trước mặt công chúa La Phù. Nhưng mà hiện tại cũng không giống nữa, thân phận và địa vị của công chúa La Phù đã tăng lên không chỉ gấp hàng chục lần. 8 vị cao thủ đại nội và những môn khách này đều chạy lại đây, đều quỳ trên mặt đất, mỗi một người đều hưng phấn cực kỳ, cao giọng ca tụng công đức của nàng. Sau khi lưu danh thánh bia, công chúa Điện Hạ liền trở thành đệ nhất nhân của thời đại này, lấy hết ánh hào quang của thiên tài cấp bậc sử thi. Sau khi đại đế nghe nói tin tức kia,
nhất định sẽ thật cao hứng, cả vương triều đều sẽ hơi bị phấn chấn. Thuộc hạ đã truyền tin tức kia về thần đô. Tối nay thần đô nhất định sẽ là một đêm không ngủ. Những người này ai nấy đều kích động không thôi, không ngừng dập đầu trước mặt công chúa La Phù, tựa như đang quỳ lạy đế vương. Cũng khó trách bọn hắn lại kích động như vậy, nếu như công chúa La Phù đăng cơ, như vậy bọn họ cũng được hưởng cảnh một người quang vinh tất cả quang vinh. Hiện tại ta liền về thần đô. Công chúa La Phù nói với âm thanh bình thản. Hào quang trên bát bộ long xa tăng vọt, ánh hào quang vàng chói tràn ngập trời cao, chỉ thoáng chớp mắt đã tựa như thủy triều mà biến mất trên màn trời. Chỉ còn những tiếng long ngâm, vẫn còn không khí gầm giống. Ngọc Công Công và những cao thủ đại nội này, còn có các môn khách đứng lên từ trên mặt đất, sau đó bay về hướng bầu trời phương Bắc, cũng quay về thần đô. Đương nhiên cũng có người không mong muốn công chúa La Phù còn sống trở lại thần đô, muốn xuất thủ giết chết nàng. Nhưng mà tốc độ bát bộ long xa thật sự quá nhanh, coi như cự kình đều không đuổi kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn công chúa La Phù rời đi. Về cái này thì thần đô có trò hay để nhìn, hiện tại cấp thiết nhất vẫn là thái tử đương triều Long Thần Nhai. Ngôi vị thái tử chỉ sợ không dám đảm bảo. Có người đã đoán trước, thần đô sẽ phát sinh một trận gió tanh mưa máu. Hắc hắc, hiện ở trong triều vẫn còn rất nhiều thế lực đang đứng nhìn, sợ là cũng đến lúc nên đứng vào hàng. Trong vòng 5 năm, thần đô sẽ có đại biến. Cuộc tranh giành giữa công chúa và thái tử, vốn là thái tử chiếm thượng phong. Nhưng mà công chúa La Phù được lưu danh trên thánh bia, nhất định phải nhận được rất nhiều thế lực ủng hộ. Không thể nói sẽ trong thời gian cực kỳ ngắn ngủi mà lật ngược thế cờ hạ bệ thái tử xuống. Sau lưng thái tử có gia tộc Bắc Minh làm hậu thuẫn, lại là cháu ngoại trai của thái tể đại nhân. Công chúa La Phù không dễ dàng đánh bại thái tử được. Trên bờ thánh hồ tụ tập vô số tu sĩ, rất nhiều người đều có tầm nhìn xa trông rộng. Đã thấy được ở thần đô cách đây mấy chục vạn dặm nhất định đã có sóng ngầm bắt đầu khởi động. Với tốc độ của bát bộ long xa, tối nay là có thể đến trung tâm tu tiên cổ thành của thần Tấn Vương Triều, thần đô. Xem ra tối nay thần đô, thật đúng là không người nào có thể ngủ. Giờ phút này đã không còn người nào lại chú ý Phong Phi Vân. Tất cả mọi người cảm giác được, Phong Phi Vân khẳng định là bị công chúa La Phù giết chết, không bao giờ có thể đi ra từ bên trong nữa. Rất nhiều tu sĩ đều đã bắt đầu rời đi, có người ngự kiếm bay trên không, có kẻ cưỡi dị thú, có người đang đứng ở cánh đồng tuyết cũng đều rời khỏi quận Tam Thánh, chạy nhanh về hướng tới thần đô. Đương nhiên cũng có người nói vài tiếng tiếc rẻ cho Phong Phi Vân. Một đời anh tài, vốn là hắn trở thành tiêu điểm muôn người chú ý. Nhưng mà hiện tại không chỉ có không được lưu danh trên thánh bia, ngược lại vẫn còn bỏ mạng đạo tiêu, trở thành hòn đá lót đường trên đường thành công của người khác. Đối với đám người Yến Tử Vũ mà nói, giữa Phong Phi Vân và công chúa La Phù thì ai lưu danh trên thánh bia đều không quan trọng, quan trọng là người này là học viên Vạn Tượng Tháp. Tại sao có thể như vậy? Tô Quân tuyệt đối tín nhiệm đối với Phong Phi Vân, nhưng mà kết quả như vậy khiến cho hắn cảm giác có hơi vô phương đón nhận. Chẳng lẽ Phong Phi Vân thật sự đã chết ở trong tay công chúa La Phù? Tô Huyết gắt gao cắn môi, ánh mắt nhìn chăm chú thánh bia. Trong lòng có hơi thất vọng đối với Phong Phi Vân, cái tên cặn bã này không ngờ lại bị bại bởi một nữ nhân. Coi như muốn thua ở trong tay nữ nhân, cũng nên thua ở trong tay của ta. Kỷ Vân Vân chính là kín đáo thở dài, cảm thấy tiếc rẻ cho Phong Phi Vân. Phong Phi Vân lao nhanh về hướng đỉnh thánh bia, dọc theo đường đi lại gặp được hư ảnh các vị tiên hiền khác. Như người giữ ải thiên mệnh đệ nhất trọng là Tử Ngọ, người giữ ải thiên mệnh đệ nhị trọng Tượng Bắc. Người giữ ải thiên mệnh đệ tam trọng Phật Tàm Tử. Bọn họ không có chỗ nào mà không phải là tồn tại như một thần thoại, được đám tu sĩ lưu truyền ca tụng mấy ngàn năm, trên vạn năm. Mỗi một cảnh giới, đều sẽ có một vị tiên hiền giữ ải, mãi cho đến thiên mệnh đệ cửu trọng. Thiên mệnh đệ cửu trọng tự nhiên không phải nấc cuối của tu tiên, trên thiên mệnh cửu trọng thiên còn có niết bàn cửu trọng thiên, trên nữa lại còn có vũ hóa cửu trọng thiên, ở trên vũ hóa cửu trọng thiên còn có thánh linh. Nhưng mà ở trên thánh bia này vẻn vẹn chỉ có hư ảnh tiên hiền thiên mệnh đệ cửu trọng. Còn đi cao xa hơn thì cũng đã đến đỉnh chóp của đài tế. Tuyệt đối không có khả năng vẻn vẹn chỉ có tu sĩ thiên mệnh đệ cửu trọng trở xuống mới có thể lưu danh trên thánh bia, khẳng định còn có các cường giả siêu cấp khác đã lưu linh hồn tại nơi này. Có lẽ chỉ là tu vi của ta quá thấp, nên vô phương thấy bọn họ mà thôi. Phong Phi Vân đã một bước bước lên đài tế.
Đài tế này cực kỳ khổng lồ, rộng chừng bằng mấy sân đá banh vậy. Khi đứng ở đỉnh núi Tịch Thần Phong bên bờ Thánh Hồ mà nhìn Thánh Bia, đỉnh chóp Thánh Bia liền hiện ra hình dáng bàn tròn. Giờ phút này, khi Phong Phi Vân bước lên đỉnh chóp Thánh Bia, hình tròn trước mắt liền có vẻ càng hợp quy tắc hơn, không có nửa phần thiếu hụt. Trên mặt đất có những đường vết lõm nho nhỏ, vẽ phác thảo ra thì nhìn như hoa văn bừa bộn. Phong Phi Vân quan tâm nhất chính là những đường hoa văn này. Rốt cuộc hắn có cảm giác Thánh Bia và tế đàn từ thuở xa xưa trên đỉnh núi Bán Đạp Sơn có mối liên lạc nào đó. Hiện tại rốt cuộc có thể thấy rõ những đường hoa văn này, hắn bắt đầu trấn tĩnh tâm thần để quyết tâm nghiên cứu cẩn thận. Tựa hồ là hoa văn hiến tế của bộ lạc viễn cổ. Phong Phi Vân chính là tộc trưởng Phượng Hoàng yêu tộc, kiến thức không phải tầm thường. Nhưng mà đối với nghiên cứu văn minh của nhân loại từ thuở xa xưa thì lại cực kỳ có hạn. Hắn chỉ là nhớ mang máng cái đó và dấu vết văn minh bộ lạc viễn cổ nhân loại thì rất tương tự. Văn minh Phượng Hoàng yêu tộc so sánh với văn minh nhân loại thì càng xa xưa hơn, thậm chí có sách cổ ghi chép rằng nhân loại cũng là một chi của yêu tộc. Phong Phi Vân bị hoa văn khắc trên thánh bia cực kỳ hấp dẫn. Hắn đi bước một về hướng vị trí trung tâm, dưới chân xuất hiện một cái hố to màu đen thật lớn, đường kính đại khái lớn đến 4 thước, bên trong có những hoa văn rực rỡ đan xen. Chúng tỏa ra linh mang, như một cái giếng thiêng. Trong đôi mắt Phong Phi Vân bốc lên hỏa diễm hừng hực, nhưng mà ở bên trong lại không có nửa phần phát hiện, thật giống như chỗ này vẻn vẹn chỉ là một cái hố to. Hố to này đại khái sâu 1 thước, Phong Phi Vân nhặt lên một chút đá vụn ở vị trí bên rìa hố. Chất đá chất cực kỳ đặc thù, so với loại đá ở một giàn tế từ thuở xa xưa trên đỉnh núi Bán Đạp Sơn thì có hơi tương tự. Tại đỉnh chóp Thánh Bia, hố to như vậy thì vô cùng nhiều. Hình dáng cũng không có quy luật nào. Còn quy luật phân bố thì có vết tích có thể suy tính ra, cực kỳ kỳ diệu. Trông chúng rất giống như phân bố các vì sao ở một góc khoảng không vũ trụ. Nhưng mà trải qua Phong Phi Vân cẩn thận cân nhắc, thì hắn lại phát hiện cũng không phải như thế. Có rất nhiều thứ không giống, trong đó có những biến số phức tạp mà thần thức hiện tại của Phong Phi Vân cũng không cách nào suy tính ra được. Càng là đi về hướng trung tâm, trọng lực trên người liền càng ngày càng nhỏ. Thân thể đều hình như muốn đạp đất để bay lên. Dọc theo một đường hoa văn, rốt cục hắn đi tới vị trí trung tâm nhất. Phong Phi Vân cảm giác được phía trên có một cỗ lực hút đang ra sức kéo chính mình. Hắn chỉ có ngưng tụ lực lượng, sử dụng thân thể của mình đè xuống phía dưới thì mới có thể không bay lên trời. Ở vị trí trung tâm nhất, trên mặt đất có một vết lõm lòng máng hình vuông, đại khái chỉ dài 1/2 thước, sâu 2 phân. Dưới đáy điêu khắc đường hoa văn cổ. Lại còn có 3 chữ viết từ thuở xa xưa, bởi vì thời gian trôi qua đã quá lâu, 3 chữ cổ này rốt cuộc là có ý nghĩa gì thì đã không thể phân rõ. Hoa văn này, Phong Phi Vân càng ngày càng nhìn quen mắt, đột nhiên, thân thể chấn động, hắn móc ra từ trong giới linh thạch một khối thiết bài toàn thân ngăm đen. Thiết bài này cũng là dài 1 thước, trên mặt cũng có hoa văn ấn ký cổ xưa, còn có 3 chữ vết cổ khắc sâu. Không ngờ nó lại giống nhau như đúc với đường hoa văn khác ở trung tâm thánh bia này. Vậy rốt cuộc nó là trùng hợp, hay là nói một khối thiết bài này lúc trước vốn là để ghép thêm vào ở chỗ này? Một khối thiết bài này chính là tiểu tà ma gỡ xuống từ trên quan tài lão tổ Phong gia, là dùng để trấn áp quan tài gia chủ Phong gia đời thứ nhất. Khối thiết bài này thực sự không phải là gia chủ Phong gia đời thứ nhất luyện chế, mà là lão nhặt được trong lúc vô ý, thời gian nó có trên đời đã vượt qua vạn năm. Điều này cũng quá khó có thể tin nổi. Một khối thiết bài này ít nhất nặng 10 vạn cân, cầm vào tay thì đặc biệt lạnh giá như băng. Nó lạnh đến mức làm cho đầu khớp xương người ta phát đau. Tổ địa của Phong gia, thánh bia trong Thánh Hồ, tế đàn trên Bán Đạp Sơn. 3 điểm này đều nằm ở trong quận Tam Thánh, cơ hồ sắp hàng trên cùng một đường thẳng, được một con đường cổ đạo rất xưa nối liền. Giữa chúng rốt cuộc có cái gì liên lạc hay không? Thiết bài đen nhánh trong tay Phong Phi Vân đã nhận được cảm ứng nào đó, nó phát ra những vòng ánh sáng màu đen. Ở trong vết lõm lõm máng hình vuông trên mặt đất cũng có ánh sáng đồ án lung linh, thậm chí còn đang lan tỏa về khắp tứ phía, khiến cho những hoa văn này và hố to đều bắt đầu bị kích hoạt, làm tản mát ra ánh sáng trong suốt. Những hố to này, càng là đột ngột xuất ra từng cột sáng vọt lên cao mấy ngàn trượng, phảng phất muốn nối liền cùng các vì sao ở vực ngoại xa xăm. Sau khi những ánh sáng này được nối thành một mảnh, Phong Phi Vân lại nhìn khắp về hướng 4 phía. Hắn phát hiện những đường hoa văn trên mặt đất và những cột sáng này lại đan thành một tòa tế đàn khổng lồ,
có một cỗ khí tức phong cách cổ xưa mà tang thương từ trên bầu trời chút xuống, cũng không biết đến từ chính phương nào. Ta rốt cục đã biết, đây là một tòa địa cực truyền tống cổ trận đài. Làm thế nào mà thần Tấn Vương Triều lại xuất hiện truyền tống trận đài? Địa cực truyền tống đài ít nhất có thể truyền tống đi những xứ sở ở cách ngàn vạn dặm, thậm chí trên ước dặm. Thần Tấn Vương Triều mới to tới đâu, căn bản là không cần phải có truyền tống trận đài a. Coi như kiếp trước của Phong Phi Vân cũng rất ít khi nhìn thấy địa cực truyền tống trận đài. Coi như tồn tại thì cũng là đi thông một vài không gian vị diện và lĩnh vực đặc thù. Tòa địa cực truyền tống cổ trận đài này bị bỏ hoang phế đã không biết bao nhiêu thời đại, hơn nữa đã tàn phá kinh khủng, cũng không biết là từ địa phương nào bay tới nơi đây. Kỳ thật trong lòng Phong Phi Vân quan tâm nhất vẫn là một tòa địa cực cổ trận đài này tồn tại với thời kỳ thượng cổ, thì đầu bên kia rốt cuộc nối thông đến địa phương nào. Khẳng định là ở ngoài xứ sở của thần Tấn Vương Triều, rốt cuộc là ở đầu đại lục phía bên kia, chính là nối thông được một mảnh của giải thiên hà vực ngoại nào đó, hoặc là nó nối với quá khứ và tương lai. Trong lòng Phong Phi Vân rung động rất lớn, hắn cảm giác được một tòa thánh bia này rơi xuống thần Tấn Vương Triều cũng không phải chỉ là ngẫu nhiên, những anh tài kiệt xuất nhất đó của nhân loại mà đã lưu một tia linh hồn trên thánh bia, có lẽ có quan hệ lớn lao với đầu bên kia thượng cổ truyền tống trận này. Nếu muốn làm sáng tỏ đáp án này, thì cũng chỉ có kích hoạt thượng cổ truyền tống trận này, đi tới đâu bên kia trận đài thì có lẽ mới có thể tìm ra đáp án. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Cả thánh bia đều bắt đầu di động kịch liệt, nước trong thánh hồ nổi sóng như muốn khuấy sông lật biển. Trên bầu trời, từ chỗ xa xôi kia có một lực kéo ngày càng hung dữ mạnh mẽ hơn, cơ hồ phải nhấc Phong Phi Vân rời khỏi mặt đất mà bay đi. Khối thiết bài màu đen trong tay Phong Phi Vân càng không ngừng rung động, nó phóng về hướng vết lõm hình máng trên mặt đất kia, như muốn được lắp ghép vào với vết lõm hình máng. Trên đỉnh thánh bia, từng đạo cột sáng lao ra từ trong hố to, hào quang nối liền thiên địa đến vài ngàn dặm mà cũng đều có thể nhìn thấy. Nguy rồi, một tòa thánh bia này vốn đã yên lặng năm tháng vô tận, nay lại bị lực lượng của thiết bài kích hoạt. Chẳng lẽ là nó muốn phi thiên, đi tới đầu bên kia trên bầu trời ở ngoài vạn dặm? Tại thần Tấn Vương Triều, Phong Phi Vân còn có quá nhiều việc chưa kịp làm. Nếu như thật sự bị địa cực cổ trận đài truyền tống đến đại lục bên kia, như vậy không biết năm nào tháng nào mới có thể quay trở về. Hắn mạnh mẽ giam cầm thiết bài màu đen cầm trong tay, rồi ném vào trong giới linh thạch. Sau đó liền triển khai luân hồi tật tốc, bỏ chạy về hướng dưới chân núi. Thánh bia lay động càng ngày càng kích liệt, nó chậm rãi nổi lên từ đáy nước, với hình khối thật lớn. Nó bộc phát ra năng lượng khủng bố làm nước trong thánh hồ bị bốc hơi lên trong nháy mắt, biến thành hồ cạn. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Hai tràng tiếng nổ. Hai ngọn núi bên trên thánh hồ, Tịch Thần Phong và Chiêu Mộ Phong đều bị chấn động đến sụp đổ. Ngọn núi cao sụp đổ làm rung động rất lớn, mặt đất không ngừng run rẩy theo. Trời ạ, thế này rốt cuộc là làm sao vậy? Những tu sĩ vẫn còn chưa đi xa. Ai nấy đều bị cảnh tượng trước mắt làm kinh động sợ hãi. Trên đỉnh thánh bia lại phóng lên vô số cột sáng, mà ngay cả thánh bia đều bay lên. Thế này rốt cuộc vì xếp lại phải ầm ĩ như vậy. Rất nhiều người đều bắt đầu hộc tốc quay trở về, nhưng mà ở cách thánh bia xa đến trăm dặm liền bị một cỗ lực lượng dồi dào trên thánh bia công kích đến bay ngược trở về, căn bản là không người nào có thể bước vào một bước trong vòng trăm dặm xung quanh thánh bia. Không ai biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Xoẹt. Có một bóng người bay ra nhanh như tia chớp từ trong vầng sáng bảo vệ thánh bia. Các ngươi nhìn, người kia là ai? Cái chấm kia không phải yêu ma chi tử, hắn không phải đã bị công chúa La Phù cấp loại trừ. Chẳng lẽ chết mà sống lại? Tất cả tu sĩ vừa mới gấp trở về đều bắt đầu kinh hãi, không ngờ lại dĩ nhiên thấy Phong Phi Vân bay ra từ trong vầng sáng bảo vệ thánh bia, điều này quả thực rất khó có thể tin nổi. Một chiếc cổ xa dừng ở cách xa mấy trăm dặm, Tô Quân An vị ở trong xe cổ xa, trên mặt hiện lên một nụ cười thoáng qua mà lẩm bẩm. Đã biết rõ hắn không dễ dàng chết được. Kỷ Vân Vân ngồi ở một góc cổ xa, cũng lộ ra một tiếng cười hiểu ý. Tiện nhân sống lâu. Tô Huyết mặc hắc y, đầu đội chiếc mũ màu đen, tay ôm thiết kiếm màu đen, đứng ở vị trí cách cổ xa ba bước. Nàng lạnh lùng thốt lên một tiếng. Một đệ tử Xâm La Điện. Đấm ngực dậm chân nói. Ta dám xác định, khẳng định lại là chuyện yêu ma chi tử đang làm.
ở trong thiên hạ không có chuyện gì mà hắn không dám làm. Không sai, không sai, yêu ma chi tử, thật sự to gan lớn mật. Chẳng lẽ ngay cả thánh bia mà hắn cũng dám hạ thủ? Nếu không như thế thì làm sao mà thánh bia đều bị chọc giận? Trước mắt là một cảnh tượng thiên địa hủy diệt, hồ nước khô cạn nứt nẻ, núi non sụp đổ, thật giống như muốn lan ra khắp cả thế giới. Một số người tâm trí không kiên định đều đã run rẩy quỳ ở trên mặt đất, tưởng Phong Phi Vân chọc giận thánh bia làm thánh bia giáng xuống tai ách, muốn hủy diệt thế giới. Thánh bia cao 33 trượng, giống như ngọn núi đã bay đi, lao về hướng phương xa, đúng là phương hướng đến núi Bán Đạp Sơn. Ầm, 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 ầm. Sau một khắc, thánh bia rơi xuống trên Bán Đạp Sơn, chấn áp thi tà trên Bán Đạp Sơn, làm toàn bộ bọn chúng đều phủ phục trên mặt đất. Một tòa tế đàn từ thuở xa xưa trên đỉnh núi kia trực tiếp bay lên, muôn vàn khối đá lớn đều kiên quyết bay dựng lên, bay đến trên đỉnh thánh bia, đặt trên vào trong cái hố to của địa cực cổ trận đài. Ầm, 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 ầm. Thánh bia rơi trên Bán Đạp Sơn, cả vùng núi cao đều rung chuyển theo. Một vết nứt thật lớn hé ra từ đỉnh núi, vết nứt như con trát long bò loằng ngoằng về hướng dưới chân núi. Lực lượng thật lớn này đánh vào khiến cho Bán Đạp Sơn đều vỡ vụn làm xuất hiện một khe sâu. Tế đàn từ thuở xa xưa bay lên từ trong hoàng sa, muôn vàn tảng đá lớn đều rơi xuống hố to trên đỉnh thánh bia. Chúng lăn lăn bên trên bề mặt làm phát ra âm thanh cọ sát rất lớn, ở ngoài ngàn dặm đều có thể nghe được. Ong ong! Đỉnh núi Bán Đạp Sơn tỏa ra vầng sáng lóng lánh trong suốt, tựa như một chiếc đèn thần trong thiên địa, nó chiếu sáng cả một vùng xứ sở. Tế đàn từ thuở xa xưa ở trên đỉnh thánh bia, sau khi hoạt động một canh giờ liền lại lần nữa bay lên, hướng về phía nam xa xa mà bay đi, thật giống như đã bị lực lượng nào đó dẫn dắt, một mực bay đến trung tâm quận Tam Thánh. Đúng là phương hướng di chỉ thượng cổ, vũ hóa mộ nguyên. Có cường giả tuyệt đỉnh, tầm mắt nhìn hết mọi thứ trong mấy ngàn dặm, đã thấy được thánh bia và tế đàn đều lọt vào trong vũ hóa mộ nguyên. Vũ hóa mộ nguyên có một tòa băng cung xuất thế. Trôi nổi trên trời cao, thánh bia và tế đàn liền bay đến trong băng cung, rồi cùng băng cung lại lần nữa chìm vào trong mộ nguyên. Một màn này, khiến những tu sĩ và tầm bảo sư đang thăm dò tại vũ hóa mộ nguyên đều kinh ngạc. Ai nấy đều bắt đầu khai quật vào sâu trong lòng đất, rốt cuộc bọn họ có cảm giác sẽ đào được một đại bí mật làm kinh động thế gian. Đương nhiên, đây đều là chuyện phát sinh ở ngoài ngàn dặm. Thánh hồ khô cạn, trong khi nứt ra có hỏa diễm phun ra. Hai quả núi cao sụp đổ, đá lăn ngang dọc, cây cổ thụ đều biến thành tro bụi, đúng là một cảnh tượng thiên địa bị hủy diệt. Chỉ có Phong Phi Vân đi ra từ bên trong, lòng vẫn còn sợ hãi mà nhìn bầu trời phía nam, trong lòng đang suy đoán thánh bia rốt cuộc bay đến nơi nào đây. Vù! Phong Phi Vân lấy ra một khối thiết bài màu đen kia, chỉ thấy trên thiết bài có ánh sáng mê hoặc lưu động, có những hình ảnh mọi người đều hiện ra trên thiết bài, đều chỉ có to như đầu ngón tay. Sau khi đi ra từ vầng sáng bảo vệ thánh bia, thiết bài này cũng nhận được sự kích thích của thánh bia nên xảy ra một chút biến hóa, hoặc là nói thánh bia tự dành cho nó một lực lượng nào đó, khiến cho một khối thiết bài nặng 10 vạn cân trở nên không giống với trước kia. Vậy thì bóng người như thế nào sẽ được khắc ghi vào trên thiết bài? Phong Phi Vân đã nhận ra vài bóng người trên thiết bài. Có Long Khương Linh, có Công Chúa La Phù, có Tử Ngọ, có Phật Tàm Tử. Đều là những vị tiên hiền đang lưu danh trên thánh bia, là những đệ nhất nhân trong mỗi một cảnh giới của nhân loại. Bọn họ không phải đã lưu lại một tia linh hồn trên thánh bia, hiện tại làm thế nào mà xuất hiện ở trên một khối thiết bài này? Ánh mắt của Phong Phi Vân gắt gao nhìn chăm chú bóng người nho nhỏ trên thiết bài, trong lòng nảy ra một sự tưởng tượng can đảm. Chẳng lẽ thiết bài nho nhỏ này mới thật sự là thánh bia? Mà một quả núi và tế đàn kia cũng chỉ là địa cực truyền tống cổ trận đài đã truyền tống thánh bia đến nơi này. Hẳn là không có khả năng đi. Phong Phi Vân cảm giác có hơi khó có thể tin nổi. Nếu như thật sự đúng như suy nghĩ ở trong lòng mình, như vậy một khối thánh bia này lại có tác dụng gì, lại là linh bảo của người phương nào? Sư thúc, người vẫn chưa chết à? Ha ha, ta đã biết rõ sư thúc người sẽ không chết ở trong tay xú bà nương kia. Một người cường tráng mặt mày râu ria xồm xoàm, mang theo một cây phương thiên hỏa kích to như miệng bát đang cười lớn chạy lại đây. Đúng là Vương Mãnh. Phong Phi Vân thu thiết bài đen nhánh lại, chờ sau này có thời gian thì lại từ từ nghiên cứu. Hắn cười nói. Ngươi nói là chỗ nào có xú bà nương vậy?
còn không phải tiện nhân công chúa La Phủ kia. Rõ ràng là sư thúc người đánh bại Nạp Lan Hồng Đào, trở thành thiên tài hàng đầu thần tấn vương triều. Cũng không nghĩ cuối cùng người lưu danh thánh bia lại là nàng, thật sự là tức chết ta. Nếu không phải ta không đánh thắng được nàng, thì dứt khoát phải bắt giữ nàng, trói nàng vào trên cây, để cho sư thúc người trừng phạt nàng ta một chút. Vương Mãnh tức tối đến phẫn nộ. Khụ khụ. Phong Phi Vân ho khan hai tiếng, cười nói. Người ta chính là công chúa điện hạ, người nói chuyện với người khác phải cẩn thận một chút. Nếu như lời này truyền tới trong tai người để tâm thì sẽ rơi đầu. Vương Mãnh vốn là cường đạo thanh phong lĩnh, khi nói chuyện tự nhiên là miệng đầy lời lẽ đạo tặc. Đừng nói là công chúa La Phù, coi như là tứ đại thần phi thì hắn cũng dám mắng to một câu, con mẹ nó chứ. Sư thúc, tâm trạng ngươi cũng thật tốt quá. Công chúa La Phù tiện nhân kia, cướp đi cơ hội của ngươi để lưu danh trên thánh bia, nếu như ta đủ sức thì hiện tại dứt khoát phải đi thần đô, bắt nàng từ trong phủ đệ công chúa, nện dư tử hai bàn tay, sau đó ném lên giường lò, cưỡi nàng một trận khiến cho nàng kêu cha gọi mẹ, không xuống giường được. Tránh nàng làm ra vẻ thiên vương lão tử, nhìn thấy là lão tử cũng rất tức giận. Vương Mãnh thấy Phong Phi Vân cho là không đáng nói tới nên nghiến răng nghiến lợi thay. Không sao, không sao. Trên mặt Phong Phi Vân vẫn giữ nụ cười. Hiện tại chỉ sợ người trong thiên hạ đều đang cười nhạo hắn may áo cưới cho người khác, bỗng nhiên đánh mất cơ hội lưu danh thánh bia. Nhưng mà cũng chỉ có Phong Phi Vân và công chúa La Phù mới hiểu được tình huống chân thực của việc lưu danh thánh bia, cái này cũng không phải chuyện gì tốt ha. Phong Phi Vân hỏi. Tô Quân và Kỳ Cô Nương, bọn họ đi đâu? Bọn họ đã đánh xe rời khỏi đây, còn về phần đi nơi nào liền không rõ ràng lắm. Vương Mãnh chất phác cười một tiếng. Phong Phi Vân dừng một chút, môi giật giật, lại hỏi. Còn Hồng Nhan kia? Tiếng cười của Vương Mãnh chợt tắt, hắn nói nghiêm túc. Sư thúc, Nam Cung cô nương chính là nặng tình nặng nghĩa đối với ngươi, đồng thời đánh nhau cùng ba vị bán bộ cự kình. Vì không cho bọn họ quấy nhiễu ngươi xông vào thánh bia, Nam Cung cô nương bị ba vị bán bộ cự kình liên thủ đả thương, từ giữa không trung rơi xuống, áo bào trắng nhiễm đỏ máu. Phong Phi Vân tóm lấy vạt áo Vương Mãnh, cơ hồ phải nhấc hắn lên, trầm giọng hỏi. Nàng bị làm sao vậy? Lúc trước nàng mặc ẩn tàm sa la, nếu như đánh lén, đừng nói là ba vị bán bộ cự kình, chính là một vị cự kình đều sẽ chết ở trong tay nàng. Nhưng mà trong loại tình huống này, nàng nhất định chỉ có thể lấy cứng chọi cứng. Nếu không, bán bộ cự kình tùy ý một kích, đều có thể loại trừ sư thúc ngươi thành cho. Phong Phi Vân hỏi. Ngươi nói thừa nhiều như vậy để làm chi, ta hỏi ngươi nàng như thế nào? Lúc ấy, hừm, được rồi, Nam Cung cô nương bị thương thoát đi, đã dẫn ba vị bán bộ cự kình đi. Hiện tại rốt cuộc như thế nào, ta cũng không biết a. Vương Mãnh nói có hơi vô tội. Phong Phi Vân buông lỏng tay ra, trong mắt lộ vẻ suy tư sâu sắc. Một đám hỏa cầu từ xa xa lao đến, mang theo hỏa diễm cực nóng. Bên trong vẫn còn bao vây lấy một tảng đá đường kính hơn 10 thước lớn. Phong Phi Vân và Vương Mãnh vội vàng tránh sang hai bên. Ầm, 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 ầm. Vị trí bọn họ mới rồi còn đứng đã bị quả hỏa cầu cực lớn nện xuyên qua, để lộ ra một cái hố lửa thật lớn. Hiu hiu. Hai đạo âm thanh xé gió truyền đến, hai đệ tử Xâm La Điện mặc áo bào đen đã tìm đến, đều là khoảng 20 tuổi, trên người có dị thú chiến hồn màu đen đang quay quanh. Sát khí trên người khiến mặt đất đều biến thành nám đen. Hai người đều là anh tài nghịch thiên cảnh giới thiên mệnh đệ nhất trọng, chiến lực không phải chuyện đùa. Một người trong đó cười lạnh. Yêu ma chi tử, mạng của ngươi thật đúng là đủ lớn, ngay cả công chúa La Phù cũng không thể giết ngươi. Phong Phi Vân, ngươi thật sự là đủ bi kịch, lại bị người khác đoạt đi cơ hội lưu danh thánh bia. Hôm nay chúng ta sẽ tiễn đưa ngươi lên đường. Tên còn lại cười một tiếng lạnh lẽo nham hiểm. Lại lần nữa giở linh thông ra. Hắn ngưng tụ ra một quả hỏa cầu thật lớn, cũng vẫn có đường kính hơn 10 thước như trước, trông tựa như một chiếc hỏa lô đồng sơn. Phong Phi Vân khinh thường cười một tiếng. Ta coi như không lưu danh trên thánh bia, cũng không phải hai người các ngươi có thể giết được ta. Dầm. Phong Phi Vân xuất ra miểu quỷ ban chỉ, thi triển ra chiến uy của linh khí, trực tiếp giết chết tươi một đệ tử Xâm La Điện. Mà ngay cả hỏa cầu do hắn ngưng luyện ra đều bị chia năm xẻ bảy, cứ thế dính vào áo bào trên người hắn rồi bốc cháy, đốt thân thể hắn thành hư vô. Chỉ một chiêu, liền loại trừ một tu sĩ cấp thiên mệnh đệ nhất trọng.
anh tài nghịch thiên khác của Sâm La Điện lúc trước cho là Phong Phi Vân mới ở cảnh giới thần cơ đại viên mãn mà thôi, chính mình so với hắn vẫn còn cao hơn một đại cảnh giới, sao lại sợ hắn? Nhưng mà giờ phút này lại bị hù dọa. Ánh mắt của Phong Phi Vân nhìn chòng chọc vào làm cho anh tài nghịch thiên Sâm La Điện này sợ đến lui về phía sau một bước, vội vàng nói. Phong Phi Vân, cường giả thế hệ trước của Sâm La Điện chúng ta sẽ đến đây hơn 10 vị, lập tức sẽ chạy tới. Trong đó còn có phó điện chủ cực mạnh cấp bậc cự kình, đều là vì loại trừ ngươi. Ngươi không trốn thoát đâu. Vị anh tài nghịch thiên này bị khí thế trên người Phong Phi Vân áp chế đến không ngừng lui về phía sau, cuối cùng trực tiếp quay đầu bỏ chạy. Chạy thoát được sao? Phong Phi Vân mang theo bạch thạch cự đao, thân thể hóa thành ánh sáng lung linh, tốc độ nhanh đến không thấy bóng dáng. Chỉ thoáng chớp mắt liền lại xuất hiện ra ở trước mặt vị anh tài nghịch thiên của Sâm La Điện. Một đạo long ảnh trắng xóa bổ đi ra ngoài, ngay cả lực để đánh lại hắn cũng không có, thân thể liền xẻ ra làm hai bay về hai bên văng đi ra xa, nội tạng rơi vãi cùng đường. Vương Mãnh có hơi kinh ngạc nhìn chăm chú Phong Phi Vân, thế này cũng quá kiêu ngạo mạnh mẽ, lại nhảy một đại cảnh giới giết người mà đều như vậy dễ dàng. Hắn hỏi có hơi run rẩy. Sư thúc, hiện tại chúng ta phải làm sao bây giờ? Ánh mắt của Phong Phi Vân nhìn trời cao. Cảm giác được từ chân trời có một cỗ sát khí rời núi lấp biển đang vọt tới, không biết bao nhiêu cường giả muốn lấy tính mạng của hắn. Phong Phi Vân mặc dù không có lưu danh trên thánh bia, nhưng mà cũng là thật sự đánh bại Nạp Lan Hồng Đào cùng cảnh giới, có thể nói là thiên tài hàng đầu thần tấn vương triều, tiềm lực vô cùng vô tận, tương lai liền không có giới hạn. Phàm là những người từng có khúc mắc với Phong Phi Vân, thì cũng không muốn nhìn thấy hắn thực sự trưởng thành, phải loại trừ hắn từ trong nôi. Trên đường cổ đạo ra khỏi quận Tam Thánh khẳng định đã có vô số cường giả mai phục. Hiện tại nếu như quay về Vạn Tượng Tháp, quả thực chính là một con đường chết. Trong mắt Phong Phi Vân mang theo vài phần dáng vẻ lo lắng. Vương Mãnh nói, chính là cường giả Sâm La Điện đã chạy tới, trong đó nhất định là có tu sĩ cấp thiên mệnh khác, thậm chí thật sự có thể có mạnh nhất cấp bậc cự kình. Những người này thần thức cường đại, trong đó càng là tinh thông suy tính đạo người. Nếu như ở lại quận Tam Thánh, đó cũng là một con đường chết. Hắn lại nói, sư thúc, nếu không chúng ta thừa dịp lúc những cường giả này còn chưa tìm đến, nhanh chóng mở một đường máu, có lẽ có khả năng xông ra được. Phong Phi Vân lắc đầu, đáp, đi, chúng ta đi Thiên Hoa Cổ Thành. Vương Mãnh không giải thích được, người ra như vậy mà hỏi. Đi Thiên Hoa Cổ Thành để làm chi? Nơi đó tụ tập tu sĩ càng nhiều. Có rất nhiều người đều muốn lấy mạng của ngươi. Cứ đi rồi ngươi sẽ biết rõ, Thiên Hoa Cổ Thành chính là con đường sống duy nhất. Lần này ta muốn cho những người muốn giết ta phải chịu không nổi. Trong mắt Phong Phi Vân hiện lên một tia sáng vui vẻ. Sau khi băng cung của Vũ Hóa Mộ Nguyên chìm vào lòng đất, khí trời cả quận Tam Thánh liền bắt đầu ấm lại. Đại tuyết tan rã, mây mù tan đi, một vầng mặt trời chói chang lại ló ra từ trong tầng mây. Đúng là lúc cuối xuân đầu hạ, vốn là ánh nắng tươi sáng, thái dương chiếu trên soi. Ầm ầm ầm. Trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, có hình bóng con cự mãng rắn lớn đang lao vun vút ở bên trong mây, một ông lão trên người mặc chiến giáp huyền vũ màu đen đang đứng ở trên đỉnh đầu con cự mãng. Còn có con kim sư thân hình dài mấy chục thước đang đập cánh hăng hái phi hành. Trên màn trời sát khí cuồn cuộn, long gầm hổ giống. Không biết có bao nhiêu cường giả đang đuổi giết Phong Phi Vân. Đã có ba đạo thần thức xẹt qua trên người của ta, đều mạnh mẽ đến dọa người, ít nhất cũng có tu vi cấp bậc bán bộ cự kình. Phong Phi Vân và Vương Mãnh đang cấp tốc chạy trốn về hướng Thiên Hoa Cổ Thành, dùng mắt thường đều có thể thấy chân trời có sát khí sôi sùng sục, mấy đạo uy áp khổng lồ làm kinh động sợ hãi khiến hai chân người ta như nhũn ra. Tu sĩ trong Thiên Hoa Cổ Thành đều bị kinh ngạc, một màn trước mắt này thật sự rất rầm rầm rộ rộ. Có hai người mặc nho y màu trắng của đệ tử Vạn Tượng đang chạy trốn về hướng cổ thành, ở phía đằng sau có mấy chục vị hung nhân cực kỳ mạnh mẽ đang truy theo. Lại yêu ma chi tử, gia hỏa này rốt cuộc là gây ra đại họa tài trời gì, lại dẫn tới nhiều cường giả tiền bối đuổi giết hắn như vậy. Trên tường thành Thiên Hộ Cổ Thành, một người tu sĩ trẻ tuổi mặc đạo bào đang nhìn ra rất xa. Ngươi còn không biết, nghe nói yêu ma chi tử đánh bại nhân vật thần thoại Nạp Lan Hồng Đào. Thiên tư không gì hơn nổi. Hiện tại rất nhiều người đều muốn phải loại bỏ hắn, không muốn để hắn trưởng thành. Cái gì,
Lại ngay cả Nạp Lan Hồng Đào cùng cảnh giới đều không phải đối thủ của hắn, yêu ma chi tử này cũng thật là đáng sợ. Trong Thiên Hoa cổ thành tụ tập rất nhiều tu tiên giả, có người là tu sĩ bản địa quận Tam Thánh, có kẻ là trốn tránh đến nơi này. Cũng có một số vị đến từ chính một ít tu tiên đại giáo, chính là đi tới Vũ Hóa Mộ Nguyên để khai quật băng cung. Những người này đều bị một màn trước mắt làm cho kinh sợ. Một bóng đen cao vài trăm thước hiện ra, bóng dáng tựa như một vị thần đủ để làm cho nửa bầu trời đều bị che kín đang truy đuổi ở phía sau hai người Phong Phi Vân. Thỉnh thoảng còn có thể đánh ra một cột sáng đen xì khiến trên mặt đất liên tiếp khoét ra những hố to. Ta biết đó là một vị bán bộ cự kình Xâm La Đệ Thập Điện, đã tu luyện tà đế mị ảnh trong 12 đại tà công. Ở trong tà đạo đều là một vị độc ác người gặp người sợ. Một tên yêu ma chi tử, lại dẫn đến được chính là nhân vật cấp bậc bán bộ cự kình xuất thủ. Coi như là thiên tài cấp bậc bát đại sử thi nổi tiếng từ xưa, thì cũng không có vinh quang đặc biệt như thế. Không có biện pháp, ai bảo yêu ma chi tử đã ngủ với đệ nhất mỹ nhân Lục Ly Vi của đệ thập điện Xâm La Điện, nghe nói Lục Ly Vi và Phổ Đà Sơn có quan hệ lớn lao. Nếu như đệ thập điện Xâm La Điện không thể lấy được đầu trên cổ Phong Phi Vân, vậy làm thế nào để báo lại với Phổ Đà Sơn? Một lão nhân áo đen trên lưng mọc ra bốn cái cánh màu đen, cắt ngang bầu trời lướt đến. Hai mắt đen nhánh tựa như chim ưng. Lão liền đánh ra một đạo ánh mắt. Vẻn vẹn chỉ là một đạo ánh mắt, trực tiếp nện cho Phong Phi Vân đến thổ huyết. Vương Mãnh càng là thê thảm hơn, đầu khớp xương trên người bị chặt đứt 7-8 cái, bị gây tổn thương rất nặng. Nếu không phải hắn dựa vào sức lực cường đại để bám theo thì đều đã hôn mê. Mẹ nó, hỗn đản. Phong Phi Vân nhấc Vương Mãnh lên, dưới chân đạp luân hồi tật tốc nhanh hơn mà hóa thành một đạo gió thoảng. Lọt vào Thiên Hoa cổ thành. Minh vực ma dực quyết, đây chính là công pháp xếp hạng thượng thừa trong 12 đại tà công, lại có người đã tu luyện ra ma dực bốn cánh, chẳng lẽ là vị bán bộ cự kình kia của đệ tứ điện Xâm La Điện? Hẳn chính là hắn, yêu ma chi tử đã cưỡi luôn cả người đẹp đứng đầu bạch như tuyết, giới cao cấp Xâm La Điện khẳng định đều bị tức đến trên đầu bốc khói xanh. Nhất định sẽ có chí cường xuất thủ loại trừ hắn. Yêu ma chi tử chạy đến Thiên Hoa cổ thành. Không trốn thoát đâu, yêu ma chi tử có khả năng xưng vương trong thế hệ trẻ tuổi, nhưng mà so sánh với bán bộ cự kình thì vẫn còn kém quá xa. Trốn tới chỗ nào cũng đều là như nhau, không thoát khỏi được thì kết cục hẳn phải chết. Tu sĩ Thiên Hoa cổ thành đều cảm giác được ý định giết người, ai nấy đều trốn ra khỏi Thiên Hoa cổ thành. Nhưng mà vẫn có người không còn kịp trốn ra khỏi cửa thành nữa, liền bị những người đuổi giết Phong Phi Vân bắt quay trở về, chỉ có thể chạy khắp nơi trốn kỹ. Trong không trung cả Thiên Hoa cổ thành đều bị những đám mây đen xì bao phủ dày đặc, có dị thú đang rít gào, có những đạo ánh sáng lung linh đang xuyên qua không gian. Trong số những người đang đuổi giết Phong Phi Vân này, tuyệt đối không chỉ thuộc về Xâm La Thập Điện. Còn có tu sĩ Tử Minh Thi Động, cường giả gia tộc Bắc Minh, thậm chí còn có một vài người thuộc về thế lực tu tiên khác. Mọi người đều là nhân vật đỉnh cao. Đã có người bắt đầu bố trí trận pháp, bao bọc lấy cả Thiên Hoa cổ thành vào bên trong. Biến một tòa cổ thành này thành một nhà giam khổng lồ, chuẩn bị làm ông già bắt ba ba. Yêu ma chi tử thật sự là một kẻ ngu xuẩn, lại chạy trốn tới nơi này. Thế này quả thực chính là tự chui vào nhà giam, thế này hắn có chắp cánh cũng không thể bay. Một đệ tử Tử Minh Thi Động chào phúng cười lạnh một tiếng. Coi như tế luyện tất cả Thiên Hoa cổ thành thì cũng phải loại trừ yêu ma chi tử cho bằng được. Người như thế tuyệt đối không thể để cho hắn trưởng thành, uy hiếp thật sự quá lớn. Một vị điện hạ Xâm La Điện nói như thế. Tụ tập nhiều cường giả siêu cấp như vậy đều chỉ là vì muốn giết chết một tu sĩ cảnh giới thần cơ đại viên mãn, chuyện thế này trong lịch sử vẫn còn chưa từng có xuất hiện. Coi như Phong Phi Vân hôm nay chết ở trong tay bọn họ, thì cũng có thể danh truyền nghìn đời. Những người này cũng không vội vã xông vào Thiên Hoa cổ thành, tính toán thiết lập xong xuôi trận pháp. Sau khi hoàn toàn phong bế cả cổ thành mới lại từ từ xuất thủ. Để tránh cho Phong Phi Vân có dịp thừa cơ đào tẩu. Đều là kết cục hẳn phải chết, có cái gì phải thật gấp. Đám vương bát cao tử này cũng quá độc ác, nếu như rơi vào trong tay lão tử, thì dứt khoát phải một quyền nện vỡ đầu bọn chúng như dưa bở. Vương Mãnh mặt mày đều be bét máu, hắn tức giận không thôi mà nhìn lên không trung cổ thành, phảng phất nghe được từng tràng tiếng cười vọng xuống từ tầng mây. Thiên Hoa cổ thành lúc trước náo nhiệt phi phàm, hiện tại là không thấy được một người nào. Yên tĩnh đến dọa người.
chỉ có thể nhìn ra những chiếc đèn cầu may vẫn còn treo ở mái hiên đang lắc lư theo gió, phát ra âm thanh loạt soạt. Còn có tiếng bước chân. Phong Phi Vân đột nhiên ngừng bước chân lại, đứng ở bên ngoài Ngân Câu Phường. Ngân Câu vẫn nguy nga mà khí thế, xây dựng cực kỳ tráng lệ. Nhưng mà hiện tại lại đều đã trở nên hoàn toàn thay đổi, đại môn dùng vàng bạc hoàng kim nấu chảy chế luyện đã bị gỡ xuống, sàn nhà lát ngọc từ dung nham núi lửa cũng bị bóc đi. Mà ngay cả mái ngói trên đỉnh các lầu đều không còn một khối dư thừa, toàn bộ bị trở đi. Ha ha, cái tên Đông Phương Nhất Dạ này thật đúng là một nhân tài. Hắn tựa hồ đã sớm ngờ tới, Thiên Hoa Cổ Thành sẽ có tai kiếp, nên trước tiên đã đem cả Ngân Câu Phường đi. Phàm là những gì hơi chút đáng giá thì đều bị hắn trở đi. Phong Phi Vân ngồi xổm người xuống, hắn phát hiện ngay cả đinh cửa đều bị đào đi, cả Ngân Câu Phường, liền chỉ còn lại có một đám tường đá đơn sơ. Người làm ăn, chính là người làm ăn, làm thật sự là đủ quyết liệt. Gia tộc Ngân Câu có thể phú khả địch quốc, cực kỳ giàu có cũng không phải không có có đạo lý a. Phong Phi Vân kêu lên tự đáy lòng. Sư thúc, đã đến lúc nào mà ngươi vẫn còn quan tâm chuyện của gia tộc Ngân Câu? Vương Mãnh thoáng lo lắng, lại lên tiếng tiếp. Chúng ta có lẽ trước cứ sống sót qua được tối hôm nay rồi nói sau. Phong Phi Vân vẫn cứ không nóng không vội, hắn đứng dậy, cười nói. Vương Mãnh, ngươi có sợ chết không? Không sợ, có thể chết cùng một chỗ với sư thúc, lão tử liền cảm giác được chết cũng không tiếc. Vương Mãnh đáp. Phong Phi Vân cười nói. Ngươi không sợ, nhưng ta sợ hãi. Đi thôi, mang ngươi đi một chỗ. Bốn phía Thiên Hoa Cổ Thành đều đã bố trí đại trận, có vài vị cường giả tuyệt đỉnh đang bảo vệ trận pháp, thật giống như một cái chụp màu đen bắt đầu bao trùm cả Thiên Hộ Cổ Thành. Mấy đạo ánh sáng lung linh, xuyên qua trận pháp, tiến vào Thiên Hoa Cổ Thành. Mấy người kia đều là vương giả thế hệ trẻ tuổi, để cho bọn họ ra mặt giết chết Phong Phi Vân tự nhiên là việc tốt nhất trên đời. Như vậy bên phía thần vương cũng không có lý do trả thù. Đương nhiên, nếu như mấy vị vương giả thế hệ trẻ tuổi đều không thể giết chết Phong Phi Vân, như vậy cường giả thế hệ trước tất nhiên cũng sẽ ra tay mà không để ý quy củ. Mây đen trên trời cao càng đè thấp xuống, cả Thiên Hoa Cổ Thành đều hoàn toàn đen xì. Chỉ có trên những phố cổ trống trải vẫn còn một hai ngọn đèn dầu đang sang. Nó biến cả Thiên Hoa Cổ Thành tựa như một tòa quỷ thành. Lộc cộc. Tiếng bước chân hai người xuyên qua không gian trong cổ phố. Phong Phi Vân người mặc nho y màu trắng, tư thế oai hùng nổi bật đi ở phía trước. Đến bên ngoài một tòa dịch quán u ám thì ngừng bước chân lại. Cái dịch quán này có vẻ đặc biệt cổ xưa, đại môn mở rộng. Phía trên đại môn vẫn còn treo một tấm biển, trên bề mặt phân bố đầy mạng nhện. Trên đó có viết bốn chữ xấu như gà bới người chết là quý. Sư thúc, chỗ này rốt cuộc là địa phương quái quỷ gì? Làm thế nào mà ta cảm giác sau khi tới đây thật giống như tiến vào hầm băng, tựa hồ đi tới âm phủ. Vương Mãnh vẫn chưa đi vào dịch quán, cũng đã có cảm giác dựng ngược tóc gáy, đôi chân không nghe sai bảo. Bên trong đại môn dịch quán, có những tia ánh sáng đùng đục chiếu ra, còn có ma chơi đang nhảy lên làm cho người ta liếc mắt nhìn một lần liền sởn gai ốc, tóc gáy dựng ngược. Phong Phi Vân cũng là vội vàng nuốt vào một câu thoá mạ. Nếu không phải kẻ địch quá mức cường đại, hắn sẽ không nghĩ đến lại tới đây, cũng chỉ có nơi này mới là con đường sống sót duy nhất. Lần trước, lúc đi cùng với nữ ma đến nơi này, Phong Phi Vân còn không có cảm giác như thế. Còn lần này sau khi đến đây, hắn có cảm giác cực kỳ tương tự như Vương Mãnh. Đi thôi, lần này chỉ có thể dẫn hổ đuổi sói. Trong lòng Phong Phi Vân rất không nắm chắc, đến đây tìm nữ ma, việc này đã là hạ sách. Nhưng mà tối nay muốn giữ được mạng sống. Tại quận Tam Thánh cũng chỉ có thể dựa vào lực lượng của nữ ma. Sau khi đi vào dịch quán, trong nhà toàn bộ đều là quan tài nằm ngổn ngang. Có chừng mấy chục chiếc có vẻ cực kỳ u ám. Những đám nước mắt bách tính bao vây lấy quan tài, còn có ma chơi đi ra từ trong quan tài phong bế. Sư thúc, nơi này rốt cuộc là địa phương quái quỷ gì? Ta cảm giác những người chết trong quan tài này lúc nào cũng có thể đi ra. Vương Mãnh cảm giác hai chân của mình như nhũn ra. Có hơi đi không nổi. Người thì ngay cả chết còn không sợ, nay lại sợ người chết. Phong Phi Vân mở miệng trêu chọc. Mẹ ơi, địa phương quỷ quái này so sánh với cái chết thì càng đáng sợ hơn. Má ơi, có một người. Vương Mãnh toàn thân run run, nhằm thẳng vào bên trên góc tường, sợ đến đặt mông ngồi trên mặt đất.
là một đệ tam biến thi tà trông coi dịch quán, thân thể của lão già nua, khô gầy như tấm gỗ, mái tóc trên đầu đều đã bạc hết, trong tay nắm một cây chổi đang quét rác. Một đôi mắt già nua thâm lõm, mang theo một cỗ tà khí lộ rõ đang nhìn lại đây. Lão vẻn vẹn chỉ là liếc mắt, nhưng mà ánh mắt kia lại làm cho người ta có cảm giác bị rơi vào hầm băng. Vương Mãnh đứng ở phía sau Phong Phi Vân, vội vàng nuốt một ngụm nước bọt, hạ giọng nói nhỏ. Sư thúc, ông lão này có lai lịch gì, tại sao thịt trên cổ lão đều rơi ra? Hơn nữa y phục trên người lão phỏng đoán đến mấy trăm năm mà không có thay, đều sắp sửa tan thành tro. Thi trùng trên cánh tay lão rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Phong Phi Vân vẫn duy trì điềm tĩnh như trước, đây chính là một vị lão thi đã xảy ra lần thi biến thứ ba, mấy miếng thịt thối giữa trên người đã tính là cái gì? Thi tà xảy ra lần thi biến thứ ba đều đã sinh ra một tia trí tuệ. Lão già kia tựa hồ là đã nhớ được Phong Phi Vân, thiếu niên này đã đi cùng với nữ ma đến đây, ánh sáng trong mắt của lão biến mất, sau đó lại cầm lấy cái chổi bỏ đi mà bắt đầu quét rác. Phong Phi Vân và Vương Mãnh đều thở phào một hơi, ánh mắt của vị lão thi này thật sự rất dọa người. Phong Phi Vân, lăn ra đây tìm cái chết. Một tiếng quát lên vọng vào từ bên ngoài dịch quán. Bắc Minh Phong thân mặc một bộ chiến giáp hỏa diễm, một tay cầm huyền vũ thiết thuẫn, tay phải mang theo tam xoa lưỡng nhận mâu, dáng người đường bệ giống như thiên thần từ trên trời giáng xuống. Hắn hạ xuống bên ngoài dịch quán. Bắc Minh Phong chính là đệ tử chi thứ của gia tộc Bắc Minh. Mặc dù còn chưa tu luyện bảo điển Bắc Minh thần công, nhưng mà số mệnh của hắn rất lớn, đã gặp được tiên vận, trong số đệ tử chi thứ thì chiến lực có thể tiến vào ba người đứng đầu. Tam xoa lưỡng nhận mâu trong tay của hắn chính là một kiện chuẩn linh khí, còn cách cấp bậc linh khí đã không xa. Người phương nào tới đây? Phong Phi Vân trực tiếp nhảy tới trên nắp một cái quan tài, cao giọng hỏi đối với âm thanh bên ngoài dịch quán. Bắc Minh Phong. Bắc Minh Phong vô cùng kiêu ngạo hô lên tên mình, một người nếu như cũng không thể kiêu ngạo nói ra tên mình, thì còn có cái gì có khả năng kiêu ngạo. Ta còn tưởng rằng là Bắc Minh Phá Thiên, ngươi đã không phải Bắc Minh Phá Thiên, liền không có tư cách khiến cho ta đi ra gặp ngươi, vậy thì ngươi đi vào gặp ta đi. Phong Phi Vân cười vang đáp, thực sự đã cho là gia tộc Bắc Minh ta cũng chỉ có một cường giả Bắc Minh Phá Thiên. Nói cho ngươi biết. Ở trong thế hệ trẻ tuổi gia tộc Bắc Minh thì người có thể giết người ít nhất có hàng chục. Bắc Minh Phong nói. Bắc Minh Phong tay xách tam xoa lưỡng nhận mâu giơ lên. Hắn đâm ra một đạo ô quang, muốn phá tan tường vây quanh dịch quán. Nhưng mà một cái quan tài lại tự động bay đi từ trên mặt đất, trực tiếp đụng vào trên một đạo ô quang kia, khiến cho tam xoa lưỡng nhận mâu trong tay Bắc Minh Phong thiếu chút nữa bị đánh bay đi ra ngoài. Bắc Minh Phong trực tiếp bay ngược ra ngoài. Lần lượt đâm xuyên làm cho một loạt kiến trúc cổ đều bị sụp đổ. Chết tiệt, những kẻ trong quan tài này đều là người sống sao, lực lượng kiêu ngạo như thế, không ngờ vẫn còn tự mình bay lên. Vương Mãnh bị dọa đến hoảng sợ, vội vàng trốn vào một góc tường. Nhưng mà lại đụng vào người ông lão quét xác kia khiến cho hắn thiếu chút nữa sợ đến ngồi phịch ở trên mặt đất. Từ bên ngoài dịch quán lại truyền đến âm thanh của Bắc Minh Phong. Phong Phi Vân. Ngươi cho là sử dụng một chút bàng môn tà đạo là hôm nay có thể bảo vệ tính mạng. Bắc Minh Phong mang theo tam xoa lưỡng nhận mâu định lại xông vào dịch quán. Bắc Minh huynh chậm đã, nơi này chính là một chỗ tụ tập của âm thi, hãy để cho ta đến đối phó hắn đi. Một nam nhân mặc áo bào tím từ trên trời giáng xuống. Hắn bồng bềnh bay rơi xuống, phía sau hắn có ba cỗ xác ướp cổ khí tức cường đại đi theo. Người vừa tới đúng là đệ tử lớp chữ thiên sở cực bắc của Tử Minh Thi Động. Sau khi sở cực bắc bị công tử Vô Hà đánh bại, hắn cũng không đánh mất lòng tin, ngược lại ý chí chiến đấu càng sục sôi hơn, tu vi lại có đột phá. Người này đạo tâm chắc chắn, khó trách có thể trở thành đệ tử lão luyện lớp chữ thiên của Thi Động. Thì ra là sở huynh, nghe nói yêu ma chi tử giết rất nhiều thiên kiêu của Tử Minh Thi Động. Nếu như sở huynh đã đến... Như vậy yêu ma chi tử xem ra là khó tránh đại họa. Bắc Minh Phong tránh lui sang một bên. Lời của hắn tự nhiên là nghĩ một đằng nói một nẻo. Ai cũng đều muốn giết chết yêu ma chi tử để nổi danh, làm sao Bắc Minh Phong có thể là ngoại lệ. Nhưng mà một tòa dịch quán này đích xác là cực kỳ quái dị, vừa rồi hắn liền nếm một thiệt hại nhỏ. Nếu như sở cực Bắc muốn tranh giành xông lên phía trước, vậy thì liền lợi dụng hắn đi mở đường là được rồi. Sở cực Bắc đứng ở bên ngoài dịch quán, ánh mắt lộ ra vẻ toan tính.
âm sát chi khí ở nơi này so với trong tưởng tượng của hắn thì còn đậm đặc hơn. Nhưng mà đậm đặc thì đã làm sao, chẳng lẽ còn làm khó được người cản thi? Cho dù dạng thi tà nào thì cũng chỉ là một bữa ăn sáng thôi. Trong mắt Sở Cực Bắc tràn đầy vẻ khinh thường, từ trong ống tay áo màu tím có một chùm ánh sáng màu xám quang tuôn ra. Ba con cản thi linh tinh xảo trắng lóa bay ra, chúng tản mát ra hào quang trắng mãnh liệt mà trực tiếp bay vào trong dịch quán. Dầm, dầm, dầm. Ba con cản thi linh biến thành những mảnh nhỏ màu trắng, dùng tốc độ nhanh hơn bay ra từ bên trong cửa, đánh cho Sở Cực Bắc trở tay không kịp. Sắc mặt hắn đại biến, vội vàng lui về, nhưng mà đã muộn. Tàn phiến bị nghiền nát của cản thi linh trực tiếp bắn cho Sở Cực Bắc bay ra đi, trên người đầy những đốm máu rỉ ra. Nhưng mà lại đều bị hắn chặn ở vị trí gai hiểm nên cũng không có thực chất bị thương nặng. Bắc Minh Phong đứng ở một bên, cũng không có tiến lên để tương trợ, trên mặt còn hiện ra nụ cười hài hước. Đệ tử lớp chữ thiên cái quái gì, cũng chỉ đến như vậy. Sở Cực Bắc đi ra từ trong phế tích, gương mặt bừng bừng tức giận. Đáng ghét, một cái âm thi sát địa nho nhỏ, ngay cả Phong Phi Vân cũng có thể xông vào, chẳng lẽ còn có thể làm khó được ta? Hắn liên tiếp đánh ra ba cỗ thi phù, trôi nổi ở tại đỉnh đầu ba xác ướp cổ, ba cỗ xác ướp cổ chiến lực dũng mãnh này liền lọt vào dịch quán. Dầm! Trong dịch quán, nắp một cái quan tài đột nhiên bay lên. Một nữ thi tóc đỏ từ bên trong bay ra, bắt lấy ba cỗ xác ướp cổ rồi trực tiếp kéo vào trong quan tài. Dầm! Nắp quan tài lại đóng lại lần nữa. Quan tài đang kịch liệt lay động, nó phát ra âm thanh bẹp bẹp rất giống tiếng dã thú đang gặm huyết nhục. Cũng không lâu lắm, nắp quan tài mở ra, tàn cốt của ba cỗ xác ướp cổ bị ném ra, đã hoàn toàn biến thành các đầu khớp xương lẻ loi rơi lả tả. Trên khúc xương vẫn còn dính nước bọt. Thi phù vốn trôi nổi trên ba cỗ xác ướp cổ kia lại đều bị nàng ăn mất, quả thực khiến cho Phong Phi Vân và Vương Mãnh trong dịch quán trợn mắt há hốc mồm. Trong những quan tài này đều là chứa những thứ báu vật gì vậy, mà ngay cả thịt thi tà cũng đều ăn. Phong Phi Vân vội vàng bay xuống từ trên nắp quan tài. Hắn đứng cách khá xa. Những thi tà trong quan tài này đều rất khủng bố. Sư thúc, nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Vương Mãnh lại hỏi lần nữa, nhẹ nhàng đụng đụng cánh tay Phong Phi Vân, trong lòng có hơi phát lạnh. Phong Phi Vân cười khan nói. Chớ có lo, nhà bằng hữu. Ba cỗ xác ướp cổ bị ăn sống nuốt tươi, Sở Cực Bắc lại đã bị cắn trả, trên ngực xuất hiện một mảng đẫm máu. Âm thi sát địa thật đáng sợ. Sở Cực Bắc đều bị thương nặng, nên chăng mời các vị tiền bối lại đây trước hết phá tan âm thi sát địa ở nơi này. Lục Ly Vi cũng đi tới bên ngoài dịch quán, thấy Sở Cực Bắc bị cắn trả thì trong đôi mắt nhung hiện lên vẻ lo lắng. Điện hạ đệ thập điện Xâm La Điện đi theo Lục Ly Vi tới đây, hắn suy tư chỉ chốc lát rồi nói. Không phải chỉ là một Phong Phi Vân, cần gì phải các vị tiền bối xuất thủ. Điện hạ đệ thập điện đứng ở bên ngoài dịch quán, cười nói. Đã sớm nghe nói yêu ma chi tử là vô địch thiên hạ trong cùng cảnh giới, là thiên tài hàng đầu thần tấn vương triều. Ta lại không thể nào tin được, ngươi có dám ra đây đánh một trận với ta. Ngươi là ai? Phong Phi Vân hỏi. Điện hạ đệ thập điện Xâm La Điện. Phong Phi Vân đứng ở trong phòng, có hơi trầm tư rồi liền vừa cười vừa đáp. Vì sao ta phải đánh một trận với ngươi? Điện hạ đệ thập điện đáp. Nếu như ngươi chiến thắng ta, chúng ta liền có khả năng thả cho ngươi một con đường sống. Phong Phi Vân tự nhiên là không tin chuyện ma quỷ của hắn. Hôm nay bày ra tình thế này há là hắn có khả năng làm chủ được. Nhưng mà Phong Phi Vân vẫn tương kế tựu kế, mà cười nói. Hảo, ta đây sẽ tới cùng đánh một trận với ngươi. Nghe nói như thế, điện hạ đệ thập điện lập tức hé ra một tiếng cười đầy thông thái. Thì ra yêu ma chi tử cũng chỉ đến như vậy, cũng quá dễ lừa gạt. Hôm nay nhất định phải trừng trị hắn thật tốt một phen. Điện hạ đệ thập điện một mực đều theo đuổi Lục Ly Vi. Lục Ly Vi chính là hậu duệ quý tộc Phổ Đà Sơn, thân phận không phải chuyện đùa. Chỉ cần ôm được nàng vào trong tay, liền tương đương với là chiếm được sự ủng hộ của cả Phổ Đà Sơn. Nhưng mà hắn ngay cả một cây ngón tay của Lục Ly Vi cũng chưa chạm qua, cũng không nghĩ là hỗn đản Phong Phi Vân này lại đã ngủ với nàng, quả thực cực kỳ đáng hận. Hôm nay không ra sức làm cho Phong Phi Vân nhục nhã một phen, thì thật khó tiêu mối hận trong lòng hắn. Sư thúc, tên kia khẳng định chỉ là muốn lừa ngươi đi ra ngoài thôi. Vương Mãnh lo sợ Phong Phi Vân trúng kế. Ta biết, ta biết.
Phong Phi Vân cười cười, sau đó liền tay cầm xích sắt, kéo một cái quan tài mà đi về hướng ra ngoài dịch quán. Căn cứ suy đoán của Phong Phi Vân, những quan tài trong dịch quán này đều là đang được ông lão quét rác canh chừng, những thi tà này ở trong quan tài đều có tu vi cực kỳ đáng sợ, chính là cấp bậc đệ nhị thi biến đỉnh cao. Lại liên tưởng đến một dòng huyết hà, sông máu kia phía dưới dịch quán, trong lòng Phong Phi Vân cũng đã suy đoán ra. Các thi tà đang nằm trong mấy chục quan tài trong dịch quán, hẳn là đều là đang chuẩn bị lần thi biến thứ ba. Hay nói một cách khác, dịch quán này kỳ thật chính là nơi mà những thi tà này dưới trướng nữ ma sẽ tiến hành lần thi biến thứ ba. Những thi tà trong quan tài này đều là thi tà sắp sửa phát sinh lần thi biến thứ ba, đang bị kẹt ở cấp bậc đệ nhị thi biến đỉnh cao. Phong Phi Vân đã đi cùng nữ ma đến dịch quán này, nữ ma khẳng định đều đã căn dặn cho ông lão quét rác, cho nên khi Phong Phi Vân rời khỏi dịch quán và quay về dịch quán thì ông lão kia cũng không hề khởi xướng công kích đối với hắn. Giờ phút này Phong Phi Vân đang kéo một cái quan tài, bước đi về hướng bên ngoài, ông lão quét rác kia cũng vẻn vẹn chỉ là có hơi liếc liếc mắt, rồi liền lại vùi đầu quét rác. Thi tà trong quan tài cũng không có công kích Phong Phi Vân, có vẻ cực kỳ im lặng. Bên ngoài dịch quán, Bắc Minh Phong, Sở Cực Bắc, Điện Hạ Đệ Thập Điện, Lục Ly Vi đều đã ngưng tụ chiến pháp, chỉ chờ Phong Phi Vân đi ra đại môn liền thi triển ra công kích mạnh mẽ dữ dội nhất đối với hắn, tuyệt đối không để cho hắn lại có cơ hội quay về dịch quán. Điện Hạ Đệ Thập Điện giấu ở phía sau một cái lưới lớn lấp lánh vô số ánh sao. Chỉ cần Phong Phi Vân bước ra cánh cửa một bước, liền cấp tốc xuất cái lưới lớn ra, cuốn lấy hắn kéo lại đây. Phong Phi Vân nhất định phải chết ở trong tay của hắn. Hai mắt Lục Ly Vi chớp chớp, hàng lông mi dài cong cong, trên cánh tay vẫn còn mang theo một cái vòng tay màu đen. Đây là Nam Cung Hồng Nhan bức bách nàng phải mang. Hôm nay nhất định phải bắt Phong Phi Vân cho bằng được. Chỉ có bắt Phong Phi Vân, mới có thể bức Nam Cung Hồng Nhan gỡ huyết cấm huyền trạc xuống. Một Phong Phi Vân, một Nam Cung Hồng Nhan, đều đã trở thành bóng ma trong lòng Lục Ly Vi. Lộc cộc. Tiếng bước chân vang lên. Phong Phi Vân kéo một cái quan tài, rốt cục đi ra từ trong đại môn. Ha ha, Phong Phi Vân, ngươi đã trúng kế. Điện Hạ Đệ Thập Điện dẫn đầu ra tay trước, hắn tung ra cái lưới lớn cầm trong tay, quyết phải bắt Phong Phi Vân mà kéo lại đây. Cái lưới lớn này là dùng cửu hàn thiết để chế tạo ra, trên bề mặt có những lớp băng, cực kỳ cứng cỏi. Coi như là dị thú tu vi 700 năm cũng không thể phá nổi lưới sắt. Điện Hạ Đệ Thập Điện vốn mạnh mẽ như thế nào, là một thiếu niên tài năng khó thấy, mắt sáng lấp lánh, ngón tay vươn ra tựa như một cái móc sắt tóm chặt lấy phần đuôi của lưới sắt. Lưới sắt hạ xuống, như bầu trời đầy sao từ thiên vực rơi xuống. Phong Phi Vân trực tiếp ném cỗ quan tài cầm trong tay ra, nện vào trong lưới sắt. Lưới sắt tựa như cái lồng co lại, rồi được Điện Hạ Đệ Thập Điện thu trở về. Ầm, 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 ầm. Trên quan tài có một vũng nước mắt oán giận âm u lạnh lẽo của dân lành, phô thiên cái địa bay về hướng Điện Hạ Đệ Thập Điện. Cỗ khí lạnh kia làm đông lạnh đến nỗi đầu khớp xương người ta phải tê dại, máu thịt cứng lại, cái lạnh lạnh như địa ngục này quả thực đáng sợ. Bắc Minh Phong, Sở Cực Bắc, Lục Ly Vi đều bị một cỗ khí tức âm hàn này làm cho sợ hãi đến lui về phía sau. Vị Điện Hạ Đệ Thập Điện đương nhiên cũng cảm giác được không ổn. Hắn muốn bỏ lại cái lưới sắt trong tay. Rời khỏi quan tài càng xa càng tốt. Đến lượt quan tài hơi hơi hé mở ra. Xoẹt xoẹt. Một nữ thi tóc đỏ trên đầu bay ra từ trong quan tài, hai mắt đỏ đậm, giữa mi tâm có chấm đỏ trang trí. Nàng tựa như bóng hình ma quỷ tóc đỏ đêm khuya, xé nát lưới sắt cửu hàn thiết, rồi trực tiếp mạnh mẽ kéo Điện Hạ Đệ Thập Điện vào trong quan tài. Điện Hạ Đệ Thập Điện hoảng sợ vạn phần, từ trong đan điền tỏa ra hào quang vạn trượng. Một đạo dị thú chiến hồn bay ra từ bên trong, như muốn chạy trốn khỏi thủ trảo của nữ thi. Đây là bản mệnh thú hồn mà hắn tu luyện, tương tự như có một con thần tước lông bạc. Dầm! Bản mệnh thú hồn đều bị nữ thi nuốt vào trong bụng, Điện Hạ Đệ Thập Điện khó thoát sát kiếp, đã bị nàng kéo vào quan tài lại lần nữa đóng sập nắp. Quan tài còn chưa khép kín đã rung động, từ bên trong vọng ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Làm người nào nghe được phải sởn gai ốc tóc gáy dựng ngược. Sắc mặt Bắc Minh Phong và Lục Ly Vi đều trở nên xanh mét, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng lăn xuống. Sở Cực Bắc là người cản thi, có loại tà thi nào mà chưa từng gặp qua. Thế nhưng giờ phút này hắn cũng kinh hãi không thôi. Nữ thi này cũng quá khủng bố, quả thực có thể so với thi vương.
trong một cái dịch quán nho nhỏ này, làm thế nào mà lại có tà thi đáng sợ như thế? Không bình thường, không bình thường. Sau một hồi lâu, tiếng kêu thảm thiết trong quan tài tắt lịm đi, nó cũng đình chỉ rung động. Quan tài mở ra, từng hào quang đẫm nước mắt lê dân lao ra từ bên trong, từng khúc bạch cốt được ném ra từ bên trong. Rầm. Điện hạ đệ thập điện vốn cực kỳ dũng mãnh, chỉ thoáng chớp mắt liền biến thành một đám khung xương chết. Một màn này quả thực rất làm người ta kinh động sợ hãi, mấy nhân tài tuyệt đỉnh của thế hệ trẻ tuổi đều biến sắc mặt mà nhìn chăm chú một cỗ quan tài kia, kìm lòng không đậu đành lui về phía sau. Soạt. Phong Phi Vân triển khai luân hồi tật tốc, thân thể hóa thành một đạo quỷ ảnh, rồi bay đi ra ngoài. Hắn xuất một chiêu khống chế Lục Ly Vi, một tay bóp xương quai xanh nàng, tay kia túm lấy tay nàng. Sau một khắc, hắn lại đã lui trở về phía sau cánh cổng dịch quán. Phong Phi Vân, ngươi muốn làm chi? Trong mắt Nhung Lục Ly Vi lóe lên một tia bối rối, trong óc trong hồi tưởng lại một màn đáng sợ trước kia. Lần trước rơi vào trong tay Phong Phi Vân, khiến cho nàng suốt đời khó quên, hạ thân hiện tại đều còn có chút đau đớn. Hiện tại lại rơi vào trong tay Phong Phi Vân, trong lòng nàng có thể nào không hoảng hốt. Lục cô nương, chúng ta đã lâu không gặp, đúng là ta đang tưởng nhớ quá mức tới cô nương. Phong Phi Vân mặt mày tươi cười, nhìn chăm chú vị yêu nữ tà đạo này. Lục Ly Vi tóc dài tới eo, hông thắt đai lưng bạc, mặc bộ lụa tím la lan, gương mặt trắng nõn xinh đẹp tuyệt vời vô cùng mịn màng. Dáng người tuyệt trần trước nhô sau vểnh đang cũng không thể nhúc nhích. Mặc dù trong đôi mắt tràn đầy ánh thông thái, nhưng mà lại vẫn có một tia bối rối. Phong Phi Vân vương bát đản này không thể dùng lẽ thường để suy đoán. Hắn không sợ trời không sợ đất, rơi vào trong tay của hắn, quả thực so sánh nhảy vào hang hổ còn tệ hơn. Trong mắt nhung của Lục Ly Vi lóe lên một vẻ trong sáng, nàng điềm tĩnh cười hỏi. Phong Phi Vân, chẳng lẽ ngươi không sợ Nam Cung Hồng Nhan tức giận? Phong Phi Vân đương nhiên đã sớm thấy được chiếc vòng huyết cấm huyền trạc trên cánh tay Lục Ly Vi, hiển nhiên mỹ nhân yểu điệu đang trong tay mình này đã bị Nam Cung Hồng Nhan khống chế. Hồng Nhan là Hồng Nhan, ngươi là ngươi. Lục Ly Vi, ngươi đã là nữ nhân của ta, không trốn thoát bàn tay của ta. Không bằng tối nay chúng ta liền mai khai nhị độ hoa nở lần nữa. Phong Phi Vân cười to một tiếng, cười đến nỗi gương mặt Lục Ly Vi cứng lại. Lồng ngực cao ngất đều bị tức tối đến nỗi không ngừng phập phồng. Phong Phi Vân, ngươi dám? A, ngươi! Lục Ly Vi hoảng sợ thét chói tai. Phong Phi Vân một tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh như xà của nàng, liền bắt đầu bế nàng lên. Hắn nhếch miệng cười một tiếng với Bắc Minh Phong và Sở Cực Bắc, rồi đi về hướng vào trong dịch quán. Một cỗ quan tài kia vẫn đứng án ngữ ở cánh cửa đại môn, âm khí bức người. Nó làm cho người ta không dám tới gần dịch quán một bước. Bắc Minh Phong và Sở Cực Bắc mấy lần muốn xuất thủ, nhưng mà cuối cùng cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Cỗ quan tài kia thật sự rất dọa người, ngay cả điện hạ đệ thập điện Xâm La Điện đều bị gặm nhấm thành một đám đầu khớp xương, bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Phong Phi Vân ôm Lục Ly Vi vào trong dịch quán. Yêu ma chi tử, không ngờ ngay cả Lục Ly Vi cũng dám ngủ, thật sự là một nhu nhân kẻ kiêu ngạo ngang bướng. Chỉ có thể mời cường giả thế hệ trước xuất thủ. Bắc Minh Phong và Sở Cực Bắc đều rút đi, không dám dừng lại thêm một khắc ở bên ngoài dịch quán. Phong Phi Vân, ngươi chỉ cần thả ta ra, ta có thể cam đoan, ngươi có khả năng còn sống đi ra Thiên Hoa Cổ Thành. Lục Ly Vi trái tim đại loạn, rơi vào trong tay Phong Phi Vân, nàng có một loại cảm giác dê vào miệng hổ, chẳng lẽ thật sự lại bị hắn cưỡng bức một lần nữa. Lục Ly Vi cắn chặt hàm răng, cho tới bây giờ cũng không cảm thấy bất lực như hiện tại. Lục Ly Vi, ngươi cho Phong Phi Vân ta là đứa trẻ 3 tuổi. Tối nay ta đã không tính toán mạng sống, chỉ nghĩ lại triền miên một đêm với ngươi. Nếu như ngươi có thể giúp ta sinh hạ một con trai giữa hai con gái, thì Phong Phi Vân ta đây cũng không tính là không có nối dõi, nếu chết cũng được yên lòng mà chết. Phong Phi Vân buồn bã nói. Lục Ly Vi ngạc nhiên. Thì ra vương bát đản này là muốn để cho chính mình sinh hậu duệ cho hắn, làm công cụ nối dõi tông đường của hắn, nghĩ thật cũng quá hay. Phong Phi Vân ta coi như là thiên tư tuyệt vời, ngươi Lục Ly Vi cũng là xinh đẹp khuynh thành. Ngươi sinh con nối dõi cho ta, tương lai nhất định là một đời thiên kiêu. Nếu như sinh con gái, thì đó cũng khẳng định là xinh đẹp tuyệt vời làm giai nhân đương thời. Phong Phi Vân tiếp tục than vãn. Lục Ly Vi toàn thân cũng không thể nhúc nhích. Nàng đã bị Phong Phi Vân phong bế đan điền và huyết mạch.
Nàng hận không thể bịt kín lại lỗ tai của mình, nếu như tiếp tục nghe Phong Phi Vân giảng giải tiếp thì dứt khoát phải phát điên mất sao. Phong Phi Vân ôm Lục Ly Vi đã đi vào trong phòng, Vương Mãnh kinh dị không thôi. Vừa mới được một lát, sư thúc liền bế một nữ nhân xinh đẹp trở về, thật sự là bản lãnh cao a. Phong Phi Vân thả Lục Ly Vi ở trên mặt đất, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai nàng mà nói với tình ý sâu xa. Tối nay thời gian đã không còn nhiều lắm, chúng ta cần tranh thủ thời gian, tránh để sớm nắng chiều mưa thất thường, cứ thẳng đảo Hoàng Long. Giờ thì liền làm ở chỗ này đi, trước khi chết, ta để lại cho nàng một đêm khó quên. Khó quên muội muội nhà ngươi a. Lục Ly Vi khóc không ra nước mắt. Sư thúc, thật sự là một ngày không gặp, như cách ba thu a. Tình cảm lại sâu như vậy. Vương Mãnh ở một bên nói. Đi, đi, ngươi biết cái gì? Ly Vi, nàng nhớ ta thật sâu sắc a. Phong Phi Vân vuốt ve gương mặt trái xoan của nàng, đột nhiên lại thu tay lại mà hỏi. Đúng rồi, ngươi rốt cuộc là có quan hệ gì với Phổ Đà Sơn? Lục Ly Vi lúc trước đều đã bị Phong Phi Vân sờ soạng làm toàn thân đều căng thẳng, không nghĩ tới Phong Phi Vân đột nhiên hỏi một câu như vậy. Nàng có hơi thở dốc, trừng mắt hỏi lại. Ngươi hỏi cái này để làm chi? Thì trước khi chết, rốt cuộc cũng cần phải biết nữ nhân sinh con cho mình rốt cuộc là ai? Phong Phi Vân thở dài nói. Lục Ly Vi thông minh hơn người, cười lạnh. Ha ha, thì ra là ngươi muốn moi tin của ta, muốn hiểu cho rõ thân phận của ta. Sau đó lợi dụng ta để làm con tin cho ngươi, như vậy ngươi còn có cơ hội thoát thân. Không tồi a, Phong Phi Vân, ta thiếu chút nữa thật đúng là bị ngươi làm cho kinh sợ. Ha ha, nhưng mà hiện tại, ngươi muốn mai khai nhị độ với ta, hoa nở lần nữa thì cứ tới đi. Dù sao đều đã ngủ đêm thứ nhất, ngủ tiếp một lần thì có cái gì đáng ngại. Đôi mắt nàng ngất ngây mơ màng, âm thanh ngọt mê người, thật giống như đã tính toán chủ động đón ý nói hùa Phong Phi Vân. Phong Phi Vân lại thấy tẻ nhạt không thú vị, Lục Ly Vi không hổ là một vị trí sư, rất khó từ trong miệng moi ra được cái gì. Nếu như vào lúc khác thì Phong Phi Vân cũng không ngại mai khai nhị độ với nàng, nhưng mà cũng tuyệt đối không phải hiện tại. Ba ông lão mặc áo bào tím từ trên trời giáng xuống, da nhăn nheo già nua được tựa như vỏ cây, cũng không biết đã sống bao nhiêu năm. Tóc trên đầu đã rụng gần như không còn. Trong tay đều nắm mộc trượng đen tuyền, mặc cản thi bào cổ xưa màu tím. Đây là cường giả tiền bối của Tử Minh Thi Động, nắm giữ vô số thuật pháp cản thi, diệt thi. Âm thi sát khí quá nặng. Trong quan tài này có một khối nữ thi đệ nhị thi biến đỉnh cao, đang ngưng tụ huyết khí, sắp sửa phát sinh lần thi biến thứ ba. Đây chính là một kiện bảo bối, chúng ta liên thủ hàng phục nàng mang về thi động, có khả năng tế luyện thành một khối chiến thi cường đại. Bên ngoài dịch quán vọng vào những tiếng nổ như trời long đất lở. Ba vị cường giả tiền bối Tử Minh Thi Động liên thủ trấn áp nữ thi trong quan tài, từng đạo thi khí đỏ rực lan ra, có rất nhiều kiến trúc cổ đều trong nháy mắt biến thành phế tích. Bên ngoài chiến đấu quả thực rất khủng bố, một cỗ lực lượng cường giả kia đột phá vào, làm cho cả thiên hoa cổ thành đều rung động không ngừng. Sư thúc nguy rồi, cường giả thế hệ trước đang ra tay, nơi này chỉ sợ chả mấy chốc sẽ bị công phá. Vương Mãnh lo lắng. Lục Ly Vi cười nói. Phong Phi Vân, người cùng ta hợp tác, người tìm Nam Cung Hồng Nhan, bảo nàng ta gỡ xuống huyết cấm huyền trạc trên cổ tay ta. Ta có biện pháp để ngươi chạy thoát một mạng. Lời của nàng, Phong Phi Vân đều không tin nửa câu. Hắn nhảy tới trên quan tài rồi nhìn ra xa bên ngoài dịch quán. Ba vị lão nhân Tử Minh Thi Động đang xuất ra trấn thi thần phù, mỗi một bùa chú đều dài đến mấy chục thước. Tựa như ba cái đại ấn màu tím ngất trời, đang công kích nữ thi trong quan tài. Ba ông lão này mặc dù vẫn còn không hề đạt tới cấp bậc bán bộ cự kình, nhưng mà cũng không kém nhiều lắm. Ba người đã tu luyện mấy trăm năm, hiểu được bí pháp khắc chế thi tà, không ngờ áp chế quan tài kia đến không thể nhúc nhích. Một hồi gió lạnh thổi qua. Trong phòng dịch quán không biết từ khi nào đã xuất hiện thêm một nữ nhân. Nàng mặc nho y màu trắng, lưng quấn một dải yêu đái. Nó cuốn lấy vòng eo mảnh mai mượt mà, dáng người cao rong ròng, ngực đẫy đà đến có hơi quá phận. Phong Phi Vân đứng ở trên quan tài, thậm chí đều có thể nhìn thấy hai vú như cái bát bên trong vạt áo xanh ngọc của nàng. Nàng lại không mặc áo ngực, cũng đúng, bộ nho y màu trắng trên người này đều là Phong Phi Vân mặc vào cho nàng, chưa từng có cởi ra. Nên đương nhiên bên trong cũng không có mặc cái gì.
Phong Phi Vân vẻn vẹn chỉ là có hơi liếc liếc mắt, liền đón nhận ánh mắt lạnh như băng của nàng. Toàn thân đều như rơi vào hầm băng, còn thiếu chút nữa mà ngã xuống từ trên quan tài. Nữ ma xuất quan. Trên bầu trời, mây đen như sa xuống thành trì. Trong dịch quán, thi khí âm trầm. Nữ ma mặc nho y màu trắng của học viện Vạn Tượng Tháp, thơm mát thanh nhã. Trên người không có một tia thi khí, ngược lại có được một cỗ khí chất tiên nhân thoát tục. Cũng không ai biết là nàng đã đi ra từ lòng đất khi nào, giờ đã đứng ở trong phòng. Một đôi mắt nhung có ánh nhìn lạnh như băng, nhưng còn nhiều hơn là sự hờ hững. Phong Phi Vân tự nhiên biết nàng đã dưỡng thương trong dòng huyết hà dưới lòng đất. Lúc trước hắn cho là không có thời gian vài năm thì vết thương của nàng không thể khỏi hẳn. Dù sao tu vi càng cao, sau khi bị thương mà muốn khỏi hẳn cũng càng khó. Không nghĩ tới lại đúng vào giờ này khắc này thì xuất quan. Đây chính là một nhân vật so với Cự Kình thì vẫn còn khủng bố hơn, mừng giận vô thường, coi nhân mạng như cỏ rác. Cũng không ai biết giờ phút này nàng xuất quan là chuyện tốt hay là xấu. Cha, vị học tỷ này tại sao lại mặc học bào của sư thúc? Vương Mãnh nhìn theo bóng lưng nữ ma, nhận ra bộ nho y trắng mà nữ ma mặc trên người chính là học bào của Phong Phi Vân, ở chỗ chéo áo hắn thấy được tên của Phong Phi Vân. Phong Phi Vân ho khan hai tiếng. Vương Mãnh lập tức cảm giác được không thích hợp, nhìn bóng lưng trước mắt này, càng ngắm càng nhìn càng quen mắt. Nhưng mà Lục Ly Vi lại không có ý thức được sự nhắc nhở của Phong Phi Vân, cứ cười nói. Yêu ma chi tử thật sự là giống đa tình, tại Vạn Tượng Tháp chỉ sợ có không ít nhân tình chứ. Nữ ma đôi mắt huyền đen nhánh, trong mắt ánh sao trời sáng lạn, tựa hồ căn bản nghe không được những lời bọn họ đã nói, nàng chỉ là mải miết nhìn không khí chiến tranh bên ngoài dịch quán. Phịch, Lục Ly Vi còn muốn cười nhạo Phong Phi Vân vài câu, đột nhiên nhìn thấy Vương Mãnh quỳ ở trên mặt đất. Vương Mãnh thấy rõ hình dáng của nữ ma thì bị dọa đến hai chân như nhũn ra. Phịch một tiếng quỳ trên mặt đất, trong lòng mắng to đại xạo. Lần này bị sư thúc lừa thảm, không phải nói đây là nhà bằng hữu, tại sao vị nữ sát thần này lại chạy đến? Bái, bái kiến nữ ma đại nhân. Vương Mãnh không dám liếc mắt nhìn nữ ma nữa. Cái gì, nàng chính là nữ ma, làm sao có thể? Lục Ly Vi sợ đến sắc mặt trắng bệch, nhìn một chút dáng vẻ của Vương Mãnh giờ phút này, lại nhìn một chút sắc mặt cứng lại của Phong Phi Vân. Hẳn đây là thật sự, đây chính là nữ ma trong truyền thuyết. Chẳng lẽ truyền thuyết là thật sự, Phong Phi Vân thật là sứ giả của nữ ma. Chúc mừng nữ ma đại nhân đã khỏi hẳn vết thương, chiến lực trở lại đỉnh cao, 9 tầng trời 10 tầng đất lại không có địch thủ. Phong Phi Vân chắp tay vái một cái. Biết là tốt rồi. Nữ ma có hơi liếc mắt nhìn hắn rồi hỏi. Đối với người ta thấy rất quen thuộc, người tên là gì? Phong Phi Vân toát mồ hôi hột. Chỉ không thấy một đoạn thời gian, mà nữ ma lại đã quên tên của hắn không còn một mảnh. Lần này còn đỡ, may là nàng đối với Phong Phi Vân vẫn còn có một chút ngờ ngợ. Nếu như không có nguyên nhân này thì tất cả ở đây đều đã bị nàng giết sạch. Nữ ma đại nhân, ta gọi là Phong Phi Vân. Phong Phi Vân đáp. Nữ ma cau hàng mi một cái, bắt đầu ghi nhớ cái tên Phong Phi Vân, rồi nhàn nhạt nói. Thì ra là ngươi. Ngươi không phải chính là một gia nhân của ta sao? Gia nhân đại gia ngươi a, trí nhớ cũng quá kém. Phong Phi Vân rất muốn mắng chửi người, nhưng cuối cùng là không hề mắng. Hắn chỉ nghiêm túc nói. Nữ ma đại nhân, là sứ giả a. Được rồi, Phong Phi Vân đúng không? Ngươi đã có tư cách tiến vào trong trí nhớ của ta, sau này ta cũng sẽ không lại quên ngươi. Nữ ma nói. Phong Phi Vân rốt cuộc cảm giác những lời này có rất nhiều chỗ tương tự với câu ngươi hóa thành cho ta cũng nhận được ngươi. Rất nhiều người tu vi cường đại, vì chuyên tâm với tiên đạo nên đều sẽ tự động quên những người và vật khác không có quan hệ cùng tiên đạo, nữ ma hẳn là cũng là tu luyện loại tịnh tâm thuật pháp. Nhưng mà hiện tại nàng đã nhớ được Phong Phi Vân, như vậy coi như trôi qua ngàn năm, trăm năm thì nàng đều sẽ không quên. Nữ ma đi tới, vươn một ngón tay ngọc mảnh khảnh. Chỉ vào mi tâm của Phong Phi Vân mà nói. Trả lại thanh đồng linh chu cho ta. Trả lại muội muội ngươi a. Thanh đồng linh bảo vốn chính là đồ của ta. Ngón tay của nữ ma, so sánh kiếm bén thì đều phải đáng sợ hơn. Nó chỉ vào mi tâm của Phong Phi Vân, mà đã có thể làm đông lại linh hồn của hắn. Phong Phi Vân tự nhiên không có khả năng giao thanh đồng linh chu cho nàng. Đây chính là một nữ cường đạo. Từ trong tay Phong Phi Vân cứ thẳng tưng cướp đoạt đi hóa đạo thạch,
hiện tại lại muốn cướp đi Thanh Đồng Linh Chu lần nữa. Thiên hạ nào có chuyện thật là tốt như vậy? Phong Phi Vân đã sớm ngờ tới nữ ma sẽ nhớ tới Thanh Đồng Linh Chu, cho nên đã dùng Long Mã Hà Đồ bọc kín Thanh Đồng Linh Chu, giấu ở dưới đáy đan điền. Có Long Mã Hà Đồ che đậy, coi như nữ ma có tu vi thông thiên thì cũng không có khả năng tìm ra Thanh Đồng Linh Chu trên người Phong Phi Vân. Trừ phi nàng xé đôi thân thể Phong Phi Vân. Nữ ma đại nhân, Thanh Đồng Linh Chu một mực bảo quản trên người của ta, chính là chờ đợi vào lúc ngài xuất quan thì sẽ tự tay giao vào trong tay của ngài. Phong Phi Vân nói với vẻ mặt chân thành tha thiết. Ngón tay nữ ma vẫn chỉ vào mi tâm của hắn, đôi mắt như khoảng không vũ trụ mênh mông đang gắt gao nhìn chăm chú hắn. Nhưng mà, liền mới vừa rồi, Thanh Đồng Linh Chu đã bị người cướp đi. Phong Phi Vân ra hiệu cho Vương Mãnh, muốn hắn phối hợp. Vương Mãnh ngầm hiểu, đột nhiên khóc lớn tại chỗ, bắt đầu kêu rên. Nữ ma đại nhân, đều trách tu vi chúng ta quá thấp, mới không thể giữ được thần vật này. Ta và sư thúc vốn định đi đoạt lại Thanh Đồng Linh Chu, cung kính giao vào trong tay của ngài, cũng không nghĩ lại vẫn thất bại, còn bị bọn họ đánh cho trọng thương. Bọn họ hiện tại đã đến trước cửa, muốn giết người diệt khẩu a. Nữ ma đại nhân, bọn họ quả thực quá kiêu ngạo, ngay cả đồ vật của lão nhân ra người mà cũng dám động, không biết có còn thiên địa hay không a. Trong mắt nữ ma mang theo vài phần nghi ngờ, chậm rãi thu hồi ngón tay. Nàng nhìn về hướng bên ngoài dịch quán mà có thêm vài phần sát ý. Bên ngoài dịch quán, đã có rất nhiều tu sĩ hiện thân, ai nấy đều có khí tức như cầu vồng, đằng đằng sát khí, có người vẫn còn cầm giữ linh khí. Cỗ quan tài kia đã bị ba vị lão nhân tử minh thi động đánh nát, họ đang toàn lực trấn áp nữ thi tóc đỏ kia. Đánh cho nữ thi tóc đỏ toàn thân đều là vết máu.